chương 1979, cấm khu xuất kỳ tam. Thiên, trời ạ, à, chí trí, trí cao thần khí. Trong đêm thần thành, như nổ rồi nồi, kinh dị tiếng như thủy triều. Thành trong người đều tại hướng thiên xem, nhìn khẩu đại trung, nhìn cán chiến kỳ, cũng là nhìn đem lớn tán. Bọn chúng, như ba vòng lộng lẫy thái dương, treo ở tây nam bắc ba mới hư vô, quang mang phổ chiếu thiên địa, uy thế nghiền ép càn khôn. Khốn Phật Trung, chấn tiên kỳ, phục ma tán. Phật quốc, tiên mộ cùng ma vực, đây là muốn làm gì? Sợ không phải triệu bân giấu ở thành trong, bị cấm khu vực tìm được rồi. Bát hoang rung động lắc lư, chấn thế tâm linh người run rẩy, chứa nói tiểu bối, liền thần minh cấp lão ra hỏa, đều đĩnh không thẳng lưng cóng, như tựa như thấy quân vương, nhịn không được nằm dạp xuống. Trên thực tế, là hoang thần binh uy áp quá mạnh mẽ, áp toàn bộ thần thành, đều chính muốn sụp đổ, thiên phía dưới, tựa như hết thảy pháp tắc, đã thành hư vọng tử cục rồi. Lời giống vậy, sơ giao cũng nói một lần. Cấm khu phải bình thường tồn tại, vì tiện sách ra một cái, đều là trí cao thần truyền thừa. Bây giờ, mang theo hoang thần binh mà đến, mà lại là ba nhà đều xuất hiện, nhất kích là được hủy thần thành, thành trong người, thành trong vật, thành trong càn khôn. Hết thảy hết thảy tất cả, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc, hóa thành kiếp hôi. Trong đó, tất cũng bao quát triệu bân cùng bọn họ. Chủ quan, triệu bân một bước đứng dậy, lại một bước không có đứng vững, có lẽ thương quá nặng, gấp hỏa công tâm, một cái lão huyết phun thất tha thất thiểu, thậm chí vừa rồi khép lại nhục thân, lại một lần vỡ ra, ánh vàng rực rỡ máu tươi, tất khe hở chảy tràn, sát ý đều lấn hắn gầy yếu, mãnh liệt phản công, chính muốn đem thôn diệt. Nguyệt thần cô nương kia nhi, ngủ rồi. Khô lâu người bay tới thổi đi, cùng tận sức nhìn nhìn xem chư thiên. Lớn như vậy tràng diện, cửu thế thần thoại không đến chấn chấn chàng tử đế tiên cũng được a. À tùy tiện tới một cái, ba đại cấm khu cũng không dám như vậy cản rỡ. Sợ là không rảnh chú ý hắn, sơ giao cổ thần khẽ nói. Là nàng đánh giá thấp trí cao truyền thừa, vì một cái tiểu bối, lại như thế đại động can qua, hoang thần binh đều mời đi ra rồi, đây là có nhiều ghi hận vĩnh hằng nhất mạch. Đông, đang lúc nói chuyện, khốn Phật Trung không gõ tất vang, tiếng như hồng lôi. Cùng với tiếng chuông, có một người hiển hóa, người mặc áo cà sa, cái ót nhi sáng loáng qua ngói lược, vô tận phật quang tại cái kia khí lực nở rộ sau lưng càng có một phiến niệm lực hải dương thôn thiên nạp địa trang nghiêm phật âm bay thẳng cửu tiêu a à la phật tôn tầm mắt cao thâm hạng người đều kinh hô một tiếng a à la danh tiếng thần giới ai không biết đó là phật quốc chúa tể cũng là vạn phật tri tổ truyền thừa hàng thật giá thật cao nữa là cấp đại thần gặp qua người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay tối nay lại hiển hóa rồi chân thân rất thống khổ giải rác mấy cái trong nháy mắt, không chỉ bao nhiêu người bưng kín đầu lâu. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì ngoài thành tiếng tụng kinh, quá mạnh mẽ cũng quá bá đạo, nghe bọn họ tâm phiền ý khô, tâm trí không thấy giả, lại vẫn tại vô thức giữa, chắp tay trước ngực, có phần có một loại quy y Phật môn điểm báo. Tính thủ thần thai Đám lão già này đều truyền âm, xem A à là Phật tôn thần thái, tràn đầy kiêng kỵ. Không hổ là Phật quốc chúa tể, thật cái đại thần thông, chỉ là tiếng tụng kinh, liền có không ít người được cái kia độ hóa, hắn như quyết tâm thu tín đồ, thành trong sợ là không có mấy người gánh vác được. Ô ô ô, tiếng chuông còn chưa ngừng, lại nghe thấy lệ quỷ kêu rên. Chăm chú nhất nhìn, mới thấy phục ma tán phía dưới, cũng nhiều một đạo nhân ảnh, là một cái mặt xanh nanh vàng bà lão, nàng hình thái mặc dù thương chiều, con người mặc dù đục ngầu, lại ma trướng thao thiên, mỗi một luồng cũng như sơn trầm trọng, nghiền thiên địa dung chuyển. Bà la ma thần vẫn là như chiều như biển kinh dị thanh âm vang đầy thần thành bà la ma vực chúa tể cũng là trí cao thần truyền thừa nàng chi hung danh nhìn chung sử sách cũng tìm không ra mấy cái xem cái kia sau lưng mãnh liệt ma chướng hải dương không biết thôn dư thừa thiếu sinh linh có vô số oan hồn ở bên trong dãy ruộng thê lương kêu rên tựa như ma chú ăn mòn tâm thần người ta phanh vạn chúng nhìn chăm chú dưới chấp trưởng trấn tiên kỳ đích nhân vật cũng đang chẳng rồi cái kia uy thế, nửa phần không kém A à là Phật tôn cùng bà La Ma thần, rơi xuống trong nháy mắt, thiên vũ đổ sụp, đổ xuống không gian mảnh vỡ, không thăng không rơi không khép lại, liền như vậy định giảng tại hư vô, dường như từng khỏa tinh thần, tô vẽ thương nhiều. Tiên tôn, là hắn không thể nghi ngờ. Với kiến thức rộng rãi chủ, thần thành vẫn là có không ít. Tiên mộ chúa tể, cũng như đại la Phật tôn cùng bà La Ma thần, thuộc về trí cao truyền thừa, cái kia bản mệnh tu vi, cũng là cao nữa là cấp đấy, toàn bộ người cũng như một tòa tấm bia to, đứng lặng tại cửu thiên, quan sát thần thành, cũng quan sát chúng sinh, quanh quẩn quanh thân mỗi một luồng pháp tắc, cũng như lôi như điện, tại bay múa ở bên trong, tùy ý xé rách càn khôn. Ba tôn chuẩn hoang thần, ba đại trí cao thần khí, cái này, cuối cùng muốn làm gì? Thế nhân thần sắc ngơ ngẩn, nói liên tục lời ngữ khí, đều là run rẩy đấy. Cấm khu chi chủ trước trên thế gian đi lại, càng không nói đến tam mạch đều xuất hiện hạng gì trận chiến lại là bực nào uy thế nếu nói là bọn họ đến thần thành là du sơn ngoạn thủy đấy quỷ đều không tin hắn quả nhiên tại thần thành sẽ làm cho hắn sống không bằng chết vốn là rất náo nhiệt bốn phương tám hướng lại lên ẩm ý hô quát mắt to như vậy nhất nhìn đúng là trước kia đuổi giết triệu bân chúng trí tôn đám thần khư tứ đế ám hải thiên tôn phụng thiên thần quân cùng vô tướng lão thần đều thình lình ở trong đó đem triệu bân mất dấu rồi cả đám đều rất phát hỏa thấy trí cao thần khí hiển hóa thần thành đều như ong vỡ tổ lao qua cấm khu sao không có lợi không dậy sớm nổi như thế đại động tính đích thị là tìm được rồi triệu bân được kẻ thù cũng đều đến rồi thần lôi một tiếng ho khan nếu không thì ta đầu hàng đi hỗn thiên hỏa lời nói thấm thiên nói tìm đến em gái ngươi hàng có thể hay không có chút cốt khí long uyên mắng làm theo chân bọn họ làm, hỗn thiên hỏa nhảy lên cao ba trượt, ngao ngao thẳng gọi. Triệu bân không nói, thân sắc ngưng trọng tới rồi cực hạn. Trang diện này, hắn che đậy không được đấy, chứa nói nhục thân thành thần, dù hắn là không sứt mẻ thần minh, cũng lật không nổi cái gì sóng hoa, ba tôn chuẩn hoang thần đặt cái kia xử lấy, ba đại trí cao thần khí đặt cái kia treo lấy, làm chết hắn còn không phải chỉ một hồi sự tình. A-di-đà-phật, à, thiện tai thiện tai, thần ngoài thành, a à la Phật tôn tiếng như chuông lớn. Bởi vì cái này một câu, thành trong người lại ngược rồi một phiến. Triệu bân tiểu thí chủ, hiện thân A. Phật tôn mỉm cười, cười chính là cái kia tường hòa trang nghiêm. Hắn là cái mang thù Phật, ngày xưa triệu bân hủy hắn hóa thân, hắn đều nhớ kỹ đâu ngày xưa nguyệt thần đại náo Phật quốc, hắn cũng nhớ kỹ đâu ra đây chính là tính sổ đấy. Đúng lúc, hắn tọa hạ thiếu cái tiểu đệ tử. Vĩnh hằng thể cũng rất phù hợp sao? lăn ra đây. So sánh với A, -a La Phật Tôn, bà La Ma Thần hừ lạnh, liền cực kỳ sát phạt chi lực. Ai nói nữ tử không bằng nam? Vị này, cũng rất siêu quần bạt tùy. Xem nàng giải rác nhất lời, thần thành thiên, cũng không trông thấy rồi quang minh, chỉnh thành trong người, đều tốt tựa như rơi vào cửu u địa ngục, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, toàn mẹ nó tử thần, hơn nữa, chính đối với bọn họ lộ ra cái loại này. Tên là sáng lạn cười. Bà la không nhìn, chỉ quan sát thần thành nàng cũng là tới tìm thù đấy, tìm vĩnh hằng nhất mạch thù. Sa muốn vạn cổ trước, vĩnh hằng thủy tổ đại khai sát giới, hơi kém cho nàng ma vực, giết tới đoạn truyền thừa, đây chính là kẻ thù truyền kiếp, tất nhiên cầm vĩnh hằng thể khai đao. Đồng dạng tới tìm thù đấy, còn có tiên tôn, hắn tìm đấy là đế tiên thù, cô nương kia nhi quá khinh người, năm đó một trận chiến, đem tiên mộ náo chia năm xẻ bảy tìm không ra tiên đình nữ quân cũng không được tìm vĩnh hằng thể tâm sự sao Audio điện tử võ tấn bền chương 1980, thả chúng ta ra ngoài Oanh, ầm ầm nguy nga hào hùng thần thành, tối nay thành giọt nước trong biển cả Xem ngoài thành, lôi cùng điện sen lẫn, thần quang cùng ma chướng bay múa Cường thịnh trở lại càn khôn, cũng chịu không được uy áp rồi, thành trì đã có sụp đổ hiện ra Thả ta đám ra ngoài Thành trong nhiều gào thét, quá nhiều người nghĩ ra được chỉ cần không phải kẻ đần, đều biết này thành đã phải tịnh thổ, chẳng những không phải tịnh thổ, vẫn thời khắc đều có bị hủy diệt có thể, ai bảo vĩnh hằng thể tại thành trong đâu. Bọn họ không muốn chết. Bọn họ không muốn cùng triệu bân chôn cùng. Bang, âm vang, ẩm ý hỗn loạn thanh âm, thanh mảnh như mọc thành phiến vang lên. Thành trong người ngược lại nghĩ ra được, làm sao hoang thần binh uy áp, đã thành bình chướng, đã đem tòa thành này, hóa thành lao lung, đụng tường giả vừa nắm một bó to. Triệu Bân, người thuộc về con rùa đen. Vĩnh hằng nhất mạch, quả là không lên được trên mặt bàn. Như vậy trốn trốn tránh tránh, thật cho ngươi nhà tiền bối mất mặt. Thấy thành trong không trả lời, ngoài thành rất nhiều kêu gào. Đều Triệu Bân cửu ra, trước đó không lâu vừa rồi gặp qua xét đánh, nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, đều ở đây cái trong nháy mắt, phát tiết ra tới, hôm nay nhất định là cái tử cục, tất nhiên mắng hắn thống khoái, khó tránh khỏi, Triệu Bân một cái nhịn không được, liền bản thân đi ra một đám bọn chuột nhất a à. ngoài thành quần chúng trong lòng đều đến rồi một câu như vậy bọn chuột nhất chỉ tất nhiên chúng trí tôn trước kia lấy lớn hiếp nhỏ thì thôi vẫn mẹ nó lấy nhiều khi ít tới rồi được một trận chiến làm người ngã ngựa đổ tại đây vẫn tốt y tứ mắng chửi người triệu bân mặt đâu đều mẹ nó quên trong nhà rồi lăn ra đây chửi rủa âm thanh vẫn còn mà lại là càng mắng càng hăng hái thành trong chớ nói triệu bân bóng người Nửa câu đáp lời cũng không có. Trên thực tế, triệu công tử là muốn đến nhất cuốn học, làm sao, trạng thái không tốt. Là vì trạng thái không tốt, là bị người gõ muộn côn. Sơ giao cổ thần hạ thủ không nhẹ không nặng, trực tiếp cho hắn đưa vào rồi mộng đẹp. Tình thế so người cường A, lấy triệu bân lúc này trạng thái, hiện thân chính là chết. Như thế, chẳng bằng đổi nàng liều một phen, lại nhỏ bé hy vọng, tại tuyệt vọng trước mặt, đều có vô hạn có thể dù sao vẫn so chờ đợi ở đây đợi chết đi thống khoái. Đừng uổng phí khí lực rồi, Vũ Ma thản nhiên nói. Chết liền chết rồi, sơ giao cổ thần cầm thần kiếm. Thế nào còn chưa tới lạc, khô lâu người vẫn còn đám đại lão. Nguyệt thần nơi nào, đế tiên nơi nào, tới một cái, liền có thể phá tử cục. Oanh! Hắn không chờ tới Nguyệt thần cùng đế tiên, lại đám đến rồi một tiếng ẩm vang. Chính là bà La Ma thần, sợ là mấy ngày nay, tâm tình không tốt, muốn thấy chút huyết, trực tiếp thúc giục phục ma tán, muốn đem triệu bân cùng thần thành cùng nhau hủy diệt. Cái này mẹ nó không án xáo lộ đến A. À. Khô lâu người một tiếng thầm mắng, không nghĩ tới bà la ma thần ngay tại chỗ mở làm. Hắn cái này trở tay không kịp, đang muốn tử chiến sơ giao, cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. O, O, N, G. Phục ma tán chuyển động, khô diệt ma chướng tiệc thiên cuốn địa phương. Thấy chi, thành trong người tuyệt vọng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a à. Bà la, tiên tôn vừa quát chấn thương vũ, cũng tế ra trí cao thần khí. Chỉ là, hắn cũng không phải là công phạt, là ngăn trở bà la ma thần. Tới chẳng phân biệt được trước sau còn có Phật tôn, cái kia tường hòa trang nghiêm thần sắc, lúc này vẫn có chút không vui, đến trước đã nói rồi đấy, bắt sống triệu bân, đem chia cắt, có thể bà la, cũng không nhìn ước định, cứng rắn hủy vĩnh hằng thể cái kia tòa bảo tàng. Rất xa đi một chuyến, hắn cũng không muốn tay không trở về tiên tôn cũng là như vậy ý niệm trong đầu dù sao cũng phải vớt một chút chỗ tốt ầm vang ba tôn trí cao thần khí đều nở rộ rồi tận thế chi quang hai đánh một phục ma tán tất nhiên chịu không được tức thì bị áp chế liền quét sạch thao thiên ma chướng khuấy động hủy diệt chi lực cũng đều nhất nhất tán loạn a à, bà la ma thần một câu ngâm nga được đụng nửa bước lui về phía sau Nàng khuôn mặt vốn là dọa người được đổi rồi một trận, sắc mặt càng lộ ra dữ tợn. Đến đều đến rồi, gấp cái gì? Tiên tôn lời nói ung dung. Thí chủ sát niệm quá nặng, chung khó thành chính quả. Phật tôn cũng chỉnh hữu mô hữu dạng. Om sòm. Bà la ma thần lạnh quát tiếng như anh lôi, không phải bình thường ngạo kiều. Cũng đúng, đều trí cao truyền thừa, nàng đường đường ma vực chúa tể, chưa từng gặp qua nói như vậy giáo, tiên tôn còn tốt, lời tuy không chúng nghe, nhưng nàng cũng chỉ làm nghe một chút, người lão con lừa chọc, cũng dám dăn dậy lão nương, người tính nơi nào dễ hành. Ngã Phật từ Bi, A à la Phật tôn xem thường, lại thúc giục khốn Phật chung Đại Trung treo thiên, không gõ tất vang, có vô tận Phật quang rủ xuống. o ô, n, g. Thần thành được Phật quang lung chiều, oanh một tiếng run rẩy, Thành trong người đều kêu rên, thần sắc đều không nói ra được thống khổ. Hí, ngoài thành quần chúng thấy chi, đều ngược hít một hơi lãnh khí. A à, là Phật Tôn là một cái loại người hung ác nơi nào. Đây là muốn đem thành trong người đều độ hóa sao? Đập vào tìm người ngụy trang, làm mẹ nó chuyện thất đức. riêng tư thầm mắng người, nhiều không kể xiết, nhiều đang hỏi đợi Phật Tôn. Ba Tôn Hoang Thần binh ở chỗ này, tìm Triệu Bân rất khó sao hết lần này tới lần khác như thế trình. Tính trên, Phật Quốc Chúa Tể là chạy cái này thu tiểu đệ đến rồi, sau ngày hôm nay, hắn Phật Quốc lại sẽ thêm một nhóm lớn tín đồ, đặc biệt thành kính cái loại này. Oanh, phanh, không nói võ đức không chỉ Phật tôn, còn có tiên tôn cùng bà la. Trấn tiên kỳ cùng phục ma tán tể trùng thiên, đều động luyện hóa chi lực. Án lời của bọn hắn nói, Phật quốc thiếu tín đồ, bọn họ tiên mộ cùng ma vực, cũng thiếu làm việc lặt là vặt đấy, luyện hóa thần thành, triệu bân cùng thành trong người, hắn ba nhà chia cắt. Ai? Đám khán giả đều thở dài, vì triệu bân mà than thở, cũng vì thành trong người mà than thở. Đặc biệt là người sau, chọc ai chọc người nào, đần độn u mê gặp trận này kiếp. Cũng đúng, cái này là cường giả vi tôn thế giới. Kẻ yếu, đi nơi nào đều là bị người bắt bí mệnh. Chanh, sơ giao cổ thần rút kiếm, liền muốn sát gia đình viện nhỏ. Nhưng, chưa kịp nàng đăng thiên, triệu bân liền từ trong mộng thức tỉnh, cưỡng ép phá giam cầm, từ nàng tiểu thế giới đi ra, thuận tay, còn đem cái kia níu lại rồi còn muốn chiến thấy triệu bân yên ổn như nước sơ giao tiếu nghi hơi nhíu nàng là hiểu rõ triệu bân đấy hoặc là nói là lạc hà hiểu rõ gặp triệu bân như vậy thần thái hơn phân nửa cũng là muốn đi việt lộ hắn cho tới bây giờ cũng không phải chờ chết đích nhân vật muốn chết cũng là chết trận bọn họ là vô tội liền triệu bân tự thân cũng không biết lại đến rồi như thế một phen lời hắn không hẳn có lòng từ bi mang nhưng cũng không muốn sự tình ngoại nhân bởi vì hắn gặp cái này đại nạn. Đừng choáng váng, người ra cùng không ra, cũng không có cái gì khác nhau. Nói chuyện chính là Vũ Ma. Nàng cũng là cấm khu người, cấm khu phong cách hành sự, nàng so với ai khác cũng rõ ràng, tất ba đại cấm khu phủ xuống cái kia phút chốc, những người khác kết cục, liền đã đã định trước. Như thành trong người, tại trí cao truyền thừa trong mắt, đơn giản liền là một bầy kiến hôi, người nào đều quản cái chết của bọn hắn cùng sống, sát liền giết, nói chi cần lý do liên lụy các ngươi. Triệu bân một câu khàn khàn, rút kiếm sát gia đình viện. Đăng thiên lúc, hắn có phút chốc ngoái đầu nhìn lại, xem chính là sơ giao. Quanh đi quẩn lại một đại lòng vòng, tới rồi là một cái sinh ly tử biệt. Triệu bân, sơ giao đuổi tới. Chiến, đương, triệu bân cái này nhất cuống họng, hô có chút đau. Hắn đụng tường rồi, nói cho đúng, là đánh lên rồi một cỗ vô cùng lực lượng. Rơi xuống lúc, hắn trông thấy một cái đại thủ, là từ thành trong đánh ra đi đấy. Bàn tay to kia nghiêu bức a, tùy ý một trưởng, liền đem khốn Phật chung, chấn tiên kỳ cùng phục ma tán, Phung mạnh bay đến lên chín tầng mây, liên đối tiên tôn, bà la ma thần cùng a la Phật tôn, cũng cùng nhau đưa lên thiên. chương 1981, thần giới chế tài giả. Cái này, mắt thấy hoang thần binh cùng cấm khu chúa tể hoành nhảy ra đi, thế nhân đều tập thể ngửa ra con mắt, ngơ ngẩn thần sắc, tại trong nháy mắt, hóa thành hoảng sợ, cái này mẹ nó người nào a à. Như như vậy xiên, chỉ một trường, liền vung mạnh lật cùng ba tôn hoang thần binh cùng ba tôn chuẩn hoang thần. Nguyệt thần có người nhỏ giọng nói. Cũng có thể là đế tiên, sợ hãi nói nhỏ không thiếu. Cửu thế thần thoại được luân hồi nạo chân thân, tiên đình nữ quân được tuế nguyệt táng rồi linh hồn, nàng hai người đều phải đỉnh phong trạng thái, không thể nào có như vậy sức mạnh to lớn. Đó mới là lạ. Thiên phía dưới, tràn đầy ẩm ý nghị luận thế nhân đại khái chia làm ba nhóm nhất cấp xem hoang thần binh đến nay còn chưa rơi xuống nhất cấp xem ba đại cấm khu chúa tể so trí cao thần khí bay còn cao phần còn lại sao đều tại xem thần thành vạn không nghĩ tới thành trong lại vẫn cất giấu một tôn tuyệt đại loại người hung ác bất động thì thôi động tác hoàn vũ chấn động tùy ý một trường chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp người nào tại thành trong chúng trí tôn thần thái đặc biệt âm trầm hẳn phải chết kết quả a à? thế nào tốt y tứ đến biến cố. liền sát một cái tiểu vĩnh hằng thể, như thế tốn sức sao. Đại thần, cứu mạng, thành trong người gào thét, là phát ra từ linh hồn gào thét. Không người đáp lại, chỉ một phiến lộng lẫy quang huy, phủ kín toàn bộ thần thành, xua tán đi hắc ám, cũng đáng diệt sát khí, lại cho cái này phiến thiên địa, lần nữa giao phó rồi tường hòa. Nguyệt thần, đế tiên, thần lôi, lòng uyên cùng hỗn thiên hỏa, đều đặc biệt kích động hãy nói đi trời không tuyệt đường người mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ đại càn khôn triệu bân thì thào một câu sơ giao cổ thần cũng mỹ mâu híp lại nào có cái gì tuyệt đại loại người hung ác người nọ động rõ ràng là đại càn khôn cũng chính là nói thần giới chế tài giả tại tòa thành này trong được phiến tình phiến trước lôi thần tàn niệm lời nói thấm thiên nói bên cạnh thân vũ ma cũng sửng sốt một hồi lâu cái này bàn tử cục lại còn sống sao tốt, rất tốt. Băng lãnh mà cô quạnh lời nói, từ cửu thiên vang vọng. Bà La Ma Thần xuống rồi, tiên tôn cùng Đại La Phật Tôn, cũng xuống rồi, liền triệu bân cùng sơ giao cũng có thể nhìn ra manh mối, cao nữa là Đại Thần như bọn họ, như thế nào lại nhìn không ra. Nguyên nhân chính là nhìn ra, bọn họ mới dị thường căm tức. Chế tài giả như thế nào tại thần thành, tại ngay tại rồi, trả lại cho hắn đám một ngạt. Thật tốt cục diện nơi nào, bởi vì người kia một cái tát, bị hủy Hy lý hoa lạp mất mặt là tiểu chủ yếu là đau a à. thân là chúa tể vọng từ nhúng tay thế gian sẽ không sợ gặp chế tài bà la ma thần lạnh lùng nói chúa tể thần giới chúa tể bà la ma thần một câu kích khởi nhìn tầng sóng lớn thế nhân cuối cùng kịp phản ứng chúng trí tôn cùng ánh mắt thâm thúy ngoài ý muốn quá ngoài ý muốn rồi tân nhiệm thần giới chúa tể lại tại thần thành việc này người cần cho chúng ta một cái công đạo. Tiên tôn lời nói phiêu miểu, sắc mặt đặc biệt khó coi. Lúc này, đã liền trang nghiêm Phật tôn, cũng lộ ra tàn khốc. Trước kia là không phòng bị, mới bị đánh đích trở tay không kịp, bây giờ ổn rồi trận cước, nơi nào có không lấy cái thuyết pháp, bọn ta là tới trang bước đấy, không phải đến bị đánh đấy. Cấm khu chi chủ chất vấn, nghe thế trong lòng người nhất hồi hộp. Không hổ là cao nữa là cấp đại thần, chính là sâu nổ thiên, dám đổi chế tài giả. Ngay sau đó, đám khán giả đều ngừng lại rồi hô hấp, đều nhìn thẳng rồi thần thành, đều có phần nghĩ nhìn một cái, kế pháp tôn phía sau thần giới chế tài giả, cuối cùng thần thánh phương nào. Triệu công tử cũng tò mò, cũng ở đây hoàn nhìn càn khôn. Chế tài giả đã tại thần thành, vậy hắn nói không chừng vẫn gặp qua. Thế nhân chờ đợi, đám đến cũng là một cái cô quạch, thần giới chúa tể sợ là ngủ rồi, thật lâu cũng không trông thấy hắn hiện thân, đối với cấm khu chất vấn cũng không nửa phần đáp lại hết thảy đều tính đáng sợ. Người thật cho là, làm chế tài giả, liền vô địch thiên hạ. Vẫn là bà La Ma Thần, một tiếng quát tháo như oanh lôi, rung động lắc lư cửu thiên. Lời nói chưa dứt, liền thấy nàng rung rồi phục ma tán, tiếp theo, chính là một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, từ trong cơ thể nàng, hoành phô tứ hải bát hoang. Rất hiển nhiên, nàng là cái không tin tà đích nhân vật, muốn tìm thần giới chế tài giả luyện một chút. Nàng mặc dù cuồng vọng, nhưng có cuồng vốn liếng chuẩn hoang thần nơi nào vẫn là đỉnh phong cấp tuyệt đối cao nữa là tồn tại thêm với trí cao thần khí trợ uy thượng thương phía dưới ai tới cũng không tốt sử dụng oanh phanh tiên tôn cùng phật tôn lúc này cũng cực không an phận cũng đều dung rồi trí cao thần khí khí lực đều nở rộ rồi bất hủ quang mang hủy diệt chi uy bay thẳng cửu tiêu lui chúng thần đều gà tặc trước tiên phi thân sau chạy còn có xem náo nhiệt thế nhân lúc này cũng như thủy chiều xuống, chạy sau con thỏ còn nhanh, cấm khu chúa tể muốn tìm thần giới chúa tể hẹn khung, cũng không thể gom góp gần quá. Đến chiến, cùng với một tiếng lạnh quát, bà la ma thần mang theo cuốn thao thiên ma trướng, bước chân vào thần thành. Tới chẳng phân biệt được trước sau đấy, còn có tiên tôn cùng A la Phật tôn. Ba tôn thần thật đáng sợ, thậm chí thanh thiên bạch nhật, lại thành hắc ám. Ai yếu ai cường, thế nhân đều cùng tận rồi sức nhìn tại bọn hắn nhìn nhìn xem, thành trong đại thủ lại hiển hóa. Xong, như bức hò hét bà la ma thần, liền bị một cái chỉ đạn đã bay. Không sai, là bị đẩy lùi rồi, chân trước mới vừa vào thần thành, chân sau liền bay ra ngoài, như một đạo thần quang, lướt qua rồi trăm sông ngàn núi, đụng xuyên thủng vô tận tinh không, một đường ngã rồi vũ trụ nhất biên hoang. Phốc, giặc giặc, đều là hẹn khung giả tiên tôn cùng Phật tôn, cũng là ngang nhau lúng túng, một cái thần khu nổ, một cái Phật thể nứt vỡ, cũng đi theo bà La Ma Thần, hoành lật đến rồi vũ trụ biên hoang. Cái gì cái pháp tắc? Cái gì cái tu vi? Cái gì cái trí cao thần khí? Tại nơi này trong nháy mắt, toàn bộ thành trang trí. Ừng ực, thế nhân tập thể nuốt nước miếng, xem lưỡng mắt tròn căng. Cái này chính là chế tài giả sao nghiêu bức nói chuyện không đâu a à. Đây chính là đỉnh phong cảnh chuẩn hoang thần nơi nào. Hơn nữa đều thân dung trí cao thần khí, kinh khủng cỡ nào, cứ như vậy được một cái chỉ đạn đã bay. Sự thật chứng minh, thân dung hoàng thần binh cùng thân dung đại càn khôn, không phải một cấp bậc. Sự thật cũng chứng minh, cấm khu chúa tể cùng thần giới chúa tể, cũng không phải là một cấp bậc. Đám lão già này tụ tập nhi, mở miệng liền là chân lý. Cái kia ba cũng là đầu óc rút, tìm ai hẹn khung không tốt, càng muốn tìm chế tài giả, hiểu không biết được, dung đại càn khôn cái vị kia, không khác thiên đạo. Phanh, bà la ma thần, thiên tôn cùng a la phật tôn cuối cùng rơi xuống đất. bọn họ sợ là bị đánh mơ hồ, ngã vào hắc ám, một hồi lâu cũng không có đứng lên, chỉ biết đầu ông ông đấy, mà lại toàn thân đau quả muốn khóc. chờ đợi ý thức thành thanh minh, ba người đều biến trung thực rồi, ngồi cái kia vẫn không nhúc nhích, chính nhi bát kinh hoài nghi nhân sinh, không nên a, à. cái này bại cũng quá nhanh rồi, chớ nói sao chiêu, một chiêu cũng không có khiêng được, chớ nói xem chế tài giả, liền cái nhân ảnh nhi cũng không có nhìn thấy so sánh với bọn hắn trầm tính, thần thành liền oanh âm thanh trấn thiên rồi. Xem hư vô, có sông lớn tung hoành, có lộng lẫy tinh hải cuồn cuộn. Đó là đại càn khôn chiếu dọi dị tượng, so sánh chính là thần thành. Thì ra là thế. Tầm mắt cao thâm tiền bối, đều ý vị thâm trường vuốt vuốt tròm dâu. Thần thành không tầm thường nơi nào, lại liên lụy đại càn khôn, hết lần này tới lần khác, cấm khu chi chủ không có mắt, muốn ở chỗ này gây sự tình, không để ý nhi liền quấy dày đại càn khôn như thế, chế tài giả không bão nổi mới là lạ lạc. Còn có nhiễu đại càn khôn giả, giết không tha. Thần giới chúa tể cuối cùng lên tiếng, một câu rung động lắc lư hoàn vũ. Phàm nghe thấy chi giả, đều tâm linh run rẩy chuẩn hoang thần cũng không ngoại lệ. chương 1982, diễn hư vọng. Cấm khu chi chủ bại hoàn toàn, trận này không phải trò khôi hài trò khôi hài, cuối cùng hạ màn. Thế nhân vẫn còn, thật lâu vẫn chưa thỏa mãn chúng trí tôn vẫn là tại, tình cảnh rất lúng túng, bọn họ là đi đâu vẫn là lại một hồi. Đi tố cáo hắn có thần minh truyền âm nói. Cáo trạng cũng phải có một triệu tội, người cáo hắn cái gì? Thượng thương có thiết luật, chế tài giả không được nhúng tay thế gian. Đầu óc người nước vào rồi là cấm khu chúa tể nhiễu đại càn khôn trước, người kia mới ra tay. Chúng thần mặt ngoài không có gì, riêng tư lại nói chuyện khí thế ngất trời. Trò chuyện đến trò chuyện đi, không có trò chuyện ra cái nguyên cớ, thần giới chế tài giả cũng không phạm quy, càng không lạc người nhược điểm, cáo rồi cũng trắng cáo. Đi! Vô tướng lão thần hư lạnh một tiếng, ẩn vào rồi hư vô. Chúng thần từ cảm giác mất mặt, cũng là một tôn tiếp một tôn rút đi. Nói rút đi, cũng không xác thực, bọn họ là giấu đi, thần thành liên lụy đại càn khôn, bọn họ không dám đi vào làm ẩm ý, vậy thì chờ triệu bân ra tới quá. Đương nhiên, cũng có cải trang vào thành giả. Chúa tể cấm nhiễu càn khôn, cũng không nói không cho vào đi. Chúng ta, nên tế điện một phen pháp tôn. Vì cái gì? Nếu không phải hắn, ta cũng trướng mắt lớn như vậy hí. Chúng trí tôn nghỉ cơm rồi, đổi đám khán giả sàm việc nhà rồi. Pháp tôn là một cái người tốt nơi nào, đuổi giết sơ giao không sao cả, dẫn xuất rồi triệu bân, phía sau, đó là càng làm càng nóng náo, cho hay là nhất xuất tiếp nhất xuất đến. Mà bọn họ, đều vinh hạnh đã đến, tất cả mở rộng tầm mắt cho nên nói một đêm này đáng giá kỷ niệm thật nhiều kinh hỉ a à. uống rượu ta mời thật lâu mới thấy thế nhân vào thành xem thành trong người cũng còn tại kiệt lực loại trừ bóng mở nhi bọn họ đều tại quỷ môn quan đi một lượt đến nay lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ ngoài bọn họ hơn nữa là cảm kích cảm kích thần giới chúa tể đạo hữu người có phải hay không thần giới chế tài giả cái này đều bị ngươi đã nhìn ra không hiếu kính hiếu kính lão phu. Tai nạn phía sau thần thành lớn giới dị thường náo nhiệt, bởi vì đây đường đều là tìm người đấy, tìm ai đâu tìm chế tài giả, khó tránh khỏi vì kia liền trên đường tản bộ. Tới rồi, chế tài giả không có tìm được, lại tìm ra nhất bang thần côn, vung lên dối đến, mặt không đỏ hơi thở không gấp, chuyên chọn những cái kia không dành thế sự tiểu bối, hướng chết lắc lư. Đình viện nhỏ, triệu bân đã khoanh chân mà ngồi, tĩnh tâm chữa thương hắn cũng ở đây quỷ môn quan đi rồi mấy lần chìm đắm vào một phen rất có thiết yếu đồng dạng tại chữa thương còn có sơ giao cổ thần trong lòng nhiều thổn thức cảm khái nói cho cùng này làm loạn từ nàng dựng lên không nghĩ tới làm ra lớn như vậy động tính. ngươi nói chế tài giả là ai lạc thần lôi bay tới thổi đi quỷ mới biết tới rồi cũng không có thấy hắn lộ diện long uyên ho khan có lẽ chúng ta đã thấy qua hỗn thiên hỏa nhất lời lời nói thấm thía Triệu bân lần ngồi xuống này, chính là ba năm ngày. Hắn trạng thái vẫn như cũ rất không xong, nhục thân cải tạo rồi, sát ý trừ bỏ diệt, có thể nguyên thần đạo thương vẫn còn, mặc hắn trường sinh quyết cực tẫn vận chuyển, cũng khó khép lại. Còn tốt, hắn không cần lo lắng cho tính mạng. Ngoại trừ đau một chút, cái khác không có gì. Người sư tôn mang thai tiểu bảo bảo, cao hứng không. Khô lâu người cũng là rảnh rỗi đấy, không ai phản ứng đến hắn, liền vòng quanh chỉ la đổi tới đổi lui cằn nhằn xì xào không xong. Chỉ la không nói, đã nhìn chằm chằm vào sư tôn, xem hơn phân nửa đêm. Xem qua sư tôn, nàng lại xem triệu bân. Đừng nói, hai người bọn họ vẫn là rất xứng đấy. a à, chính nói lúc, bỗng nhiên nghe thấy triệu bân nhất tiếng kêu đau đớn. Chờ đợi chúng nhân nhìn lại, chính thấy hắn khí lực lóa sáng. Xong việc nhi, chính là một cái hư ảo hà, tại cái kia quanh thân, diễn hóa ra. Ta, khô lâu người một cái không có để ý nhi, bị đụng lộn ra ngoài. Gặp nạn không chỉ hắn, còn có thần lôi, hỗn thiên hỏa cùng Long Uyên, liền cách đó không xa chỉ la, bạch y tiểu thiếu niên, thậm chí vũ ma, cũng đều gặp không may xông tới. Kiếp trong cái kia hà, ân, đây chỉ là ngoại tướng. Chúng nhân không dám đi phía trước gom góp, liền lập ở phía xa quan sát, tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không khiếp sợ. Triệu bân tiên vương kiếp lúc, dẫn xuất rồi táng thế quan triệu bân bán thần kiếp lúc dẫn xuất rồi tam thần trung hắn đều từng lấy bí pháp diễn hóa thành táng thế quan cùng tam thần trung ngoại tướng bây giờ như vậy cùng trước cả hai có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tiến hành lĩnh hội đích thị là uy lực vô tận đạo hữu đứng vững đi ngươi bà ngoại đấy xem lâu rồi tất cả mọi người tựa như đã nghe được nói đến đây lời nói liền truyền từ triệu bân diễn xuất cái kia hà tựa như như ngầm hiện, cũng tựa như thực tựa như huyễn. Còn chưa xong, còn có quỷ dị hơn đấy. Đang ở đó sao tam lưỡng trong nháy mắt, bọn họ hoảng tựa như trông thấy một đạo bóng hình xinh đẹp, như một cái xa xôi mộng, tĩnh đứng yên ở bờ sông, một thân một mình nhìn con sông. Nguyệt thần khô lâu người kinh ngạc. Không sai, là Nguyệt thần. Triệu bân diễn xuất hư vọng hà, có Nguyệt thần thân ảnh. Cái kia hình ảnh, tuy chỉ kinh hồng vừa hiện, nhưng mà xem rõ ràng cũng là cái này trong nháy mắt triệu bân khí chất đột biến rõ ràng là một người lại giống như một tòa đen kịt u uyên sâu không thấy đáy cái chủng loại kia nhìn nhiều như vậy liếc mắt một cái liền cảm giác tâm thần bị cắn nuốt cái này chính là thần thành a trong ba năm ngày ngoài thành nhiều khách tới đều phong trần mệt mỏi đều là hâm mộ tiếng tăm mà kẻ đến đến trước cũng còn đi triệu bân cùng chúng trí tôn chiến trường hảo hảo quan sát rồi một phen thuận tiện vẫn mua một đống chí nhớ tinh thạch Vở kịch lớn không có nhìn trên, nhìn hai mắt phát lại ngược cũng không tệ. Lão phu ngay tại này ẩn cư rồi. Khách tới phần lớn là cái này ý niệm trong đầu, ai bảo này thành liên lụy đại càn khôn, vẻn vẹn một điểm, liền không ai dám ở chỗ này sằng bậy, trước kia cấm khu chúa tể, chính là máu chảy đầm đìa ví dụ, chế tài giả khởi sướng bão tố đến, hoàn vũ đều rung động đấy. Có lẽ đến quá nhiều, thần thành kín người hết chỗ. Cũng chính là bởi vì nhiều người, thần thành giá hàng mới một đường tăng vọt. Tựa như bất động sản, thậm chí nghĩ ở chỗ này vớt một phiến tịnh thổ làm chỗ tránh nạn, giá cả cũng không liền lên đây sao. Mua không nổi phòng thần minh, đó là vừa nắm một bó to. Tự nhiên, cũng không phải là tất cả người ở đây cái này tâm tư. Như Triệu Bân cửu ra, cũng rất chuyên nghiệp, hoặc tại thành trong du lịch, toàn thành tìm người, hoặc ở ngoài thành trận, đợi Triệu Bân ra ngoài, trận chiến vô cùng to lớn. Tại đây, còn có giúp đỡ liên tục không ngừng đến tùy tiện sách ra một cái, đều là danh chấn một phương cường giả. Như thế náo nhiệt, nơi nào có thiếu cấm khu thần. Càng thuộc về bà La Ma Thần, nhất không nhớ lâu, bị chế tài giả một hồi chỉnh đốn, lại đi vòng vèo rồi trở về. Đem so với trước, nàng điệu thấp rồi không thiếu, chí nhập thần thành, cũng không hiển lộ chân dung. Còn có tiên tôn cùng A La Phật Tôn, cũng biến bộ dáng, như du khách trên đường tản bộ, là tìm triệu bân, cũng là tìm chế tài giả, sợ là trước kia thương quá nặng, ánh mắt nhi không phải dễ dùng, thậm chí là xem ai cũng giống như thần giới chúa tể. Ngày thứ sáu, triệu bân chậm rãi mở con mắt. Thương nặng, không chút nào ảnh hưởng hắn khí huyết hào hùng. Không được hoàn mỹ chính là, cái kia khóe miệng lẫn tràn đầy máu tươi, dừng lại đều ngăn không được. Trưa nay, chính là thật sâu thúy con mắt, vẫn là có như vậy một hai kéo xuống đục ngầu chi sắc, lái đi không được, đều bởi vì nguyên thần đạo thương, làm khởi sự đến không dứt. Ngươi nổi tiếng rồi, hỏa đều nhanh cháy rồi. khô lâu người gom góp đến. điệu thấp triệu bân nói qua, tiến tới sơ giao thân trước, không đành lòng quấy dày. liền như vậy lẳng lặng nhìn xem, nhìn một chút, ánh mắt liền rời đến sơ giao dưới bụng. hắn là cùng tận rồi sức nhìn, không có nhìn thấy bản thân hoa nhi, dưỡng dục sinh linh chính là lạc hà, xem nàng vô dụng. khô lâu người cười đạo, nàng tại là tốt rồi. triệu bân ôn nhu cười một tiếng, không tự giác duỗi tay, muốn vuốt ve một chút thê tử gương mặt không khéo sơ dao phút chốc mở con mắt tiễn đưa hắn một cái thanh lạnh ánh mắt nhi đừng hiểu lầm không nghĩ tìm tòi ngươi triệu bân ngượng ngùng cười một tiếng trong lời nói ngụ ý cũng rõ lộ ra nếu không thì ngươi xuống ngủ một hồi đem vợ ta phóng suất sơ giao không nói lại nhẹ nhàng đóng con mắt tiếp tục chữa thương nhất bộ giảng cũng rất tốt biểu hiện rồi một phen lời sẽ không phóng gấp chết ngươi đem nàng cũng cùng rồi xem nàng vẫn lớn lối không cốt chứng chương 1983, thần du thái hư. Đêm, đình viện nhỏ, triệu bân ngồi ở thụ bên dưới, một bên chữa thương, một bên chơi đùa chút đồ chơi nhỏ. Như ná cao su, như trống lúc lắc, cũng như tiểu mộc xa. Phạm hắn núi khố chơi đùa đấy, đều tạo đồng dạng không sai. Muốn làm cha rồi, cái kia được có làm cha giác ngộ. Những thứ này, đều là cho hắn nhà tiểu bảo bảo chuẩn bị. Tốt cha, khô lâu người một câu thâm trầm, tìm chỗ dưỡng cốt nhục rồi. Thiếu niên áo trắng cũng không nhàn dỗi, cần cù ngộ đạo. Sơ giao thì tại chữa thương, lần lượt chui luyện khí lực, nhu thuận như chỉ la, như một cái hiểu chuyện tiểu nha hoàn, lặng lặng canh giữ ở sư tôn bên cạnh thân, một tấc cũng không rời. Khó xử nhất chỉ là vũ ma, vẫn đặt cái kia trói đâu. Bị trói lấy, không ngại nàng làm nghiên cứu. Nghiên cứu ai đó nghiên cứu họ chịu cái vị kia đương nhiên không phải phạm hoa si, mà là nàng đối với cái kia hà, tràn ngập tò mò. Bang, đương đương, nàng xem lúc, triệu bân đã chuyển ra rồi một đống túi chữ vật, chính ra bên ngoài đào sức bảo bối, cái gì cái pháp khí bí bảo, cái gì cái thần tinh ngọc thạch, cái gì cần có đều có, trực tiếp xếp thành rồi một tòa núi nhỏ, và chạm âm thanh, không chỉ dễ nghe, vẫn tặc mẹ nó trói mắt, đó là đủ loại quang huy đủ loại tránh. Thổ hào a điềm đạm nho nhã như chỉ la, đều sách lưỡi không thôi. So sánh với hắn, Vũ Ma liền xảo lộ ra bình tĩnh, chỉ vì trước kia một trận chiến, nàng là nhìn từ đầu tới đuôi đấy, người nào đó đánh nhau cướp bóc lưỡng không lầm, cái này trồng chất như núi bảo bối, đều là từ chúng thần cái kia lột đến đấy. Ngươi đấy, cái này về ngươi, lão thoại nói rất hay, thấy giả có phần nhi. Triệu công tử không keo kiệt, nhíu lấy mấy thứ đưa cho rồi chúng nhân. Xong, hắn lại đặt cái kia chơi đùa, Nói là nghìn trọn vạn trọn, cũng hào không quá đáng, đều là cho tiểu bảo bảo chuẩn bị, thuận tiện trả lại cho con dâu chuẩn bị một phần nhi. Có cha như thế, ta thậm chí nghĩ họ chịu rồi. Lôi thần diễn sinh ra nhân tài, mạch suy nghĩ trước sau như một thanh kỳ. Bên này, Triệu công tử đã thu bảo vật, lại một lần nhìn về phía sơ giao. Cô nương kia nhi cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý đấy, nửa phần tỉnh lại dấu hiệu cũng không có, hắn cái này trông mòn con mắt, đợi cùng thê nhi đoàn tụ đại gia ngươi đấy. Thiên ngôn vạn ngữ, hắn chỉ còn chửi mẹ ý niệm trong đầu. Đợi, là một loại giày vò, nhưng cũng không thể hoang độ thời gian. Hắn cũng khoanh chân mà ngồi, cực tấn vận chuyển trường sinh quyết. Huyền ảo nói âm, tùy theo vang vọng, có dị tượng xen lẫn. Vẫn là cái kia hà, cùng với nói âm diễn xuất, tang thương cổ xưa, tại hư vọng trong thong thả. Vũ ma lại tinh thần tỉnh táo, cùng tận tầm mắt dòm ngó. Con sông này rất bất phàm, dù là chỉ là ngoại tướng, nàng đều nhìn không thấu. Tú Nhi, Triệu Bân lẩm bẩm lời nói, cũng là con sông này quần chúng. Hắn rất không minh bạch, bờ sông vì cái gì có Nguyệt Thần thân ảnh. Nói đến Nguyệt Thần, hắn không khỏi vài phần lo lắng, trước kia như vậy lớn động tính, Tú Nhi cùng Tâm Nhi cũng không từng hiện thân, là không rảnh chú ý hắn, vẫn là gặp không may tai nạn. Siêu, gió nhẹ nhẹ phẩy, có một đạo bóng hình xinh đẹp, từ hắn vĩnh hằng giới đi ra đúng là tự tại tàn niệm tự thân leo ra rồi ngôi mộ nhi mà lại vẫn tố ra hình người hồn phách nguyệt thần thấy bờ sông bóng người nàng lại quay đầu rút về vĩnh hàng giới chỉ là nhất đạo hư ảnh xem cho ngươi sợ đấy khô lâu người cười nói tối nay ánh trăng không tệ cùng với ung dung lời nói tự tại tàn niệm lại một bước bước ra có thể nhận ra con sông này triệu bân xéo con mắt ta mà lại nhìn một cái tự tại tàn niệm ngược chắp tay sau lưng tại không trung bay tới thổi đi, đem tiền bối cao nhân tư thái, chỉnh chính là cái kia hữu mô hữu dạng. Thật lâu, mới thấy nàng mở miệng. Nên là trong truyền thuyết hư vọng chi hà. Hư vọng triệu bân nghe trao lên mi, vũ ngoại hà. Lấy ta biết, nó đã từng tại trong vũ trụ xuất hiện qua. Tự tại tà niệm nói. Có chuyện này như triệu bân vô thức nhìn về phía khô lâu người. Đều là hoang vu cấp đại thần, lôi thần tà niệm khó tránh khỏi cũng biết một chút bí mật chưa từng nghe qua, khô lâu người khinh run lên một cái. Nghe đồn, hư vọng lẫn nhập vũ trụ, đại càn khôn sụp đổ, ngày đó, vô số thần ma tiên Phật ngã xuống, mênh mông thế gian, bởi đó tiêu điều đủ mấy trăm vạn năm. Như vậy như bức sao triệu bân âm thầm nuốt nước miếng. Người vĩnh hằng nhất mạch, tới cũng có chút liên quan. Tự tại tàn niệm lại nói. Xin lắng tai nghe. Nhà người vĩnh hằng thủy tổ, chính là bị hư vọng chi hà mang đi đấy. a à, không đúng, hẳn là hắn tự cái nhảy đi vào, từ ngày đó hắn liền thành rồi lịch sử ngươi lắc lư ta a à, triệu bân một mặt không tin ta cũng không tin khô lâu người trên nhảy dưới tránh vĩnh hằng thủy tổ hạng gì tồn tại đây chính là trải qua thiên đạo đích nhân vật còn có thể bị một cái hà dìm chết nó cũng không phải không có dìm chết qua thiên đạo cô nãi nãi a à, ngươi cũng đừng làm ta sợ ta có rãnh rỗi như vậy nói qua vô tâm người nghe hữu ý nàng những lời này kinh sợ triệu bân cùng khô lâu người Cách đó không xa vũ ma, chỉ là cùng tiểu thiếu niên, cũng thần sắc kinh biến. Thiên đạo A, à, chúa tể thế gian thượng thương, vào hư vọng cũng ra không được. Tình huống nào? Tự tại tàn niệm thì thầm không ngừng, chuyên tâm nghiên cứu hư vọng hà. Nói cho đúng, nàng là nghiên cứu bờ sông cái vị kia, cái này rõ ràng là hư vọng ngoài thiên hà tương, tại sao lại có nguyệt thần hư ảnh, chẳng lẽ lại, nguyệt thần cũng bị chết đuối. Xem qua hư vọng, nàng lại xem triệu bân, ánh mắt rất sâu thúy hư vọng một cái hà ngụ ý phi phàm này hàng thực nhân tài triệu bân đã trầm mặc đầu còn có một chút choáng váng chóng mặt hắn trầm liếm rồi tâm cảnh lại một phiên diễn hóa hư vọng yên lặng dòm ngó thời gian lâu dài khí chất của hắn lại biến khoảng tựa như lại thành một tòa vực sâu a à, tự tại tàn niệm một câu ngâm nga hơi kém bị nuốt tâm thần khô lâu người sẽ không như vậy may mắn toàn bộ đều ngã tiến vào quỷ dị tự tại tà niệm lẩm bẩm nói lần nữa rút về vĩnh hằng giới trước khi đi nàng vẫn đem khô lâu người tâm thần dắt ra tới vĩnh hằng nhất mạch ra yêu nghiệt tiểu tử này lúc này cũng rất tà dị quỷ gì vũ ma cũng thu con mắt một người đặt cái kia nói nhỏ liền nàng cũng không dám nhìn nhiều càng chớ nói chỉ la cùng tiểu thiếu niên nhìn triệu bân thâm thúy một đôi con mắt đang dần dần đánh mất thần quang xem cái kia thần thái cũng ở đây một hai trong nháy mắt cởi người chi tình cảm tất cả mọi người biết rõ hắn là tâm thần chìm đắm vào rồi cũng hoặc thần du thái hư sẽ không xảy ra vấn đề a khô lâu người nhỏ giọng nói còn có thể đi ném đi không thành tự tại tàn niệm khẽ nói cái kia cũng khó mà nói vĩnh hằng thủy tổ chẳng phải đi không còn sao hắn so vĩnh hằng thủy tổ kinh diễm năm nào nhất định siêu việt tiền bối hai đạo tàn niệm ngươi một lời ta một câu tại vĩnh hằng giới nói chuyện tặc vui vẻ. Siêu, gió nhẹ lại nhẹ phẩy, khoanh chân mà ngồi triệu bân, nhẹ nhàng té xuống. Bởi vì tâm thần hắn chìm đắm vào, hư vọng chi hà ngoại tướng, cũng chậm rãi tản đi rồi. Mông lung ở bên trong, ý thức của hắn thể, hoảng tựa như đọa nhập vô biên hắc ám, thấy không rõ con đường phía trước, cũng nhìn không thấy cản khôn, cực kỳ giống không gian hắc động. Quang, con mắt có thể xem chi địa, hắn dường như trông thấy một đạo quang. Chờ đợi đến gần nhìn lên, mới biết là một cái hà, hư vọng chi hà. Hắn lại tái phát mơ hồ, thậm chí cái này một hai trong nháy mắt, phân không rõ chân thực hư ảo, ý thức muốn trở về, lại như thế nào cũng không thể quay về, liền đặt cái kia nổi lên. Chương 1984, có ai không? Có ai không? Triệu Bân mơ mơ màng màng, cũng mơ mơ màng màng gào thét. Hắn có vẻ như đi lạc đường, từ tâm thần chìm đắm vào, từ thần du thái hư liên tìm không được đường trở về rồi ý thức thật giống như bị vây ở trong bóng tối chỉ này hư ảo hà cùng hắn làm bạn hắn la lên không người đáp lại giống như chết vắng lặng ý thức của hắn thì tại theo hà mà động hoặc là nói là có một cố kỳ dị lực lượng tại đẩy hắn tại túm hắn ngừng đều dừng không được thời gian lâu dài đó là càng chạy càng lạnh cảm giác này cực kỳ giống từng bước một hướng đi địa ngục còn tốt hắn tâm trí đủ kiên định Đi tới đi tới thành thói quen. Vũ ngoại, hư vọng bờ sông, nguyệt thần mặc đồ hóa trang, phiên nhiên mà đứng. Nàng không biết mình ở cái này nhìn bao lâu, có lẽ phút chốc, có lẽ là nghìn năm, bởi vì này vô biên băng lãnh hắc ám, căn bản cũng không có thời gian khái niệm. Nàng chẳng biết tại sao xa đọa đến lúc này, chỉ biết trước mặt con sông này, là hư vọng hà, vạn cổ trước, mang đi vĩnh hằng thủy tổ, cũng suýt nữa hủy diệt vũ trụ. Có ai không? Mạch một tiếng la lên, chọc cho nàng vô thức ngoái đầu nhìn lại. Là triệu bân, đó là triệu bân thanh âm, tuyệt sẽ không nghe lầm. Thế nào cũng chạy vũ ngoại rồi. Nguyệt thần thì thào một câu, tiếu mi hơi nhíu. Nàng không suy nghĩ nhiều, men theo tiếng hô ngọn nguồn tìm tới. Không hổ là vũ ngoại, đi nơi nào đều tối như mực đấy, ngẫu nhiên như vậy nhất lưỡng đạo quang, cũng là che biến hóa kỳ lạ sắc thái, dù là của nàng tu vi, đều thấy không rõ. Thấy không rõ không có chuyện, biết rõ lạc đường là được. Nàng cũng đi lạc đường, trong bóng đêm, mê rồi tâm cảnh. Càng quái dị là, nàng tìm được rồi tiếng hô ngọn nguồn, cũng là không thấy triệu bân. Sao sẽ như thế? Cửu thế thần thoại, cũng có không giải được nghi hoặc thời điểm. Nàng đã từng là thiên đạo, có thể thế gian này, có quá nhiều không biết. Ha ha ha, hắc ám ở chỗ sâu trong, lại có âm thanh truyền đến. Chỉ bất quá, không phải triệu bân tiếng hô, mà là tiểu hoa nhi non nớt tiếng cười lần này không cần nàng tìm tiếng cười kia tự thân liền đã tới vẫn là như nàng suy nghĩ là một cái tiểu hoa nhi béo ục ục đấy quỷ dị rất quỷ dị cái này vô biên hắc ám ở đâu ra bé con nàng cùng tận rồi sức nhìn cực tẫn dòm ngó càng xem ánh mắt càng thâm thúy chính như nàng suy nghĩ có thể tại vũ ngoại linh động tiểu gia hỏa rất bất phàm vì sao nói bất phàm lạc bởi vì cái đồ kia rất có thể ăn. Tại đây không lâu sau, một tôn quái vật khổng lồ liền bị hắn ăn sạch sẽ, tại đây, hắn vẫn chưa ăn no, đi lòng vòng tìm thực nhi, thấy cái gì ăn cái gì. Hoa hoa hoa, tiểu gia hỏa cười cười sẽ khóc rồi, một bên khóc vừa ăn. Nguyệt thần không bình tĩnh, vũ ngoại nhiều kỳ vật, cái kia cuối cùng cái gì cái chủng loại. Nàng sẽ không nên xem, đã thấy nhiều, bé con đã nhìn chằm chằm nàng. Cái này nhất để mắt tới không sao cả, cái đồ kia bộ dạng xun xoe liền chạy nơi này. Triệu Bân, Nguyệt Thần lẩm bẩm lời nói, hoàng tựa như từ tiểu em bé trên người, thấy được Triệu Bân bóng dáng, trừ Triệu Bân, dường như còn có khác một đạo nhân ảnh, cũng là kinh hồng vừa hiện. Chưa kịp nàng phản ứng, tiểu hoa nhi đã đến. Nó thiên chân vô tà, ít nhất hai mắt rất thanh tịnh. Ngươi, là ai Nguyệt Thần thi dò hỏi. Tiểu gia hỏa không có đáp lại, chỉ đưa tay, cầm nàng một luồng luân hồi pháp tắc, đầu tiên là đặt ở trước mắt nhìn nhìn, xong việc nhi, liền đem làm mì sợi nhét trong miệng rồi. Ân, mùi vị không tệ. Ăn ngon, tất nhiên ăn nhiều một chút. Nó rất không khách khí, cho người pháp tắc ăn một đạo lại một nói. Nguyệt thần kinh hãi, có thể ăn nàng luân hồi pháp tắc đấy, vẫn là lần đầu thấy. Cấm, nàng lấy nói thành xích sắt, trực tiếp đem bé con trói lại. Hiếm thấy tiểu phẩm trùng, vẫn là trói lại nghiên cứu tốt nhất nàng cái này ý nghĩ không sai có thể, không có chói chặt, ra hỏa này đem nàng xích sắt ăn. Oanh! Hắc ám không bình tĩnh, ở chỗ sâu trong có ẩm vang. Tùy theo, liền là quái vật gào rú gào thét. Nghe thấy chi, Nguyệt thần tiện tay sách ra chu thần kiếm, Mỹ mâu hít lại xem hắc ám, cái kia tiếng hô rất mạnh, không biết là cái gì, nên là cái không rõ sinh vật. Nhìn tiểu hoa nhi, cũng dơ lên cái đầu nhỏ. Cùng Nguyệt thần khác biệt chính là, hắn là lưỡng mắt chiếu sáng dạng dỡ nó đi rồi vèo một tiếng sẽ không ảnh lăng không tiêu thất có ai không triệu bân vẫn đang hô hoán vẫn còn theo hà phiêu lưu từ đầu đến cuối cũng không có người đáp lại hắn hoàn toàn tự ngu tự nhạc hắn ngừng cưỡng ép dừng lại như một cái lão tăng trong bóng đêm thiền ngồi mà hư ảo vô vọng chi hà tắc chảy xiết không nhỉ khi thì còn có sóng lớn triệu bân không chút sức mẻ là ngộ đạo cũng là minh tưởng lại là nói âm hưởng triệt cái kia khí lực, có ánh sáng huy nở rộ. Nhưng, hắc ám vô biên, hắn cực kỳ giống giọt nước trong biển cả, nhỏ bé không gặp được. Một hơi, lưỡng tức, ba hơi thở, hắn tại mặc niệm, cũng ở đây ghi chép thời gian. Cái này khẽ đếm, chính là ba năm ngày. Trong ba năm ngày, hắn đối với đạo, hơi có cảm ngộ, có thể cái kia đường trở về, như cũng là nhất mảnh hắc ám, hắn không biết nên đi như thế nào, không có người chỉ dẫn phương hướng. Nhất Nguyệt, hai tháng ba tháng thời gian như hư vọng hà chậm rãi trôi qua hắn ghi chép mỗi một giây đều là dấu vết thời gian phải xuống uổng đếm lấy đếm lấy liền có phút chốc mở ngộ nói chân lý là hắc ám không thể che hết đấy hắn tại ngộ trong lột xác đệ ngũ nguyệt hắn chậm rãi đứng lên đạp trên hắc ám mà đi hư ảo hư vọng hà là hắn trung thực đồng hành một năm hai năm ba năm Tuế Nguyệt không nghỉ, hắn tại đi một chút ngừng ngừng trong vượt qua. Hắn đến lấy hư vọng phần cuối, đi xem nó phát nguyên địa phương. Chanh, cùng với tiếng nước chảy, có chói tai kiếm minh hưởng triệt. Là hắn có đốn ngộ, dùng ba năm hiểu một đạo kiếm ý. Đi lại ở bên trong, hắn bày mở tay ra trường, có kiếm khí tại ngón tay giữa bay múa, như sấm cũng như điện, vẽ ra rồi từng đạo ngân đường, thành lạc ấn khác vào hắn ý thức. Không sai. Triệu bân cười một tiếng, lại không xem hắc ám, chậm rãi đóng con mắt. Dọc theo sông bước chậm, cũng là dọc theo sông tu đạo, tự thân số thời gian. Hắn cái này ngộ có tư có vị, ngoại giới người liền gấp phát hỏa rồi. Như tự tại tàn niệm cùng lôi thần tàn niệm, lúc này liền đang ngó chừng hắn nhìn. Cái này đều ba ngày rồi, cũng nên trở lại. Khô lâu người đụng phải đụng triệu bân. Ý thức đã chạy đi đâu, tự tại tàn niệm tò mò là cái này. Người thần thông quảng đại, cho hắn cầm trở về quá. Khô lâu người ha ha cười một tiếng. Thực cho rằng lão nương không gì làm không được tự tại tàn niệm ung dung nói. Xong, nàng liền bị chém rồi, bị một đạo kiếm ý, bổ lộn nhào. Kiếm ý, xuất từ triệu bân thân thể, mặc dù vô ý thức, nhưng kiếm ý rất mạnh. Ở đâu ra kiếm ý? Lôi thần tàn niệm kinh dị, không khỏi sát vào rồi một phần. Như vậy nhìn qua, lại là một cỗ lực lượng vô hình, từ triệu bân thể nội mà ra lần này không phải kiếm ý nên là không gian pháp tắc thật sao lôi thần tàn niệm hơi kém bị xé nát rồi hào tiểu tử khi sư diệt tổ a đần độn u mê đã trúng một đao tự tại tàn niệm hỏa khí rất lớn căm thức về căm thức nàng lại không dám đi phía trước gom góp khó tránh khỏi còn có ác hơn đấy nói có thì có không gian chi lực phía sau chính là luân hồi chi lực cái kia tùy ý bay múa may mà tiểu viên có cấm chế không phải vậy định bị đánh ra một đạo một khe lớn. Ta, đem hắn hầm cách thủy rồi a à. Khô lâu người hít sâu một hơi. Hắn tự cái ngay tại hầm cách thủy tự thân, tự tại tà niệm lui một bước. Tự thân hầm cách thủy tự thân. Chiến đạo lô dưỡng Bách Kinh. chương 1985, nghìn năm đạo. Hắc ám, hư vọng hà. Đi một chút ngừng ngừng triệu bân, cùng bọn chúng làm bạn. Hắn không biết đi bao lâu rồi, chỉ biết mặc niệm thời gian, đã là ba cái xuân thu đông hạ. Hắn không biết hư vọng có hay không có phần cuối, chỉ biết hắn mênh mông hành trình, vĩnh viễn không bờ bến. Thứ tư đầu năm, hắn chậm rãi định thân, lẳng lặng ngoái đầu nhìn lại, nhìn lại bản thân lúc đến đường, hắn nhìn không thấy dấu chân, cũng nhìn không thấy dấu vết, ngoại trừ hắc ám cùng hà, hết thảy dai không trắng. Lại một lần, hắn ngồi ở bờ sông, một thân một mình ngẩn người. Hư vọng hà cũng không bởi vì hắn nghỉ ngơi mà dừng lại, nó vẫn là như vậy cổ xưa, vẫn là là như vậy thần bí, nó tồn tại ý nghĩa, có lẽ chính là cùng hắc ám sống nương tựa lẫn nhau. Chanh, triệu bân đưa tay, nhặt rồi một đạo kiếm khí, bổ vào hư vọng hà. Hắn là tự ngu tự nhạc, bởi vì bá đạo kiếm ý, cũng không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Dù vậy, hắn vẫn là một đạo tiếp một đạo chẳng. Luyện kiếm, ngộ đạo, tìm đường ra. Trong bóng tối hắn, chính là như vậy tâm cảnh. Không người nào biết, hắn cuối cùng bổ bao nhiêu kiếm, sợ là liền chính hắn, đều vô số, hắn ghi chép, chỉ có thời gian, mỗi một giây, đều là nhất đạo dấu vết, như lạc ấn khắc vào linh hồn, thành hắn năm bổn mạng vâng. Giao giao, ha, mặc dù là hư ảo, cũng là có tính khí đấy, không có chọc ai chọc người nào, lại đần đột, u mê chịu vô số kiếm. Tại đây, loay hoay kiếm chỉ đạo người nào đó, vẫn đặt cái kia cần cù bổ chém, từ trước hết nhất vô sự, đến lúc này, gây ra sóng to gió lớn. Không sai, hư vọng Hà nổi đóa, sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn, triệu bân một tên bất lưu thân nhi, bị cuốn vào rồi trong sông. Hắn như thành người không biết bơi, vung vẩy có phần chật vật. Hư vọng Hà cũng mặc kệ cái này cái kia, cuốn theo hắn, chảy về phía rồi phương xa. Lão ca, có chuyện hảo hảo nói. Triệu công tử nhất thế tên tuổi anh hùng, bị một cái hà, ồ ồ rồi cái sạch sẽ hắn là muốn tìm người tán gẫu có thể hư vọng dầu muối không tiến căn bản không có phản ứng năm đó vĩnh hằng thủy tổ cũng là như vậy tình cảnh sao triệu bân nghĩ đứng vững cũng là đứng không vững nguyên nhân chính là đứng không vững hắn mới không tự giác nghĩ tới tiền bối chỉ một cái hư ảo hà đều như vậy tà dị có thể nghĩ thật chính hư vọng có nhiều đáng sợ sóng lớn lại tới lại một lần nữa đem hắn bao phủ cũng không biết là ảo cảm giác vẫn là có khác càn khôn hắn tại hư vọng đáy sông lại trông thấy một cái khác phiên cảnh tượng đó là nhất tòa cổ thành có khác phong cổ hai chữ phong cổ thành cố hương của hắn hắn trong trí nhớ nhất ấm áp nhà hư vọng sợ là có thể đọc trí nhớ hoàn mỹ hoàn nguyên nhớ năm đó hắn cho ta nhìn sơ tâm triệu bân lẩm bẩm lời nói tâm cảnh theo hình ảnh mà động có chỗ lột xác hắn như thành ngắm cảnh người đếm lấy thời gian xem thiếu niên lúc cất đi cái này nhìn qua, lại là thời gian tản mạn khắp nơi. Không có số sai lời nói là ba năm không sai. Cho đến hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, hắn cảnh tượng trước mắt mới được hà hình thái. Hư vọng hà nên là bớt giận, không còn sóng lớn, nước sông rất yên ổn. Triệu bân cuối cùng đứng vững vàng, cũng là ra không được, chỉ được tại trong sông chạy. Hắn nhìn được mở, chỉ cần chìm không chết, liền không ngại hắn ngộ đạo. Ngộ đạo ngoài, hắn vẫn đang nghiên cứu con sông này, cuối cùng cái gì lai lịch. Năm thứ tám, hắn ý thức lóe lên rồi quang mang, nhuộm tuế nguyệt sắc thái. Đường ra, hắn không tìm được con sông này, hắn không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, cũng là tại trong sông đốn ngộ, gặp thời quang chân lý, may mắn thấy thiên ngoại thiên. Tiếp theo, chính là tạo hóa chi lực quang huy. Cái kia pháp tắc có vẻ hóa, như sấm tụy ý bay múa. Cái này năm, hắn cuối cùng từ đáy sông bò ra rồi, bàn lấy chân cất tay, lẳng lặng ngồi ở mặt sông, nước sông hướng nơi nào lưu, hắn liền hướng nơi nào phiêu, biết rõ đây đó là một cái hà, không biết, còn tưởng rằng là tỏa kỵ của hắn đâu. Thứ 15 năm, hắn lại bước cách nở rộ, như thành một vòng thái dương. Năm đó thái dương thần quà tặc, là quang minh thần uẩn. Hắn chính là lấy quang minh thành đạo, lại đi ra một con đường. Chiến tri đạo lô dưỡng Bách Kinh, quang minh pháp tắc cũng thành cái kia chất dinh dưỡng. Hắc ám, bởi vì hắn nhiều hơn một phiến quang minh, như thế nào đều đập bất diệt. Đại lực xuất kỳ thích. Hắn đủ đếm 30 năm mới đổi ra lời nói này. Tự tu lực chi đạo, hắn chưa có lột xác qua, bây giờ thừa cơ vọng mà đi, chung được mở mộ, rõ ràng là thần du thái hư ý thức, xứng sở bị tu ra sức nặng. Trăm năm, có lôi cùng điện vì hắn gieo hò khen hay. Lôi chi đạo, hắn đi là dị thường phách liệt. Gặp có đường mở ra, chiến chi đạo âm, cũng như thần khúc vang vọng. Có thể, không có nghe khách, hắc ám vẫn là như vậy hắc, mà cái này hư vọng chi hà, cũng là trước sau như một ngạo kiều, người ngộ người đạo, ta chảy ta nước. Trôn, trôn an toàn, trong hiện thực triệu bân, có bị mạo phạm, hắn là thần du thái hư rồi, có thể hắn cái này thân thể, lại cách ba năm lần gây sự, trung quy tại không hề dấu hiệu dưới hiển lộ pháp tắc, không thể thiếu người bị chém. Kết quả là, khô lâu người đào cái hố, đem hắn trôn. Tự tại tà niệm cũng khéo hiểu lòng người, trả lại cho gia hỏa này dựng lên bia. Nói mộ bia, cũng không xác thực. Đó là một phong ấn, bất triệu bân không an phận. Đừng nói, biện pháp này dễ dùng, từ lúc triệu bân bị chôn sống, toàn bộ đình viện nhỏ, đều an tĩnh nhiều hơn, ngoại trừ có chút không hài hòa, cái khác cũng không sao. 300 năm, triệu bân là một giây một giây đếm ra đến đấy. Như vậy cũng là tuổi thọ, cái kia niên kỷ của hắn đã là không nhỏ. 300 năm, có hắn một cái lớn niết bàn, đó là ý thức hóa đạo. Hư vọng Chi Hà là người chứng kiến, hắn chi quang huy, chính phổ chiếu hắc ám. Người thật là một cái phúc tướng a. Triệu Bân vẫn còn mặt sông ngồi, lời nói thấm thía vỗ vỗ Hư Vọng Hà. Con sông này quá kỳ dị rồi, ngồi xếp bằng trong đó ngộ đạo, thật mẹ nó làm ít công to. Ân. Hắn chính thích ý lúc, phía trước kinh hiện một vòng quang. Nhất định phải như vậy nhất nhìn, mới biết là một đạo nhân ảnh thấy không rõ là ai, chỉ biết tấm lưng kia cổ xưa tang thương. Vĩnh Hằng Thủy Tổ, Triệu Bân thông suốt đứng dậy, đạp hà đuổi tới. Nhưng, nhìn nhìn thấy, không có nghĩa là là có thể đuổi đến trên. Hắn cho rằng giải rác vài chục trượng, lại làm cho hắn đếm trăm năm thời gian. Có thể mặc dù là trăm năm, hắn cũng không thể đuổi theo Vĩnh Hằng tiền bối bước chân. Tiền bối, hắn cuối cùng hô lên thanh âm, muốn thỉnh Thủy Tổ định thân. Phía trước không trả lời, đạo kia bóng lưng lại càng lúc càng xa. Hư ảnh, triệu bân ngừng, là đưa mắt nhìn tiền bối rời đi đấy. Tự tại tà niệm không có lừa gạt hắn, vĩnh hằng thủy tổ thực cùng hư vọng chi hà kéo nhân quả, nếu không phải như thế, trong sông vì sao lại có cái kia hư ảnh, hơn nữa còn đuổi không kịp. Có lẽ, thủy tổ cũng ở đây tìm hư vọng phần cuối, từ lúc vạn cổ trước liền xuất phát, nghĩ tại hư vọng trong đuổi theo cái kia bước chân, hắn được kéo dài qua vạn cổ mới được. Hắn có tự mình biết rõ, bây giờ như vậy đạo hạch theo không kịp hắn chậm lại bước chân tại minh tưởng trong đi về phía trước lại đi rồi trăm năm hư vọng hà tuyên cổ trường tồn hắn rất muốn biết thủy tổ phía trước hay không còn có người hắn vĩnh hằng tiền bối có hay không cũng ở đây đuổi theo tiền nhân bước chân thời gian không ngừng theo hư vọng đi tới thứ chín trăm năm như vậy nhiều tuổi nguyệt triệu bân trong bóng đêm toàn đủ đạo cảm mộ có thể hắn vẫn còn ngộ bởi vì hắn chính nghênh đón thần du thái hư cái thứ hai lớn Niết Bàn, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, Niết Bàn liền có đường, tựa như nghìn năm đại đạo. Ta ở chỗ này đốn ngộ, năm nào ngươi sẽ ngăn cản ta. Triệu bân thì thầm, chỉ hắn một người nghe thấy. Hắn không chỉ có đốn ngộ, còn có giác ngộ. Không thần môn nhập thần cảnh, tất có cấm kỵ cản hắn. Có lẽ, chính là cái này hư vọng, không phải dọc theo sông ngộ đạo, mà là vượt hà phong thần. Thứ 999 năm, hắn hoàn thành lần thứ hai lớn niết bàn. Nhìn năm phần cuối, hắn chuyển thân. Nghịch hà mà đi, đó là hắn đường về. chương 1986, hao phí tốt nguyệt chính viên. Đêm, triệu bân leo ra rồi ngôi mộ, ngồi một mình ở thụ bên dưới, thật lâu không nói. Cũng đúng, dù sao cũng là một ngàn năm thời gian, dù sao cũng phải để cho hắn thích ứng chốc lát. Có không phát hiện, hắn biến có chút không giống với lúc trước. Khô lâu người nói rằng, Ân, tự tại tàn niệm ngâm khẽ, như nghiên cứu lão ngoan đồng giống như xem triệu bân. Ngủ say nhiều ngày, tiểu tử này đích xác cùng trước kia khác nhau rất lớn, xem cái kia đầu vai, nhuộm không phải phần mộ bùn đất, mà là tuế nguyệt bụi bặm khó có thể tưởng tượng, hắn tại thần du thái hư ở bên trong, cuối cùng đã vượt qua bao nhiêu thời gian. Vũ Ma cũng ở đây xem, lại nhìn triệu bân hai mắt, tuy nhiên có vẻ chất phác, lại sâu thúy vô biên, rõ ràng tuổi không lớn lắm, hết lần này tới lần khác có khác báo kinh phong xương dấu vết, nếu không phải nhìn bách niên tuế nguyệt, là tạo không ra như vậy vòng tuổi đấy. Tráng váng đầu không, bạch y tiểu thiếu niên vuốt vuốt huyệt thái dương. choáng váng, chỉ la cũng ở đây bóp, duyên cớ bởi vì nhìn nhiều triệu bân vài lần, tâm thần có chút bất ổn, chỉ trách cái đầu kia quá tà dị, toàn bộ người tựa như một tòa không đáy u uyên. Hai người bị triệu đả kích. Nguyên lai tưởng rằng, bọn họ cùng triệu bân chung sống nhất thế, đều là phụ gia. Bây giờ xem ra, là bọn hắn đánh giá cao bản thân, cái này không phải phụ gia, rõ ràng chỉ còn nhìn lên tư cách, vô luận tu vi cảnh giới, vẫn là nói cảm ngộ, đều bị cái kia nhân 360 độ không góc chết nghiền ép. Nhìn năm đại đạo, triệu bân thì thào tự nói, tâm thần vẫn còn chìm đắm vào trong vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đếm nghìn năm, cũng hiểu nghìn năm, đường về không có phảng phất hoàng, chỉ còn chấp niệm, nói quang mang, chưa kịp hắn chiếu dọi con đường phía trước. Lão Đại Long Uyên thăm dò tính hô kêu một tiếng. Vắng lặng triệu bân, lúc này mới tỉnh lại, toàn thân không thấy nửa phần sáng bóng, cùng người phàm không khác, đặc biệt là cái kia con mắt, không hề bận tâm. Người ở chỗ này đều biết, hắn đây là phản pháp quy chân, không thuộc về tu vi, lại là một loại vô thượng cảnh giới. Người đi đâu, khô lâu người đụng phải đụng triệu bân. Hắc ám, triệu bân càng nghĩ, thổ lộ rồi cái này hai chữ. Hắc ám tự tại tàn niệm nhíu mày, vũ ma mà cũng như có điều suy nghĩ, thần du thái hư một phen, này hàng nói chuyện ngữ khí, đều cao thâm mà chắc không thiếu. Bên này, Triệu Bân đã bế con mắt khoanh chân, là vì vững chắc tự thân. Cái kia khí lực, nhiều cốt cách tiếng va chạm, trường sinh quyết tại cực tấn vận chuyển. Nghìn năm cảm ngộ, cũng có trường sinh quyết chi chân lý, tái sinh cường độ, vượt qua xa trước kia có thể so sánh, ít nhất, nguyên thần nói thương khép lại tốc độ, nhanh vài lần không chỉ. Hắn so người kinh diễm, khô lâu người lời nói thấm thiên đạo, lời là đối với tự tại tàn niệm nói có thể trong miệng hắn ngươi cũng là chỉ tiên tông thủy tổ điểm ấy tự tại thiên tàn niệm không phản bác bổn tôn như triệu bân như vậy niên kỷ lúc kém chi khá xa liền cửu thế thần thoại đều bị so không bằng tìm biến vạn cổ cũng lại khó tìm ra so với hắn càng yêu nghiệt đấy triệu bân lần ngồi xuống này chính là hơn phân nửa nguyệt mà cái kia đạo âm cũng vang dội hơn phân nửa nguyệt còn có vĩnh hằng dị tượng cũng là một bộ tiếp một bộ đến vì thế tự tải tàn niệm vẫn từng thi pháp cho tiểu viện bỏ thêm che giấu cấm chế không có biện pháp người này quá hỏa như bên ngoài người biết được nhất định náo nhiệt huyết triệu bân khóe miệng huyết vẫn còn chảy cấm kỵ đạo thương dù sao vẫn ngẫm nghĩ cắn trả chỉ là nó chi tàn hại chính không ngừng yếu đi không có cửa nơi nào hỗn thiên hỏa thì thầm một tiếng môn là chỉ thành thần chi môn hắn ra lão đại tu vi từ lâu viên mãn nói cảm ngộ từ lâu vượt qua thành thần giới hạn, hết lần này tới lần khác, đường là đoạn đấy. Ngưng, u tĩnh đêm, có khô lâu người một tiếng gào to. Hắn, cuối cùng lột xác rồi, ngưng ra hồn chi thân. Xong việc nhi, thần lôi, lòng uyên kiếm cùng hỗn thiên hỏa liền nhào tới. Phần mộ hố vẫn còn, dù sao cũng phải có người nằm đi vào, ra hỏa này liền rất hợp thích. Siêu, gió nhẹ nhẹ phẩy, cuốn theo một vòng nữ tử hương. Bế quan nhiều ngày sơ giao cổ thần, thức tỉnh. Sư tôn, chỉ là bề bộn sợ hành lễ. Sơ giao cổ thần cười một tiếng, động vào là đồ nhi cái đầu nhỏ, xem cũng là triệu bân, không tự giác giữa, gương mặt còn có dạng mây đỏ lộ ra. Lạc hà là nàng hóa thân, lạc hà chi trí nhớ, nàng cái này đều có, liền ví dụ như. Phạm Trần ba ngày ba đêm, tuổi trẻ thật là tốt ha. Quá mẹ nó có sức sống rồi. Mà thôi, sơ giao một tiếng thì thầm. Chậm rãi đóng con mắt. Lại mở con mắt, cái kia khóe mắt có hai hàng nước mắt chảy xuống. Còn có cái kia dưới bụng, cũng ở đây cái trong nháy mắt hở ra. Nàng ngủ say rồi, đem Lạc Hà đổi đến. Nàng tu tuyệt tình đạo, nhưng tuyệt không phải bổng đánh nguyên ương đích nhân vật. Đã là hữu tình, nàng tất nhiên thành toàn. Triệu Bân, Lạc Hà trong lời nói có nước mắt, nhu tình như nước. Nàng không quấy giày trượng phu, liền như vậy lẳng lặng ngồi ở cái kia bên cạnh thân nhẹ nhàng kéo rồi cánh tay của hắn, gương mặt lệch qua rồi cái kia đầu vai. Đã bao nhiêu năm, nàng lần thứ nhất đã có nhà cảm giác. Triệu Bân Tại mới là nhà. Thật tốt, chỉ là khó được cười một tiếng. Tiểu thiếu niên không hiểu tình yêu, nhưng chúc phúc vẫn phải có. Nhất có ý tứ chính là vũ ma, giống như tên trộm, rõ ràng một mặt đạm mạc, lại khi thì nhìn lén, nhìn cái kia ấm áp một màn, nàng cũng rất muốn tìm người dựa vào khẽ dựa. Thiên sát tự tại tà niệm khẽ nói, nhìn chăm chăm vào chính là lạc hà trong bụng tiểu sinh linh. Bọn ta lão đại, từng vì thiên sát cô tinh, Long Uyên nhỏ giọng nói. Ai là cái kia sửa lại mệnh cách, tự tại tà niệm thuận miệng hỏi một câu. Không khéo, thế gian còn có cái kia thiên sát cô tinh. Nữ, thần lôi cười hắc hắc. Rất tốt, tự tại tà niệm thì thầm, ánh mắt lại sáng tối bất định. Nàng âm thầm thi triển thôi diễn, có thể, một phiến hỗn độn. Đi rồi, chỉ là cuối cùng nhìn thoáng qua, leo tường đi bên cạnh đình viện. Tiểu thiếu niên cũng có phần có nhãn lực gặp phu thê gặp lại, lưu cái hai người thế giới rất có thiết yếu. Đừng nhìn lén, cho người tìm cái mát mẻ chỗ. Long uyên bọn chúng kết bạn thối lui, vẫn không quên mang lên vũ ma. Ngược lại tự tại thiên tàn niệm, xoay người lúc có phần có thầm ý nhìn thoáng qua lạc hà. Đều đi rồi, cây già hạ chỉ còn cái kia vợ chồng son. Chờ đợi triệu bân tỉnh lại, hao phí tốt nguyệt chính viên những năm này, có thể có nghĩ tới ta. Lạc Hà tự nhiên cười nói. Suy nghĩ, triệu công tử cười, trước đó chưa từng có ôn nhu. Giải rác một câu, đó là kéo dài qua tam giới tình duyên, cái kia vẫn còn dựng dục tiểu sinh linh, chính là tình duyên kết quả, chứng kiến một đường sống đầu đường xó chợ. Sáng sớm, tiểu viện khói bếp lượn lờ. Triệu công tử tự mình xuống bếp, tại bếp lò bận rộn, là vì thê nhi chuẩn bị bữa sáng. Cây già dưới lạc hà tắc cầm lấy châm đan sợi, cho còn chưa xuất thế tiểu hoa nhi, vá dệt đồ lót. Nàng khi thì xéo con mắt xem bếp lò, tràn đầy thê tử nhu tình. Thượng thương chờ đợi nàng không tệ, chung đến như vậy một ngày, thực hiện nàng nhiều năm tâm nguyện. Thật ấm áp nơi nào. Cách đó không xa đầu tường, lộ ra hai cái cái đầu nhỏ. Đó là chỉ la cùng tiểu thiếu niên, bới ra lấy vách tường nhìn lén. Người quang minh chính đại không nói nói chuyện mở ám, ta cũng nghĩ tìm cái nàng dâu. Long Uyên một câu thâm trầm, Lời này vừa nói ra, chỉ là cùng tiểu thiếu niên tập thể quay đầu, thanh kiếm này não đường về, đặc biệt tươi mát thoát tục, kiếm cùng kiếm kết hợp, khó tránh khỏi có thể sinh ra một thanh đao mổ heo. Ăn cơm rồi. Triệu bân như thành điếm tiểu nhị, tại bàn ăn cùng bếp lò chạy tới chạy lui. Nghịch thiên yêu nghiệt sao, không chỉ chiến lực rất mạnh hung hán, chủ nghệ cũng là tiêu chuẩn nhất định đấy, thức ăn đầy bàn đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, vẻn vẹn nhìn xem đều rất đẹp mắt. chương 1987, thật nhiều thần nơi nào. Sau khi ăn xong, Triệu Bân cùng Lạc Hà tắm rửa tia nắng ban mai chi quang, dắt tay ra tiểu viện. Sáng sớm thần thành, thật không phải bình thường phồn hoa, liếc mắt một cái trông đi qua, phố lớn ngõ nhỏ, trà bày tử quán, tất cả đều là bóng người, thét to thanh âm, tiếng giao hàng, đi nơi nào cũng có thể nghe nói, náo nhiệt chi cảnh, vượt qua xa trước kia có thể so sánh. Đối với cái này, Triệu Công Tử không chút nào ngoài ý muốn. Chỉ trách, trước kia như vậy động tính quá lớn. Hỉ tham gia náo nhiệt người, cũng không liền tụ tập như sao. Đương nhiên, còn có cái kia nguyên do. Thần thành liên lụy càn khôn, mà lại chế tài giả tại thành trong, không người dám ở chỗ này làm loạn, cho nên nói, đây tuyệt đối là một phương tịnh thổ, cũng tuyệt đối so với ngoại giới an toàn. Như vậy nhiều chí tôn vây công, lại bắt không được một cái bán thần. Vĩnh hằng nhất mạch đều loại người hung ác hạng người, cầm triệu bân nói dễ vậy sao? không điên không thành đạo cái đồ kia khởi xướng cuồng đến là thật dọa người nhiều người địa phương từ không thể thiếu nghị luận nghị luận ở bên trong cũng dù sao vẫn không thể thiếu một cái triệu bân danh dù qua mấy nguyệt nhiệt độ vẫn như cũ không hàng chẳng những không hàng vẫn càng truyền càng nóng hỏa liền triệu bân trước kia làm kinh thiên cử chỉ cũng cùng nhau sách cái cửa nhỏ thanh xong thêm mắm thêm muối một phen liền chạy thần thoại đi trên thực tế triệu bân tạo ra chính là thần thoại ít nhất hắn đoạn đường này đến chiến tích liền chưa có người có thể địch nổi nhìn trên sử sách một khoản vẽ một cái đều là trí tôn mệnh một cái đường máu chính là chỗ này giống như phô ra tới đấy dù sao cũng phải đến nói hắn lại nổ rồi đông dạng hỏa đấy còn có tiên tôn bà la ma thần cùng a la phật tôn có quan hệ bọn họ đàm luận cũng là đi nơi nào đều có khác biệt chính là triệu bân khai sáng huy hoàng mà hắn ba thì là mất mặt ném ra phía chân trời tiền bối quan tài bản sợ là sớm ép không được rồi bát quái cùng đồn đại triệu bân sớm thành thói quen ngược lại lạc hà nghe trên đường nghị luận trên tay không khỏi nhiều rồi vài phần lực cái kia từng cái một truyền thuyết tại nàng nghe tới đều là nhìn thấy mà giật mình đấy nàng có thể trông thấy triệu bân huyết cùng nước mắt cái kia tên là nghịch thiên đường hắn nên là đi rất mệt mỏi đau lòng ta triệu bân ôn nhu cười một tiếng đau lòng lạc hà mà nói vẫn là như vậy ôn nhu như thế quay đầu nhiều tạo cái gì tiểu hoa nhi lại ba hoa lão đại thật nhiều thần nơi nào long uyên nhỏ giọng nói nhìn thấy triệu bân như gió đi qua đi một đường xem một đường vẻn vẹn hắn chứng kiến sẽ không hạ hơn người tôn đại thần cái khác như thần minh cùng chuẩn đế thần cũng nhiều không kể xiết không thiếu cửu gia của hắn đây vẫn chỉ là hắn trông thấy đấy quỷ mới biết được trong bóng tối vẫn cất giấu bao nhiêu thành trong cũng như này càng không nói đến ngoài thành. Không cần xuất thành xem, liền biết có thiên la địa võng. Từ chỗ nào chui trở lại tiên giới? Triệu Bân nói thầm, khi thì vang lên. Thê Nhi đã tìm được, cái kia được đến chiến lược tính rút lui. Lúc đến, là tiên giới chế tài giả nhường, không biết được trở về lúc, thần giới chúa tể có thể hay không lòng từ bi, cho mở cửa sau. Vẫn là đường đi góc, hắn tiến tới một cái quầy hàng trước, như cái rãnh rỗi mua khách, đặt cái kia chọn chọn lựa lựa nhìn quầy hàng chủ, đúng là cái kia hồng trần khách qua đường. Cũng như trước kia, hắn đang lẳng lặng khắc mục điêu, làm cho khắc chi nhân, vẫn là cùng hồng tước sinh giống như đúc. Hắn, lạc hà khinh lẩm bẩm nhìn nhìn hồng trần khách qua đường, cũng nhìn nhìn trong tay hắn mộc điêu, như thế nào nhận không ra, người này cùng tử y hầu sinh độc nhất vô nhị, như thế nào lại nhìn không ra, cái kia khối mộc điêu là đại hạ hồng tước. Tử y hầu cũng là hóa thân đây là hắn bổn tôn lạc hà truyền âm triệu bân ta đã từng hỏi qua, hắn cũng không phàm trần trí nhớ. triệu bân trả lời, tùy tiện xem. hồng trần khách qua đường cười một tiếng, cũng không ngẩng đầu, hắn khắc nghiêm túc, một đau một hồi, đều tinh điêu tế chắc, đem một điêu khắc trông rất sống động. ngươi, thế nhưng thần giới chúa tể, triệu bân mạch một câu, đầy đường đều là chế tài giả, ta làm một lần cũng không sao. hồng trần khách qua đường cười nói, lời này nói thật có học vấn, hỗn thiên hỏa lời nói thâm trầm, đích xác đầy đường đều là chế tài giả, phần lớn là chút lão thần côn, đỉnh lấy chúa tể danh hào, khắp nơi hãm hại lừa gạt, cho tiểu bối hù sướng sở sướng sở đấy. Triệu bân không nói, cũng không truy vấn ngọn nguồn. Hắn cũng không xác định, chỉ là một loại không hiểu cảm giác. Nếu không thì, chém hắn một đao thử một chút lòng uyên ông ông thẳng run. Đừng quấy rối triệu bân mắng một câu, cái này mẹ nó có thể tùy tiện thì thật một đao chém tới, đừng quản người này là không phải chúa tể, chế tài giả cũng phải làm chết hắn, dám ở thành trong nháo sự, hậu quả không muốn quá nghiêm trọng. Lão đại, Lữ Sường, đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy thần lôi một tiếng gào to. Triệu bân phút chốc ngoái đầu nhìn lại, liếc qua phương xa. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy rộn ràng bài trừ trong đám người, có nhất thanh niên giao động phiến mà qua. Đúng là Lữ xưởng người kia, chính là cổ xưa vong linh truyền thừa, tiên giới diễn thiên thần tử, chính là cái kia hóa thân. Tính tính toán toán, hắn đã có nhiều năm không thấy ra hỏa này rồi không nghĩ tới lại tại thần thành bắt gặp đối phương không tận lực che giấu chân dung hiển nhiên không phải chạy cái này du sơn ngoạn thủy đấy án hắn suy nghĩ nên là đang câu cá mà hắn chính là kia con cá không biết có bao nhiêu người chờ hắn hiện thân đâu cũng không thể mắc mưu của hắn long uyên chạy tới chạy lui Người cũng có thể nhìn ra lão đại sẽ nhìn không ra hỗn thiên hỏa nói ta phải làm chết hắn. Cái này, là triệu bân trong lòng ý niệm trong đầu, nếu không phải lữ xưởng, tâm nhi năm đó cũng sẽ không gặp nạn, nếu không phải lữ xưởng, tú nhi năm đó cũng sẽ không bỏ mình, như thế đại thù, cần dùng trả bằng máu. Triệu bân, đến chiến. Nhiều anh lôi giống như hét to thanh âm, từ ngoài thành truyền đến. Triệu bân lại xéo con mắt, cách hư vọng nhìn xem thiên ngoại, có thể thấy một người đứng lặng cửu tiêu. Cũng là thanh niên, một bộ tử kim lớn bảo liệt liệt, cường đại khí lực, nghiền thương vũ rung động từng sợi đạo tác, như sấm như điện bổ càn khôn xé rách người nào a à dám khiêu chiến vĩnh hàng thể có người kinh dị như lão phu không nhìn lầm thần khư chi tử không thiếu tiền bối vuốt tròm dâu thì ra cấm khu thánh tử kiến thức nông cạn rồi trên đường rất nhiều thổn thức gặp cái cục diện này không suy nghĩ tu đạo người đều đặc biệt đến tinh thần chỉ cần có náo nhiệt xem liền có sinh ý làm phách điểm đặc tả cầm lấy đi bán chỉ là, một trận sợ là làm không đứng lên, bởi vì Triệu Bân không phải người ngu, ngược lại thần khư chi tử, đầu óc không phải bình thường, lấy vĩnh hằng thể chiến lực, đế thần thấy cũng phải đường vòng đi, tiểu tiểu nhất thần minh, chạy đến tìm đánh. Đánh nhau là giả, câu cá là thật, tiền bối đều lòng dạ biết rõ. Ân, Triệu Bân cả gan xuất thành, ắt gặp Lôi Đình Việt sát. Khó tránh khỏi, thần khư chi chủ cũng tới. Ngoài thành chiến thư, chọc cho nội thành lớn tiếng nhảy một phiến tốt người xem náo nhiệt đã là thành mảnh tuôn hướng cửa thành thần khư chi tử triệu bân vẫn còn quầy hàng trước xử lấy nhìn người tựa như xem con tin so sánh với vũ ma cái đồ kia có vẻ như càng đáng giá có thể làm thần khư thần tử nơi nào có là bình thường yêu nghiệt hắn bất động cốt khu lực lượng trăm mười hiệp nội vẫn là bắt không được người kia đừng đi lạc hà một mặt lo lắng ta lại không ngốc triệu bân cười thu con mắt từ quầy hàng trên lấy nhất căn ngọc trâm chọc ở rồi thê tử búi tóc trên, đến mức ngoài thành vị kia, yêu người nào người nào. chương 1988, tiếp tục hô. Triệu bân, đến chiến. Thần ngoài thành, thần khư chi tử đứng lặng cửu thiên, tiếng quát nhiều anh lôi. Bởi vì hắn, cửa thành cùng thành tường đều trồng chất tụ đầy nhân ảnh, là tham gia náo nhiệt, cũng là chờ xem náo nhiệt, chân thực đã đợi không kịp, còn không miễn cào nhau, triệu bân chết ở đâu rồi. Đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, Ngoài thành thiên la địa võng, đổi cho ngươi, ngươi dám ra đây. Chuyện đó không giả, nếu không chúng thần chặn, vĩnh hằng thể một tay liền có thể trấn áp thần khư chi tử. Triệu bân là cường đại, nhưng thần khư chi tử cũng không phải là đi cửa sau đến đấy, nếu không phách thiên tuyệt địa chiến lực, hắn có thể làm cấm khu thần tử. Chuyện đó cũng không giả, triệu bân cốt khu lực lượng lúc linh lúc mất linh, mà lại dùng một phần thiếu một phân, là thật không mượn ngoại lực, hắn không hẳn chiến qua thần khư chi tử. Hoàng đế không vội thái giám gấp, cái kia nhân vật chính còn chưa đăng tràng, đám khán giả liền đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, không nói trước ai yếu ai cường, bầu không khí nhiễm nhiên đã làm công bằng quyết đấu, tuyệt sẽ không có bên thứ ba nhúng tay. Thật lâu không thấy triệu bân hiện thân, thần khư chi tử lại truyền xuống lời nói. Nghe thấy chi, tiền bối đám cũng không khỏi cười cười, duyên cớ bởi vì thần khư chi tử nhận lời, tại bọn hắn nghe tới, không khác một câu nói nhảm. Thần giới rất lớn không nói võ đức thần, khắp nơi đều có. Vĩnh hằng thể nếu thật xuất thành, sợ là không chờ mở miệng, liền bị nháy mắt giết chết rồi a. À. Cho nên nói, quá trình không trọng yếu, kết quả mới là vương đạo. Vĩnh hằng nhất mạch, là thật chê cười. Thấy nhất kế không thành, thần khư chi tử lại đổi phép khích tướng. Nhưng, không cái gì sâu dùng, mặc hắn gào thét vang dội cũng không thấy triệu bân bóng dáng. Đáng chết! Thần khư chi tử nổi giận, bạo ngược chi khí tiệc thiên cuốn địa phương. Nấp trong hư vô chúng thần, cũng nổi giận, biết rõ cái đồ kia tại thành trong, hết lần này tới lần khác không động đậy đắc thủ, cảm giác này, thật so ăn phân vẫn buồn nôn. Đến, mang cái này, cái này đẹp mắt. Ân, màu sắc quá tươi đẹp, không phù hợp khí chất của ngươi. Tử sắc A, xứng ngươi cái này tiên y. Ngoài thành phi thường náo nhiệt, nội thành triệu bân nhàn nhã, lúc này, chính cầm lấy mấy cây ngọc châm, cho lạc hà lần lượt thử, trời đất chứng giám, hắn thật là ra tới dạo phố đấy, một câu, sẽ không ra ngoài, gấp chết ngươi nha. Lạc Hà cũng phối hợp, cũng quả thật phu sướng phụ tùy, tướng công đi nơi nào nàng cùng nơi nào, chỉ cần triệu bân không ra thành ứng chiến, đi dạo đến giải đằng đắng hắn cũng nguyện. Lão đại năm đó cái kia lúc, hai người tại chỗ không có. Hỗn thiên hỏa nhảy bỗng nhúc nhích. Nhất định tại chỗ A, Long Uyên cùng thần lôi cười hắc hắc. Ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa tai nạn chết người người lấy giống như tụ, vật lấy quần phân, triệu công tử hữu tình thuyên truyền, cái kia ba kẻ dở hơi, cũng nói chuyện tặc vui vẻ, đùa bức tiềm chất, rất được chủ nhân chân truyền. Về nhà, màn đêm buông xuống lúc, triệu bân cùng lạc hà dắt tay đi qua. Bọn họ là tình trạng ý thiếp, ngoài thành người, sắc mặt liền có chút đen rồi, đặc biệt là thần khư chi tử, rất xa chạy đến tìm người hẹn khung, hẹn cái cô quạnh. Hô, tiếp tục hô, chiếu đến tinh huy, hắn hóa ra hơn vạn đạo phân thân. Phân thân đầy đủ chuyên nghiệp, chặn cửa thành chu lớn kêu to. Còn có chúng trí tôn, cũng kéo ra khỏi phô thiên cái địa thủy quân, mắng kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Bát phụ sao, nghe ngoài thành ô ngôn uế ngữ, thế nhân đều hít sâu một hơi. Không nhìn không biết, nhìn qua đã giật mình, cái này mẹ nó cỡ lớn chửi mẹ hiện trường A. Cũng đúng, chúng thần mặt cũng không muốn rồi, vẫn quan tâm cái gì uy nghiêm chửi mẹ là một loại bất đắc dĩ biểu hiện, rất thất vọng. Vũ ngoài, hắc ám chiến trường, đế tiên như nhất u linh, xuất quỷ nhập thần. Nàng cũng không nhớ ra được bị nhốt ở chỗ này đã bao lâu, chỉ biết cái này vô biên hắc ám, phá vỡ nàng trước kia nhận thức, cái gọi là tuế nguyệt, ở chỗ này không hề biến thiên. Hành trí một chỗ, nàng mạch định thân, mỹ mâu hiếp lại nhìn xem ở chỗ sâu trong. Chỗ đó, có nhất dùm ánh sáng, che kim quang, cũng nhuộm vĩnh hằng sắc thái. Chờ đợi đến gần nhìn lên, mới biết là một giọt huyết, một giọt kim quang lóng lánh máu tươi. Cái này huyết, nàng lấy tay chộp tới, treo ở lòng bàn tay yên lặng ngưng xem. Hồi lâu, nàng mới thì thào một câu, Vĩnh Hằng thủy tổ. Nàng ánh mắt biến sáng tối bất định, không nghĩ tới có thể tại vũ trụ ngoại, nhìn thấy Vĩnh Hằng tiền bối huyết, cái kia tôn loại người hung ác, không phải táng tại hư vọng sông sao vẫn là nói, hắn nhanh nhẹn hư vọng, vẫn sống ở hắc ám nào đó hẻo lánh. Phốc ngay chính lúc, ngọc thủ của nàng nổ diệt thành cho rồi. Đều bởi vì cái này tích huyết ở bên trong, ẩn núp đáng sợ sát ý. Sát ý không thuộc về vĩnh hằng thủy tổ, cũng là hủy thiên diệt địa, dù là của nàng tu vi, đều chịu không được, thậm chí trong khoảnh khắc, bị uy lực còn lại hủy một cái bàn tay như ngọc trắng. Là ai? Nàng thì thào khẽ nói, rất nhiều nghi hoặc. Nàng có phần muốn biết, cùng vĩnh hằng thủy tổ đại chiến đấy, cuối cùng nơi nào tôn đại thần, mà có thể làm cho vĩnh hằng thủy tổ đẫm máu, cái kia tôn thần lại nên mạnh cỡ bao nhiêu? Như vậy nghĩ đến, nàng thi triển cấm kỵ thôi diễn chi pháp, mông lung ở bên trong, nàng vạch ra từng tầng một xương mù, xương mù thấp thoáng ở chỗ sâu trong, có một đạo mơ hồ bóng lưng. Thái thượng, đế tiên khóe mắt tràn đầy huyết, tức thì thu pháp, tuyệt sẽ không nhìn lầm, tuyệt đối là thái thượng người kia. Ha ha ha, không kịp nàng chấn áp thôi diễn cắn trả liền nghe âm thanh hơi thở như trẻ đang bú tiếng cười. Xéo con mắt nhìn lên, mới biết là một cái tiểu hoa nhi, như lưu quang trong bóng đêm bay tán loạn. Ở đâu ra tiểu hoa nhi? Đế tiên kinh ngạc, cùng ngày xưa nguyệt thần, thật giống hệt. Đồng dạng, nàng cũng từ tiểu em bé trên người, trông thấy triệu bân thân ảnh. Trừ triệu bân, còn có một cái khác, lại là một bộ nàng chưa bao giờ thấy qua chân dung. Siêu, bé con như gió mà tới, cũng như gió mà qua. Nó là cái xảo quyệt hài tử, lấy đi rồi đế tiên trong tay cái kia tích vĩnh hằng huyết. Xong, vĩnh hằng huyết liền bị nó nuốt. Đế tiên khẽ giật mình, cái đồ kia khẩu vị rất tốt ha. Phải biết, vĩnh hằng huyết trong ẩn núp hủy thiên diệt điện sát ý, áp đều ép không được, trong nháy mắt thiêu hủy một tôn đế thần, cũng không nói chơi, có thể cái kia tiểu hoa nhi, lại chuyện gì không có, chẳng những không có, vẫn là vẻ mặt thích ý. Đình viện nhỏ, triều công tử đã giấy lên nến đỏ vẫn còn trên cây treo mấy chén nhỏ đèn lồng màu đỏ đỏ tươi sắc thái thêm với sáng tỏ nguyệt quang không chỉ ấm áp vẫn rất lãng mạn tiểu ra hỏa lúc nào ra tới a à? triệu bân nằm ở lạc hà phần bụng nghe lại nghe cái kia tiểu sinh linh tim đập hắn rõ ràng có thể nghe huyết hòa tan nước cảm giác thân thiết là hắn trước đó chưa từng có đấy triệu bân ta nghĩ phàm trần rồi lạc hà ôn nhu cười một tiếng nghĩ cái kia không Triệu công tử há miệng đến rồi một câu như vậy. Không có đứng đắn, lạc hà gương mặt đỏ ửng, so ánh nến càng mê người. Vẫn như cũ không người quấy dày, yên tĩnh tiểu viện, chỉ cái này vợ chồng son. So sánh với cái này, ngoài thành bầu không khí, liền không phải bình thường phát hỏa rồi. Thần khư chi tử vẫn còn, nộ con mắt đốt liệt diễm, sát khí thao thiên cuồn cuộn. Đạo Hữu nổi giận thương thân. Cùng với sâu kín lời nói, có một người đi lên phiêu miểu hư vô, chăm chú nhất nhìn, đúng là lữ xưởng dao động phiến động tác, vẫn là như vậy tiêu chuẩn. Chạy tới xem ta chê cười thần khư chi tử liếc qua. Đặc biệt đến chợ đạo hữu giúp một tay, lữ xưởng sâu kín cười một tiếng. Nói qua, hắn còn lấy thần thức truyền nhất lời. Thần khư chi tử nghe, bỗng nhiên đến tinh thần, người ở nơi nào. Cái kia thù lao, tùy ngươi mở. Như thế, nàng ngày mai liền đến, lữ xưởng cười một tiếng. Rất tốt, thần khư chi tử trong mắt nở rộ rồi kinh mang. chương 1989, đổi đổi. Sáng sớm, Triệu Bân dậy thật sớm, làm vợ Nhi chuẩn bị bữa sáng. Xem cách đó không xa đầu tường, vẫn như cũng có lưỡng cái đầu nhỏ. Tất nhiên chỉ là cùng tiểu thiếu niên, thấy trong nội viện một màn thổn thức sách lưỡi. Người nào sẽ nghĩ tới, tại bếp lò bận rộn ở nhà nam nhân tốt, trước đó không lâu, từng sát xuất hiện một cái núi thây biển máu phối hợp hắn một đường đến truyền thuyết cùng thần thoại, dùng đa tài đa nghệ để hình dung, thích hợp nhất không được. Người nói, hai người bọn họ cái kia lúc, lạc hà như đột nhiên biến thành sơ giao, có thể hay không rất lung túng. Bị chôn sống một hồi khô lâu người, vẫn là không nhớ lâu, há miệng chính là trọng điểm. Chỉ là cùng tiểu thiếu niên lại cái kia ngoái đầu nhìn lại, rất trịnh trọng nhìn người này liếc mắt một cái, sáng suốt thần võ lôi thần, nên là sẽ không nghĩ tới, sau khi hắn chết, lại diễn sinh ra như thế cái có một không hai kỳ tài. Hương vị thế nào, triệu công tử đã đem mỹ vị món ngon bưng lên bàn. Đều tốt, lạc hào ôn nhu cười một tiếng, ấm áp chỉ ý tập kích lòng tràn đầy điền. Triệu bân, đến chiến. Khó được ấm áp, vẫn là có không hài hòa lời nói. Mà nói đến đây lời nói, đã vang lên một đêm, cũng không biết ngoài thành đám kia đồ danh con, cuối cùng ở đâu ra nghị lực, gào thét rồi một đêm, cũng không mang nghỉ xả hơi nhi đấy không nghe thấy. Triệu Bân chỉ lo cho lạc hà đĩa rau, nửa phần không để ý tới ngoài thành ẩm ý. Nam nhân mà, sợ cái một hai lần không có cái gì. Đương nhiên, hắn như có nguyệt thần cùng đế tiên như vậy chiến lực, ra ngoài sóng một thanh cũng không phải là không được. Có thể, cừu ra quá nhiều, hắn một người quả thực chịu không được. Có cái này thời gian rỗi, bồi bồi nàng dâu không thơm sao. Ngươi, có thể nhận ra nàng. Thần khư chi tử u cười, lướt nhẹ qua tay một cái hòm quan tài bằng băng treo ở giữa không trung. Quan trong, có nhất nữ tử ngủ say, tiên khu vẫn che một tầng băng xương. Sở Lam, triệu bân vô thức đứng lên, có thể cách hư vô, trông thấy quan trong người, là sở Lam không thể nghi ngờ, phàm trần xích diễm nữ soái sở vô xương cô cô, giao nguyệt hóa thân. Năm đó, hắn chính là bằng sở Lam tử ngọc, nhập đại hạ thiên tông. Hắn thật bất ngờ, sở Lam lại cũng ở tại thần giới, lại tại thần Khư Chi Tử trong tay. Hắn nhận ra, Lạc Hà Tử cũng nhận ra. Nguyên nhân chính là nhận ra, nàng mới trước mắt lo lắng. Là nàng xem trọng rồi thần Khư Chi Tử, vì bức triệu bân đi vào khuôn khổ, lại cầm sở lam áp chế. Người nào a à trên tường thành người, đều hít lại rồi hai mắt. Tiên giới giao nguyệt cung cung chủ có người nói như vậy đạo. Lão Phu gặp qua giao nguyệt, thỏa thỏa bán thần, vị này, sợ là chỉ có huyền tiên cảnh ngã xuống cảnh giới cũng không kỳ quái. Ta ngược cho rằng, hóa thân càng đáng tin cậy. Chủ đề một khi giật ra, chính là như chiều như biển nghị luận. Quần chúng trong phần lớn là càng già càng lão luyện, không cần thần khư chi tử nói rõ, liền biết cử động lần này ra sao ngụ ý, cái kia quan trong nữ tử, hẳn là triệu bân thân hữu Có hy vọng, hỉ người xem náo nhiệt, đều tinh thần tỉnh táo. Có người làm áp chế, vĩnh hằng thể khó tránh khỏi thực sẽ ra ngoài. Đừng nói, Triệu Bân Thực đi ra, tại vạn chúng nhìn chăm chú dưới đã rơi vào thành tường. Triệu đi ra thần khư chi tử khóe miệng hơi vỉnh. Không hổ là cấm khu thần tử, cho bịp bợm thật không ít. Triệu Bân cười lạnh. Cái kia một trận chiến này, người bằng lòng hay không bằng lòng. Thần khư chi tử cười hí ngược. Không thế nào nghĩ chấp nhận. Như vậy muốn cho nàng chết. Nếu không thì, ta và người đổi đổi. Triệu Bân nói qua, đem vũ ma sách ra tới ai nha thế nhân thấy đều lông mi trao lên vĩnh hằng thể thủ đoạn cao a lại bắt sống một tôn đế thần vũ ma là lúng túng đấy nàng hôm nay nhất định hỏa ra phía chân trời khó trách nhiều ngày không thấy ngươi nấp trong hư vô thần khư tứ đế lúc này đều nhíu lông mày ngẫm lại cũng là lấy triệu bân chiến lực vũ ma xa không phải cái kia đối thủ con tin đổi người cầm công đạo a triệu bân cười nói đâu chỉ công đạo có lời không lỗ thế nhân nhiều ho khan. Vũ ma mặc dù bị bắt rồi, vẫn là là đế thần. Đế thần đổi huyền tiên, thiên hạ nơi nào tìm cái này có chuyện tốt. Xuất thành, ta cùng ngươi đổi, thần khư chi tử lạnh lùng một tiếng. Ra khỏi thành, ta còn có thể sống được trở về sao triệu bân sách ra bầu rượu, muốn nghênh đón trở lại nhà ngươi đế thần, vậy liền vào thành đến, ta và ngươi đều an toàn. Ta nếu không chịu đâu thần khư chi tử cười lạnh. Không chịu, ta đây liền kéo về nhà làm tiểu thiếp rồi. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, toàn trường đều là dựng thẳng ngón tay cái đấy. Cầu gia đế thần làm tiểu thiếp, ngẫm lại đều kích động, mấu chốt là người rất xinh đẹp a. À. Triệu bân, vũ ma mà mỹ màu bốc hỏa, gương mặt cũng một phiến ửng đỏ. Riêng tư đã như vậy rồi, lại vẫn dám công nhiên đùa dẫn nàng. Đổi vẫn là không đổi, triệu bân cách thiên nhìn xem thần khư chi tử. Nếu không như, ta và người đổ một trận. Thần khư chi tử cười xem triệu bân. Như thế nào cái đổ pháp? Ta, ân. Thần khư chi tử còn chưa có nói xong, liền thấy quỷ dị sự tình. Cái gì quỷ dị sự tình lặc Sở lam không còn, lăng không tiêu thất rồi. a à, không đúng, không phải biến mất, là nàng bổn tôn đem thu hồi. tĩnh nội thành cùng ngoài thành, đều giống như chết yên ổn. Thần khư chi tử sửng sốt, chúng trí tôn đám cũng sửng sốt. Làm đã hơn nửa ngày cái này mẹ nó là một cái hóa thân nơi nào. Lữ xưởng thần khư chi tử hư lạnh một tiếng, liếc hướng về phía một phương hư vô. Chủ quan, dùng một tôn thần khí, đổi một cái huyền tiên. Huyền tiên đã như vậy rồi, lại vẫn hóa thân, như thế lửa bịp sao. Ai, người tính không bằng trời tính. Lữ xưởng thở dài, cằn nhằn một câu lời thừa. Cái này không có thể oán hắn, là việc này đuổi được quá khéo. Thế nào, muốn cười, sử tại trên tường thành quần chúng, đều lộ ra lời nói thấm thía chi sắc. Thần khư chi tử thật là rất có ý tứ rồi, huyền tiên đổi đế thần, cái này còn dùng nghĩ cái này nhất nhây như không sao cả, con tin không còn, lấy cái gì đi đổi vũ ma. Đáng chết, chúng thần nghiến răng nghiến lợi, cũng ở đây riêng tư chào hỏi thần khư chi tử. Nhiều như vậy thần cùng ngươi sóng, tới rồi, hẳn là phóng đáng cái cô quạnh. Ân khục, triệu công tử hắng giọng một cái, xong việc vẫn sửa sang lại cổ áo. Xem đi, nhà hắn giao nguyệt thời khắc mấu chốt, vẫn là rất cho lực đấy. Thu hồi sở lam, hắn cái này không cố kỵ nữa rồi, là nên tâm sự giá tiền rồi, đúng lúc, hôm nay thần khư chi tử ngay tại chàng, hoàn toàn có thể đại biểu cấm khu. Chuộc người không, triệu bân cười tùm tìm nói. Chuộc, cái chữ này, thần khư chi tử là từ hàm giang nhi trong toát ra đến đấy. Tốt xấu là hắn thần khư đế thần, không chuộc có thể làm. Một nghìn vạn, hắt xì, triệu bân dựng thẳng rồi một ngón tay. Ân, giá cả vừa phải, không thiếu tiền bối đều gỡ tròm dâu. Thần khư tứ đế đều thở dài một hơi, một nghìn vạn sao. Một việc nhỏ, thần khư thần tử cũng thở dài một hơi, một nghìn vạn sao. Thần khư trở ra lên. Một cân, triệu công tử thở mạnh nhi, vuốt vuốt mũi, mới bổ sung rồi nửa câu sau. Phốc, khục khục, thế nhân đều bị choang một hơi nhi không có thở gấp lấy một nghìn vạn một cân, cái kia vũ ma liền giá trị lão tiền rồi. Triệu bân, đế thần tâm cảnh như vũ ma, lúc này đều bị chỉnh có chút phát điên. Con tin đổi người cầm nàng nhịn, một nghìn vạn một cân, người mẹ nó bán thịt heo đâu. Triệu bân, người đùa bỡn ta, thần khư chi tử nổi giận. Nơi nào liền đùa nghịch ngươi rồi, triệu bân không làm, người ngó ngó rõ ràng, đây chính là đế thần nơi nào. Nữ, muốn huyết mạch có huyết mạch, muốn bộ dáng có bộ dáng, mua không được chịu thiệt, mua không được mắc lừa, giá tiền này rất rẻ rồi được rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1990, văn đấu Đế thần, so thần minh cao nhất dai Luận chiến lực, cả hai nhất thiên nhất địa Luận giá cả, đó cũng là vật lấy hiếm là quý Như vũ ma, cũng rất đáng giá, một nghìn vạn một cân, có thể so sánh thịt heo đắt hơn rồi Triệu bân đã đủ hạ thủ lưu tình ít nhất, hắn không có án khắc tính. Triệu bân, thần khư chi tử phẫn nộ gào thét, kinh hãi cửu tiêu. Thần khư tứ đế sắc mặt, cũng là khó thấy được cực hạn. Thế nhân xem muốn cười. Cho tới bây giờ đều là thần khư khi dễ tứ phương, từ triệu bân đến rồi thần giới, đó là một bước một cái hố, hảo hảo thần khư cửu đế, liền thừa lại năm cái, trong đó bốn cái bị đánh đã thành tàn phế, phần còn lại vị kia, tất bị buộc đã thành con tin. Như vậy đẹp mắt hình ảnh, tuyệt đối vạn năm khó được nhất ngộ chuộc vẫn là không chuộc triệu bân không nghe đối phương ngủ phấp phới tự đợi đến lấy tiền rồi thần khư chi tử nghiến răng nghiến lợi cũng là một hồi lâu không thấy hắn ngôn ngữ hắn là nghĩ chuộc không có nhiều tiền như vậy nơi nào một nghìn vạn một cân dù đem hắn bán đi cũng chuộc không nổi a à. người quang minh chính đại không nói nói chuyện mở ám lão phu muốn mua hai cân nhìn cái kia nhỏ bé hai cân sao đủ tối thiểu được năm cân nhiều người địa phương, dù sao vẫn không thiếu lão lưu manh, tụ tập nhi không đứng đắn. Chỉ là, hai cân cũng tốt, 5 cân cũng được, cái kia đều là chạy táng ra bại sản đi đấy, ai bảo người nào đó sư tử mở rộng miệng đâu như vậy ít giá, liền cấm khu đều chịu không được, càng chớ nói bọn họ. Không có tiền, vậy liền gom góp nhất gom góp, ta ngày sau lại đến. Triệu công tử mở lời xàm hình thức, sửa tại đầu tường căn nhằn xì si sao, yên tâm, ta có chức nghiệp đạo đức đấy, Chắc chắn hảo ăn hảo uống cung cấp lấy nhà ngươi đế thần. Thế nhân nghe, đều lộ ra lời nói thấm thía trạng thái. Hảo ăn hảo uống cung cấp lấy, không được dài hơn mấy cân thịt. Vẫn là dưỡng trắng trắng mập mập, có thể cũng không phải là cái này giá cả rồi. Lại nói ngày sau, thời gian lâu dài, không được mua một tặng một a. À. Có lẽ ta và ngươi có thể đổ một ván. Diện mạo âm trầm thần khư chi tử, cuối cùng mở miệng. Ta thắng, trả lại vũ ma ngươi thắng vật này về ngươi nói qua hắn còn nhẹ lướt nhẹ qua rồi ống tay áo sau đó chính là một phiến kim quang hiện ra a à, có lẽ kim quang thái thịnh quá nhiều người đều bị lung lay mắt chờ đợi thế nhân hai mắt thành thanh minh mới biết kim quang là vật gì cái kia là một bộ cốt khu nói cho đúng là vĩnh hằng nhất mạch cốt khu tuy là tàn phá nhưng bát thành vẫn còn mỗi một đoạn cốt thể đều lóe ra dạng dỡ kim huy phách liệt xu thế Tiệp Thiên cuốn địa phương, cái kia khu cốt trong truyền thuyết vĩnh hằng phách thể, không chỉ quần chúng, liền nấp trong hư vô chúng thần cũng không khỏi kinh dị rồi. Vĩnh hằng cốt a, chân quý bực nào, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được, càng không nói đến bát thành cốt khu. Nếu như công án lưỡng bán, có rất nhiều người tranh nhau mua. Vốn dĩ tại người cái này, vô tướng lão thần trong lòng lạnh quát, rất đúng nén giận. Hắn là hoang vu cấp đại thần. Năm đó Hoàng Vu một trận chiến, có hắn, cũng có Vĩnh Hằng Phách Thể, hắn là thấy tận mắt chứng Vĩnh Hằng Phách Thể táng diệt đấy, vì đoạt cái kia cốt khu, hắn cũng không thiếu ra sức, không tiếc cùng người khác thần đánh đập tàn nhẫn. Tới rồi, lại bị một cái người thần bí chiếm được tiện nghi. Lần này đến xem, ngày xưa cái kia người thần bí, liền xuất từ thần khư, lúc cách vạn cổ, đem Phách Thể chi khu truyền đến thần khư chi tử trong tay. Đúng, hắn đoán đều đúng. Thần khư chi tử cũng không phản bác trận kia thần ma đại chiến, thần khư cũng tham chiến rồi, cái này phách thể cốt khu, liền được từ hoang vu, phong tồn vô tận tuế nguyệt, mới truyền cùng hắn, đợi lột xác đế thần lúc, dùng cái kia rèn luyện khí lực. Bây giờ, không cần không được. Bình thường bảo vật, cũng câu không dậy nổi triệu bân hứng thú. Không sao, hắn dám hạ đánh cược, liền sẽ không thua. Nhìn triệu bân, đã là ánh mắt dạng dỡ. Hắn tại hoang vu chuyển lâu như vậy, cũng không tìm được vài đoạn phách thể cốt khu không có nghĩ rằng, phần còn lại đều tại thần khư thần tử cái này. Có dám đổ, thần khư chi tử cười xem triệu bân. Lại nghĩ lừa gạt ta xuất thành, triệu bân nhếch miệng. Hắn là rất muốn phách thể cốt khu, nhưng là được có mệnh cầm mới được. Dám xuất thành, trong nháy mắt liền sẽ được tuyệt sát, hắn đã ngửi được hoang thần binh khí tức, không cần nhìn, liền biết A La Phật Tôn, bà La Ma Thần cùng Tiên Tôn, đều tàng ở ngoài thành, đợi hắn ra ngoài đâu. Như thế nào, bỏ được nhà ngươi tiền bối cốt khu thần khư chi tử khóe miệng hơi vỉnh. Đánh nhau có nhục nhã nhận, nếu không như vào thành, ta và ngươi đến một trận văn đấu. Triệu bân đổ một ngụm rượu. Như thế nào cái văn đấu pháp, thần khư chi tử hứng thú. Đánh cờ. Ta ứng. Thần khư chi tử chi dứt khoát, thế nhân đều phản ứng không kịp. Phải biết, triệu bân thế nhưng kỳ thần đồ tôn, dù không phải thật truyền, tài đánh cờ của hắn, cũng nhất định đoạt thiên tạo hóa, như vậy đánh cược, không phải tìm tai vạ đấy sao? Đánh cờ, liều đích cũng không phải là kỳ nghệ. Vẫn là tiền bối đám có giác ngộ, vuốt tròm dâu động tác, đặc biệt tiêu chuẩn. Chuyện đó không giả, nói là văn đấu, chẳng bằng nói là kỳ trong võ đấu, kỳ nghệ là thứ nhì, đạo cảm ngộ mới là vương đạo, chỉ bất quá, chiến trường cực hạn tại bàn cờ trên. Oanh! Thần khư chi tử động, vừa xài bước nhập thần thành. Triệu bân cũng không chậm, mang theo vũ ma, thẳng đến rồi trong thành. Chỗ đó, có một tòa vân đài, là đàm kinh luận đạo lúc dùng đấy. Hôm nay, dùng tới đánh cờ, thích hợp nhất chỉ là, ít nhất an toàn không là vấn đề. Mau mau nhanh, thế nhân như biển chiều, lại tuôn ra trở về thần thành trong. Còn có ẩn núp chúng thần, cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Oanh, phanh, to như vậy vân đài, triệu bân cùng thần khư chi tử chẳng phân biệt được trước sau rơi xuống tùy theo mà đến, chính là xem náo nhiệt đấy, bóng người ô ương ương một phiến. Mong rằng chúa tể làm chứng. Triệu bân hướng lên trời hô một tiếng, là kêu gọi chế tài giả. Đánh cược sao, luận chính là thành bại, chỉ sợ người nào đó thua không nhận nợ. Thần khư chi tử dù chưa ngôn ngữ, nhưng cũng là cái này ý niệm trong đầu, cũng sợ triệu bân chơi xấu. Như thế, tìm một cái quản sự nhi vô cùng có thiết yếu dù sao cũng là chế tài giả còn có ai so với hắn thích hợp hơn tốt phiêu miểu hư vô có đáp lời tìm không được ngọn nguồn lời nói chưa dứt liền thấy một phiến lộng lẫy thần quang rủ xuống vân đài được lung chiều có càn khôn chi lực tung hoành trong đó ngộ ý rõ ràng dám có bên thứ ba nhúng tay ắt gặp lôi đình việt sát siêu triệu bân lại thả ra vỗ ma treo tại trong giữa không trung thần khư chi tử tắc một tiếng cười lạnh lấy phách thể chi cốt. Sau đó, chính là một cái hư ảo bàn cờ, trên trời hạ xuống, treo ở rồi giữa hai người. Bàn cờ rất bất phàm, có màu ngọc bích thông thả, là do đại càn khôn làm cho tạo. Điểm ấy, chế tài giả vẫn là công bằng công chính đấy, bớt có người ăn gian. Kỳ thần đồ tôn, xin mời. Thần Khư chi tử hất lên áo bào, ngạo nghễ mà ngồi. Triệu Bân xem thường, ngồi xếp bằng nhi ngồi ở khác một bên. Ta thần khư cái khác tứ tôn đế thần cũng ở trong tay ngươi a. À. Thần khư chi tử tặc tự giác, lúc nói chuyện tiện tay liền rơi xuống nhất tử. Nói mò, ta liền trói lại nàng một cái. Triệu bân cũng tùy ý cầm quân cờ. Thần khư chi tử từ không tin, theo con mắt vẫn nhìn thoáng qua vũ ma. Vũ ma ngược muốn nói chuyện, làm sao thân có cấm chế, không được ngôn ngữ. Nhưng cái khác tứ đế thần tao ngộ, nàng là cửa nhỏ quải niệm đối địch cái kia ba tôn đại thần hạ chàng có thể nghĩ đấy, hoặc là bị bắt, hoặc là bị diệt. Cho nên nói, thần khư còn phải phóng một chút huyết. Bởi vì, cái kia ba đại thần rất có thể án khắc tính. chương 1991, quân cờ đánh cờ, đạo tranh hùng. Người nói, hai người bọn họ ai yếu ai mạnh. Tất nhiên triệu bân, hắn thế nhưng là kỳ thần đồ tôn. Bọn họ liều đích cũng không phải là kỳ nghệ, là đạo cảm ngộ. Hôm nay thần thành, chưa có người bày quầy bán hàng nhìn cái kia ô ương bóng người, đều tụ tại trong thành, hoặc là sử tại dưới đài, hoặc là đứng ở đám mây, đầy trời đầy đất, tất cả đều là người, xem đánh cờ lúc, cũng không quên sàm việc nhà, thuận tiện, vẫn đối với thành bại đến rồi một phen bình luận. Phần còn lại, chính là ken kết âm thanh. Có rất nhiều người cầm lấy trí nhớ tinh thạch, đặt cái kia đi lòng vòng phách đặc tả. So sánh với dưới đài náo nhiệt, đài trên cũng rất bình tĩnh. Nhưng, bực này yên ổn, để cho đám khán giả đều cảm thấy áp lực, cực kỳ giống bão tố đến trước thà rằng tịch, bất luận cái gì phút chốc, đều có thể có lôi đình thiểm điện, quét sạch càn khôn. Có biết chọc ta thần khư hạ tràng, thần khư chi tử buồn bã nói. Không trêu chọc cũng chọc, không khéo, Chói lại nhà ngươi một tôn đế thần. Triệu bân từ trong lòng lấy ra một quả tiên quả, tại ống tay áo trên xoa xoa, thích ý cắn một cái, ân. Mùi vị không tệ, rất tốt. U cười thần khư chi tử, chuyện đột biến. Cũng là cái này trong nháy mắt, hắn rơi xuống một con cờ, nhiều hơn một cỗ sát phạt chỉ ý, mà bàn cờ bên ngoài, tắc có thể sợ dị tưởng diễn hóa, đó là một đầu thương long, trên không trung lúc ẩn lúc hiện, khám hồn rồng ngâm, bạo ngược không chịu nổi. Cái này đấu võ rồi. Triệu bân cười lạnh, cũng nhặt tay nhất tử. Quân cờ lạc, tiếng hô lên, một đầu khổng lồ kỳ lân, ầm ầm hiện ra, chỉ nhất kích, liền đụng diệt thương long. Diệt, thần khư chi tử nhất quát, lên tay lạc tử. Tùy theo, liền thấy đao mang hiện ra, bổ diệt kỳ lân. Phá! Triệu bân không rơi vào thế hạ phong, lạc tử trong nháy mắt, có kiếm ngân vang âm thanh triệt. Cái kia kiếm ý vô cùng, tung hoành cửu thiên, lăng không nhất kích, đem đao mang chém cái nát vụn. Tốt lắm kiếm chi đạo. Thần khư chi tử nhe răng cười, lấy đạo hóa quân cờ, bố trí đoàn bàn cờ. Cái này nhất tử, động tính cũng không nhỏ, lôi đình thiểm điện ninh không xé rách. Sạc sạc, Triệu bân quân cờ trúng kiếm, tức thì nổ thành hư vô. Sự tình không lớn, hắn phía sau nhất tử cũng rất mạnh hung hãn. Chính là luân hồi chi đạo, thành một đạo vòng xoáy, cuốn diệt lôi cùng điện. Không chỉ thông luân hồi, thần khư chi tử hư lạnh, quân cờ trong cũng có luân hồi chi lực bay múa, diễn xuất dị tượng, thành nguy nga lớn nhạc, đập vỡ vòng xoáy. Ta đỉnh, triệu bân một tiếng gào to, nhất tử phách khí phách chắc lậu. Nói đỉnh liền đỉnh, có thời quang chi lực thành cột sáng, cho người nguy nga lớn nhạc, từ chân núi chọc tới rồi đỉnh núi, hư ảo đá vụn, thành khô bại thần quang tán loạn. Chút tài mọn, thần khư chi tử bức cách tràn đầy, quân cờ như quang rủ xuống. Lần này dị tượng, chính là một phiến hỗn độn, trực tiếp che lấp thời gian. Đạo thành hỗn độn. Triệu Bân trong lòng một câu, đến lúc này mới nhìn ra thần khư chi tử mà nói. Nguyên nhân chính là nhìn ra, tâm thần hắn mới chưa phát hiện phút chốc hoảng hốt. Bởi vì này tiểu tử, cùng hắn ngoại vũ trụ tốt cơ hữu Diệp thần, đường đi cực kỳ tương tự. Cùng ta đánh cờ, lại vẫn dám bỏ trốn. Thần Khư chi tử Khinh Nguyệt cười một tiếng, hỗn độn đã đánh lén tới đây. Triệu Bân khoảng cách thu con mắt, thần thái không thay đổi, chỉ nhặt kỳ lạc tử. Oanh, hư vô có lôi đình hiện ra, cho thương vũ, xé mở một đạo lớn vết nứt. Vết nứt thiểm điện sen lẫn, có một vòng thái dương từ từ tham ra, quang mang vạn đạo hỗn độn không thế nào dễ dùng rồi, được Thái Dương chiếu chính là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thần Khư Chi Tử kêu rên, sợ là được lung lay mắt, khóe mắt máu tươi lẫn tràn đầy. Triệu Bân, xem thường ngươi rồi. Ngươi, chưa từng xem trọng qua ta. Như thế, vậy liền đến. Thần Khư Chi Tử vừa quát âm vang, quân cờ nhiều hơn hủy diệt chi ý. Triệu Bân há lại sợ đích nhân vật, nửa phần không cho, đón đầu chính là làm. Oanh, phanh, hai người một khi động thật sự, cái kia động tĩnh liền lớn. Từ dưới đài nhìn tới xem, đầy trời đều là đao mang kiếm quang, trường ấn quyền ảnh, đủ loại dị tượng, đủ loại diễn hóa, mỗi có va chạm, tất có lôi đình thiểm điện băng bắn, tùy theo mà đến vầng sáng dư ba, tắc hướng tứ phương tùy ý trùng kích. Cái này mẹ nó là đánh cờ. Dưới đài người xem lưỡng mắt viên trượt, cũng là hoa mắt. Không hổ là nghịch thiên yêu nghiệt, đánh cờ đều hạ xuống như vậy lè loẹt. May mà có đại càn khôn kết giới ngăn cản uy lực còn lại, không phải vậy, chúng ta đều gặp nạn. Đài trên đánh chính là hừng hực khí thế. Dưới đài cũng nói chuyện khí thế ngất trời. Tiền bối đám còn tốt, sớm biết là cái cục diện này. Bọn tiểu bối sao, hôm nay tính mở rộng tầm mắt rồi. Ai yếu ai mạnh? Như vậy vấn đề, rất nhiều người đều tại hỏi. Đang ở ở trên bục vũ ma, cũng là như thế. Trận này đánh cờ, Đến nay nàng cũng không nhìn ra người nào chiếm thượng phong. Triệu Bân rất nghịch thiên, mà nhà nàng thần tử cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Như cứng rắn để cho nàng nói cái nguyên cớ, cái kia chính là lực lượng ngang nhau. Ngươi muốn thắng. Nàng thì thào thì thầm, chỉ nàng một người có thể nghe nói. Trong miệng ngươi, tất nhiên chỉ thần khư chi tử, tốt xấu là người một nhà. Có thể chẳng biết tại sao, khi nói xong lời này, nàng lại vẫn có một loại khác chờ mong cái gì chờ mong lạc, hy vọng triệu bân thắng, ý nghĩ này, đến vô cùng không hiểu. Tốt lắm vĩnh hằng thể. Thần khư chi tử lạnh lùng nói, trong mắt đã nhiều màu đỏ tươi chi sắc. Hắn là thật xem thường rồi triệu bân, so với hắn ngẫm lại trong cường đại hơn. Cấm khu thần tử, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Triệu bân cũng có thổn thức, không nghĩ tới thần khư chi tử lại như vậy kiên đính. Cũng không sao, lúc này mới nơi nào đến đấy, không quật ngã ra hỏa này hắn sẽ không họ chịu. Định càn khôn, thần khư chi tử tiếng quát chấn thiên. Định em gái ngươi, triệu công tử ngay tại chỗ đối rồi trở về. Sinh tử xem đạm không phục liền làm, hai người chính là như vậy tâm cảnh. Kết quả là, ván cờ đánh cờ tràng diệt, lập tức biến càng thêm to lớn, dưới đài người hoảng tựa như trông thấy thần ma tiên Phật, một tôn tiếp một tôn trùng thiên mà lên, tại phiêu miểu hư vô ác chiến, đánh chính là thiên địa thất sắc, làm càn khôn không ánh sáng phốc, từ mở cục, đài trên lần thứ nhất thấy huyết quang. Thần khư chi tử đẫm máu, đầy người đều là khoảng cách. Triệu bân cũng bị thương, khí lực vết máu đan sen. Đánh cờ, sợ là thật có thể xuống người chết. Vẫn là một đám tiểu bối, lúc này đều tại âm thầm nuốt nước miếng. Chơi cờ đánh cờ, cũng đạo tranh hùng, bọn họ hiểu rõ. Khục, đám lão già này thì tại ho khan, hoặc là nói, là xấu hổ. Cái kia lưỡng quá yêu nghiệt, luận đạo cảm ngộ, đã nghiền ép bọn họ. Giết hắn đi. Chúng trí tôn hai mắt, đều cất dấu ô vô tận sát ý cùng tàn bạo. Đánh cờ là có thể hạ người chết đấy, thần khư chi tử có khả năng đổ triệu bân. Diệt. Triệu bân vừa quát âm vang, nhất tử quét ngang cửu thiên. Thần khư chi tử tùy theo ho ra máu, khí lực đều đã nứt ra. Ngươi, không thắng được ta. Thần khư chi tử giữ tận cười, cất giấu một vòng giảo hoạt. Lời nói chưa dứt, liền thấy cái kia mi tâm, khác ra một đạo thần bí phù văn, bởi đó, hắn hoảng tựa như biến một người, khí tức nhiều hơn một lượng tăng thương chi ý, dường như một tôn cổ xưa thần, cuốn mang theo hủy diệt, từ phủ đầy bụi trong thức tình. Oanh! Hắn nhất tử lạc định, toàn bộ vân đài đều hóa thành hắc ám. Triệu bân đã trúng hủy diệt sông tới, chỉnh thể tử băng diệt hơn phân nửa. Luân hồi! Triệu bân khóe miệng tràn đầy huyết, hít lại rồi hai con ngươi. Hắn tuyệt không có nhìn lầm, tuyệt đối là luân hồi. Nay hàng, nên là thời cổ nhất tôn đại thần chuyển thế, bởi vì này tiểu tử, cho mượn rồi ở kiếp trước công vĩ, cái kia không chỉ là lực lượng, còn có đạo cảm ngộ. chương 1992, có thể đánh thống khoái. Tình huống nào, thật cường đại uy áp. Mắt thấy thần khư chi tử biến hóa, dưới đài một phiến sao động. Đặc biệt là tầm mắt cao thâm lão gia hỏa, như bà La Ma Thần, lão con mắt đã cực tấn hiếp lại, còn có tiên tôn cùng A La Phật Tôn, lúc này cũng lông mi hơi nhíu. Liền triệu bân cũng có thể nhìn ra luân hồi, bọn họ há có thể nhìn không ra manh mối. Thực quá thấp đánh giá thần khư chi tử rồi, hẳn là nhất tôn đại thần chuyển thế. Hơn nữa, cái kia tôn thần vẫn không phải bình thường cổ xưa. Thật làm cho lão phu ngoài ý muốn, vô tướng lão thần ngôn từ, rất nhiều kiêng kỵ chi ý, không nghĩ tới thần khư chi tử, hẳn là vị kia chuyển thế. Giấu quá kỹ nơi nào? Vũ ma lẩm bẩm lời nói, thần khư tứ đế cũng kinh ngạc. Thân là thần khư đế thần, bọn họ trước đó cũng không biết. Có lẽ, là bọn hắn cấp bậc chưa tới, không có tư cách biết được bí mật. Khó trách có thể làm cấm khu thần tử. Liên lụy rồi luân hồi, cái kia liền hoàn thành rồi. Hắn như vậy, có tính không ăn gian. Như tính, chế tài giả sợ là từ lâu ra tay. Như thế, vĩnh hằng thể nguy rồi. Dưới đài sao động, dẫn xuất nghị luận thủy triều. Khiếp sợ giả có, nghi hoặc giả cũng có, nhưng càng nhiều nữa, là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn nhân tài, trận này vở kịch lớn, có vẻ như so trong tưởng tượng. Càng đặc sắc, phốc, vạn chúng nhìn chăm chú dưới triệu bân phun máu rồi, chịu không được sát phạt chi ý. Nhìn hắn chấp trưởng quân cờ, cũng ở đây cái trong nháy mắt, lại băng diệt một phiến. Có thể tuyệt vọng, thần khư chi tử đạm nói, một câu băng lãnh cô quạnh. Ngươi được lắm, triệu bân cưỡng ép ổn rồi trận cước, sở tu chi đạo, đều luật cố tắc, lấy thủ hộ bản thân, dù như thế, hắn vẫn là gánh không được công phạt. Bán thần lĩnh vực, có thể bức ta động kiếp trước giả, người chính là cái thứ nhất. Thần khư chi tử trước mắt bế nghế, tựa như một tôn quân vương, quan sát tứ hải bát hoang. Vậy ta còn thật là vinh hạnh, triệu bân lau khóe miệng máu tươi, lấy quân cờ thành dị tượng, diễn thiên hóa địa thành một phương đại thế giới, gắt gao đối kháng hủy diệt. Còn muốn làm vô vị dẫy ruộng thần khư chi tử u cười, tiện tay nhặt rồi nhất tử. Không đợi hắn quân cờ rơi xuống, liền nghe cửu thiên oanh động. Tùy theo mà đến, chính là một phiến cuồn cuộn sát khí. Đùng, quân cờ lạc, sát khí thành hải dương, che đậy rồi thiên địa. Lệ quỷ kêu rên, có vô số oán linh tại hải trong dãy ruộng. Thấy chi, thế nhân đều thần sắc trắng bệch, thần khư chi tử kiếp trước, cuối cùng hạng gì tồn tại, lại là bực nào tàn bạo khát máu, lại nuốt như vậy nhiều sinh linh. A, à, triệu bân được sát khí che mất tiếng rên rỉ lờ mờ. Chiến cuộc chuyển biến bất ngờ, hắn đã là toàn bộ lớn tan tác. Ai, dưới đài nhiều thở dài, chân thực không nghĩ ra, triệu bân bằng gì lật ngược. Chỉ trách thần khư chi tử tàng được quá sâu, kiếp trước cũng quá kinh khủng. Thật là là một tôn cao nữa là cấp đại thần, dù triệu bân lại yêu nghiệt, cũng theo không kịp, không nói cái khác, liền luận đạo cảm ngộ, thỏa thỏa nghiền ép, giết hắn đi chúng thần nhiều nhe răng cười, kích động quả muốn ngao ngao thẳng gọi. Thần khư chi tử siêu quần bạt tuệ A, đến rồi như thế cái kinh hỉ lớn, luân hồi cũng tốt, chuyển thế cũng được, quá trình không trọng yếu, bọn họ chỉ cần một cái kết quả. Thua, Vũ Ma lại lẩm bẩm lời nói. Thành tựu người đang xem cuộc chiến, toàn trường thuộc về nàng xem nhất thanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, triệu bân ván này thất bại, nhưng không phải bại bởi thần khư chi tử, mà là bại bởi cái kia kiếp trước, dù kỳ thần vẫn còn, cũng chưa hẳn là đối thủ. Tuyệt vọng sao thần khư chi tử cười hí ngược. Tuyệt vọng đại gia ngươi, triệu công tử là đầu hán tử, đều bị sát khí che mất, cũng không ngại hắn chửi mẹ. Hắn chiến ý vô cùng, dù là sát khí thôn phệ, vẫn như cũ sừng sướng không ngã. Như thế kiên đính, chỉnh thần khư chi tử khí huyết hỗn loạn rồi, dù sao cũng là kiếp trước, trung quy liên lụy luân hồi cấm kỵ, hắn mượn công vĩ, là lần cắn trả đấy. Chậm thì sinh biến, sát dưới đài truyền đến chúng trí tôn hét to sát nói sát liền sát nhưng thấy thần khư chi tử vung tay vung lên một quả huyết sắc quân cờ mang theo cuốn hủy diệt chi lực đã rơi vào hỗn loạn ván cờ trong nhất thời sát khí nở rộ ma quang chiếu ra rồi tận thế sắc thái vẫn đặt cái kia vung vẩy triệu bân trực tiếp được thôn không thấy bóng dáng chết thế nhân thần sắc ngơ ngẩn có chút khó có thể tin đó là triệu bân nơi nào thời đại này còn lại một tôn vĩnh hằng thể, làm ra dư thừa thiếu kinh thiên hành động vĩ đại, lại đồ dư thừa thiếu cường đại trí tôn, tới rồi, lại gãy tại chỉnh thể trong. Cuối cùng táng diệt, cũng như trước kia, thở dài giả có, nhe răng cười giả cũng có. Tựa như chúng trí tôn, lúc này liền trước đó chưa từng có thoải mái. Bọn họ muốn kết quả, đã ở đài trên hạ màn. Cái này, chính là chọc ta thần khư hạ tràng. Thần khư chi tử tiếng như chuông lớn, chấn hạo vũ dung chuyển, có thể đánh thống khoái cái kia lời có đáp lại truyền từ sát khí hải dương thế nhân nghe thấy chi đều lông nghi cao gầy thế nào cái ý tứ vĩnh hằng thể còn sống phanh oanh âm thanh trợt nổi lên sát khí trong có một đạo lôi đình bay thẳng cửu thiên sau đó chính là một cái thần bí đại hà từ trong hoành phô mà ra cái đó là hư vọng chi hà ân từng tại triệu bân thiên kiếp trong xuất hiện qua phải chân thực chỉ là một loại ngoại tướng cho rằng hết thảy hết thảy đều kết thúc thế nhân, cũng đều tinh thần tỉnh táo. Hãy nói đi, họ chịu mệnh rất cứng, là một cái đánh không chết tiểu cường. Làm sao có thể? Thần khư chi tử trước mắt khiếp sợ, khiếp sợ triệu bân kiên đính. Đó là hủy diệt nhất kích ha. Tôi sát một tôn đế thần đều không nói chơi, lại không có lộng chết một cái gà mở thần minh. Đâu chỉ hắn. Tiên tôn cái kia ba cao nữa là cấp đại thần, cũng thần sắc kinh dị. Tố vân vĩnh hằng thể kháng đánh, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên không giả. Mở. Triệu bân vừa quát âm vang, lấy hư vọng chi hà, phá vỡ sát khí. Mà hắn, tắc đạp hà mà ra, dạng dỡ kim quang, lộng lẫy trói mắt. Đã trùng bỗng nhiên đánh, hắn khí chất cũng biến, như một tôn trinh phạt bát hoang chiến thần, khí thôn hạo vũ, phách liệt khí cùng thế, cực tấn xông tới cửu thiên thập địa. Cái này mẹ nó là mở treo sao. Thế nhân đều ngửa con mắt, xem ngây ra như phỗng lão gia hỏa thì tại bóp mắt tựa như từ triệu bân trên người trông thấy khác một đạo nhân ảnh che luân hồi chi quang tại kinh hồng phút chốc tựa như như ngầm hiện hắn cũng là chuyển thế quá nhiều lão gia hỏa lưỡng mắt phiên trượt tất nhiên như thế nếu không thì ở đâu ra đáng sợ như vậy uy áp cái này là thế nào lưu hành luân hồi đúng vậy a à, cái này là thế nào không liều kiếp này liều kiếp trước dưới đài lại nổ tung nồi nghị luận thủy triều, tiệc thiên cuốn địa phương. Thế nhân khiếp sợ, chúng trí tôn cũng khiếp sợ, liền cái kia ba tôn cao nữa là cấp đại thần, cũng đều trở tay không kịp. Thế gian vốn không luân hồi, nơi nào đến như vậy nhiều chuyển thế. Còn có, triệu bân kiếp trước là người nào cái này cũng cường quá nói chuyện không đâu rồi. Làm sao có thể? Lời giống vậy, thần khư chi tử lại nói một lần. Muốn nói toàn trường kinh hãi nhất đấy, hay là hắn, một kích này oanh ra đi không sao cả, cho Triệu Bân Oanh ra một cái kiếp trước đến, người kia cũng mượn vô thượng sức mạnh to lớn. Phá! Triệu Bân nhàn nhạt nhất tự, băng lãnh, cổ xưa cũng uy nghiêm. Hư vọng hòa tựa như nghe hắn hiệu lệnh, trực tiếp tách ra rồi sát khí. Lần này, đổi thần khư chi tử đẫm máu rồi, toàn bộ người đều bị đụng lộn ra ngoài, mà hắn chấp trưởng quân cờ, cũng bởi vì Triệu Bân hùng lên, suýt nữa băng bàn rồi. chương 1993, Hạ Màn Ta không tin, Thần khư chi tử phẫn nộ gào thét, oanh một tiếng định thân. Hắn sợ là điên rồi, lại đỉnh lấy cấm kỵ cắn trả, mở ra rồi minh mông chi lực, mà lực lượng cội nguồn, liền suốt từ kiếp trước, mà lại kèm theo đạo cảm ngộ. Vậy liền đánh tới người tin. Triệu bân một tay chống trời, chống lên rồi bàn cờ. Nói bàn cờ đã không xác thực, xác thực nói là chiến trường. Hắn một bước bước vào, liền đới thần khư chi tử, cũng cùng nhau cuốn đi vào. Quân cờ trong đã không tử, hắn hai người chính là quân cờ, một đen một trắng chiến tại bàn cờ. Oanh, phanh, vẫn là chấn thiên ẩm vang, vô số dị tượng diễn tại cửu thiên. Thế nhân đều trừng lớn hai mắt, cực tẫn dòm ngó quân cờ trong càn khôn. Đó là một chiến trường, chuyên trúc triệu bân cùng thần khư chi tử chiến trường. Kiếp trước đối với kiếp trước, kiếp này đối với kiếp này. Không thiếu tiền bối gỡ tròm dâu, lại nói vô cùng có thâm ý. Thần Khư Chi Tử mượn kiếp trước công vĩ, Triệu Bân cũng mượn kiếp trước sức mạnh to lớn, hai cái phải trạng thái bình thường yêu nghiệt, đều có thần cấp treo, chiến vô cùng có ý tứ. Ma Tôn, Thần Khư Chi Tử kiếp trước, là thất tuyệt ma quân. Âm vang âm thanh, có như thế một tiếng gào to, gào thét tặc vang dội Mới nhìn ra đến đám lão già này cất tay, ổn nhất bức. Trên lịch sử uy danh hiền hách đại thần, ai không biết, ai không hiểu, nhận ra cũng không khó. Bọn họ tò mò là, triệu bân trước sinh, là vị nào đại lão? Có thể, xem đã hơn nửa ngày, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Bất đắc dĩ, chúng trí tôn đều nhìn phía vô tướng lão thần, hoang vu cấp đại thần sao. Cốt hóa cấp bối phận, đích thị là kiến thức rộng rãi, hơn phân nửa biết lúc nào tới lịch. Mới nghe lần đầu, vô tướng lão thần dù chưa ngôn ngữ, có thể cái kia thần thái đại biểu hết thảy. Tuế Nguyệt rất xa xưa, vẫn là có nhiều như vậy cái thần, không còn lịch sử. Mà triệu bân kiếp trước, hơn phân nửa chính là chỗ này đám tồn tại. Phốc, xem náo nhiệt chứng kiến thổ huyết giả, dưới đài chỗ nào cũng có. Trong đó, liền bao quát cái kia ba đính thiên đại thần, cũng bao quát lữ xưởng người kia. Có đôi khi, thông hiểu thôi diễn cũng không phải là cái gì chuyện tốt, thôi diễn rồi không nên thôi diễn người, người nào khó chịu ai biết, thổ huyết những cái kia, liền thấu hiểu rất rõ. Tính không đến lữ xưởng trao mày. Không đấu vết tiên tôn, Phật Tôn cùng bà La Ma Thần, cũng ánh mắt thâm thúy. Nói như vậy lấy, ba người liếc nhau một cái. Xong việc nhi, cái này ba liền lén lúc thúc giục hoang thần binh. Bọn họ là không tin tà, lấy trí cao thần khí thôi diễn, còn có thể đuổi không kịp triệu bân kiếp trước dấu vết. Nghịch chuyển, tìm căn đi tìm nguồn gốc. Nhưng nghe thấy ba người cùng kêu lên lạnh quát, đều khai cấm kỵ chi pháp. Tối tăm trong từng tầng một mây mù, bị từng tầng một đẩy ra. Cấp lấy cấp lấy, ba người liền thông qua rồi một tay là hướng hắn ba đánh tới đấy thấy chi ba người bề bổn sợ thua pháp có thể a à, hết thảy đều chậm đại thủ đã đến đem hắn ba ném ra ngoài thành người ra tay tất nhiên thần giới chúa tể vừa mới nói thần thành liên lụy đại càn khôn vẫn mẹ nó dám ở thành trong động trí cao thần khí thật cho rằng lão tử mắt mù Wow, thế nhân là đưa mắt nhìn ba tôn đại thần bay ra ngoài đấy chiếu tốc độ như vậy không được một đường làm đến vũ trụ biên hoang A. Phi tới chỗ nào trước tạm bất luận, hắn ba tuyệt đối là khó huynh khó muội Thoải mái, không an phận lão ra hỏa, trong lòng đều tại khen hay. Lại cho ngươi nha khi dễ người, xem, bị làm A. Phốc, bị làm không chỉ cái kia ba đại thần, còn có cục trong thần khư chi tử. Đều là mở thần cấp treo giả, hắn treo, có vẻ như không có triệu bân cường, đập vào đập vào, liền tan tác rồi, chờ đợi thế nhân nhìn lại lúc, hắn đã toàn thân huyết xối, vốn là lộng lẫy trói mắt thần quang, nhiễm nhiên đã tối đạm đến mức tận cùng. Trái lại triệu bân, bước cách cái kia trói mắt nơi nào. Không huyền niệm rồi, không thiếu tiền bối đều xuống bình luận. Luận kỳ nghệ, hai người tương xứng. Luận chiến lực, vẫn là tính lực lượng ngang nhau. Nhưng, luận đạo cảm ngộ, thần khư chi tử kém có thể cũng không phải là nhỏ tí tẹo rồi, kiếp này bị nghiền ép, kiếp trước đồng dạng bị nghiền ép, đứng cũng không vững đấy oanh, vẫn là lôi đình hiện ra, bàn cờ sụp đổ rồi vết nứt. Vết nứt ở bên trong, có một con cờ ngã xuống, hóa thành thần khư chi tử. Hắn thất bại, bại bởi triệu bân, huyết xối khí lực đã không gặp nhân hình. Tại đây, hắn vẫn suy nghĩ làm trở về, không hạn lượng huyết tế bản mệnh thọ nguyên. Kết thúc, quân cờ triệu bân cũng trở về quy chân thân, một trưởng trên trời che đậy rơi xuống. Cái kia trưởng uy to lớn, nặng như núi cao, ép tới vân đài băng liệt. Giặc giặc, thần khư chi tử thân thể nổ nát vụn, bị một trường ấn tại đó. Triệu bân lưu rồi vài phần lực, cũng không muốn ra hỏa này tính mạng. Xét thấy cấm khu phong cách hành sự, cách ba năm lần liền cho hắn thêm cái lấp, ví dụ như cầm hắn thân hữu làm áp chế, lưu mấy cái con tin trong tay, vẫn rất có thiết yếu đấy. a à, thần khư chi tử gào rú, là phát ra từ linh hồn gào thét. Nhiên, gào thét vang rồi không có sâu dùng, triệu bân đã đem hắn khóa rồi thần tử, thần khư tứ đế cấp bách, liền muốn sát lên đài. Bọn họ là đầu cứng rắn, đâm vào kết giới trên, đương đương vang, chẳng những không thể cứu thần tử, vẫn đụng đầu rơi máu chảy. Tốt lúng tung a, à. thế nhân nhiều ho khan, cười trộm giả cũng vừa nắm một bó to. Thần khư quá xui xẻo, chuộc người không thành, lại góp đi vào một cái. Cái này, án khắc tính. Triệu bân tặc tự giác, thu vũ ma, cũng thu phách thể cốt khu cương chảo đến con tin sao, từ cũng buộc được rắn chắc, cùng nhau đưa vào vĩnh hằng giới. Không ai trở lại hắn mà nói, bởi vì thần khư tứ đế, cũng còn đặt cái kia bóp đầu đâu trước kia đụng tường đụng quá ác, toàn bộ người đều mơ mơ màng màng đấy. Không vội, chậm rãi gom góp. Triệu bân khoát tay áo, xoay người nhảy xuống rồi đài chiến đấu. Trước khi đi, hắn vẫn liếc qua hư vô, có thể xuyên thấu qua càn khôn, trông thấy tàng vào trong đó lữ sưởng, thần khư chi tử bắt sở lam, chính là cái kia hàng kiệt tác. Thu này, hắn nhớ kỹ đâu. Trở về tiên giới lúc trước, không đem cái đồ kia làm chết không bỏ. Hắn đi rồi, phía sau là một phiến thổn thức sách lưỡi, không hổ là vĩnh hằng nhất mạch nhân tài, chính là lớn khẩu vị, vũ ma liền đủ đắt tiền rồi, còn có cái án khác đến đấy. Chỉ là nói trở lại, thần khư chi tử giá trị cái kia giá cả. Không sao, cấm khu sao, ra đại nghiệp đại, là có tiền. Đáng chết, chúng thần lại tụ tập nhi chửi mẹ, lại không có làm chết triệu bân. Sau ngày hôm nay, còn nghĩ giết cái kia hàng, sợ là không có như vậy dễ dàng. Lại nói cái kia cốt khu lực lượng, mặc dù lúc linh lúc mất linh, nhưng trung quy vẫn còn. Lại nói cái kia kiếp trước chi lực, nếu là có thể tự do khống chế, so cốt khu càng dọa người. Các tiền bối, nổi giận thương thân. Lữ sưởng như u linh, không biết từ chỗ nào xông ra. Chúng trí tôn xem ánh mắt của hắn, một cái so một cái tà. Này hàng, cũng không phải là cái gì chơi thật khá ý, chiến lực không ra gì, thôi diễn cực khủng bố, mà so thôi diễn càng sở trường đấy, là lừa người. Năm đó, chính là của hắn tính toán, dẫn xuất một trận tiên giới đại chiến. Trận chiến ấy, hắn gài bẫy rồi đế tiên, cũng gài bẫy rồi nguyệt thần, nếu không phải cái kia hai cái thần nghịch tiên sát trở lại thế gian, người này chiến tích, tuyệt đối xưa nay chưa từng có, hậu vô lai giả. Muốn cho hắn xuất thành, không khó. Lữ Sưởng sâu kín cười một tiếng. Lời này, nghe chúng trí tồn ánh mắt dạng dỡ, đạo tới nghe một chút. Dễ nói. Lữ Sưởng cười khép lại quạt xếp, lấy thần thức truyền ra lời nói. Nghe thấy chi, chúng thần không chỉ lên tinh thần, đều biến dị thường kích động. chương 1994, chạy lên đường đi. Cho hay mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Cái này, là thần thành đường cái làm cho lưu hành một câu phần lớn là xem qua náo nhiệt thế nhân, tại vẫn chưa thỏa mãn trong líu díu, thuận tiện, còn đem những này qua vở kịch lớn, từ đầu tới đuôi lại sách mấy lần nhi, gần như mỗi cái hành động vĩ đại, đều có triệu bân danh, có vẻ như từ hắn đến thần giới, liền chưa có sống yên ổn qua, bây giờ ngày, liền cho cấm khu chỉnh rất thất vọng. Siêu, triệu bân thân như tật phong, ghé qua tại rộn ràng bài trừ trong đám người. Trong bóng tối đi theo hắn người, bị bỏ rơi nhất cấp lại một cấp. Người nha, vội vàng đi đầu thai sao. Bị vứt bỏ đấy, không chỉ là cừu ra, còn có người trong nhà, như tự tại tàn niệm, cũng như khô lâu người, trước kia tại dưới đài xem cuộc vui đấy, cũng có hai người bọn họ. Cho hay kết thúc, tất nhiên ai về nhà nấy, ai tìm ai mụ. Lung túng chính là, triệu bân tốc độ quá nhanh, hai người sửng sốt không có đuổi theo. Nhanh, tự tại tàn niệm thi triển bí pháp, tấn như thiểm điện. Người cũng chạy đi đầu thai, khô lâu người cũng mở đủ mã lực hắn sợ là trạng thái không tốt, tự tại thiên tà niệm lời nói ung dung. Nghe thấy chi? Khô lâu người không khỏi hai mắt híp lại, tựa như cũng nhìn ra rồi một chút manh mối. Tự đại chiến kết thúc, tiểu tử kia liền lo lắng không yên, mà lại càng nhiều thời điểm, đều là tại mạnh mẽ đâm tới, cực kỳ giống ăn trộm, hoảng hốt chạy bừa mở trốn bộ dáng. Sự thật, cũng đúng như tự tại tàn niệm sở liệu, triệu bân trạng thái không tốt. Hắn đẩy ra viện môn lúc, không phải đi tới, là một đầu ngã đi vào. Triệu Bân, Lạc Hà thấy thế bể bộn sở tiến lên. Đừng tới gần ta, Triệu Bân nhất tiếng gầm nhẹ. Đừng tới gần hắn, sau đến tự tại tàn niệm, cũng là lời nói này. Dứt lời, liền thấy Triệu Bân biến mất không thấy gì nữa, vào vĩnh hằng giới. Xong việc nhi, liền có mấy người bị ném đi ra, có vũ ma, có thần khư chi tử, có quy thiên lão quân, có la giả tôn giả, cũng có vọng sơn Phật chủ. Tới một đạo bị ném ra đấy, còn có phách thể cốt khu, với hắn một đường càn quét tài vật, cái gì cái bí khí pháp bảo, cái gì cái thần thạch bí quyển, tại trong đình viện, trồng chất ra một ngọn núi. Đây là dọn bãi tử sao khô lâu người lông mi hơi nhíu. Đúng, chính là dọn bãi tử, nếu không phải thương quá nặng, triệu bân như thế nào cử động như vậy, thả người cầm ra tới, là sợ đả thương con tin, phóng tài vật ra tới, là sợ hủy tài vật. Lúc này không ra, còn đợi khi nào. Tự tại tàn niệm mạch một câu, xem chính là lạc hà. Đương nhiên, lời này không phải đối với Lạc Hà nói, mà là đối với sơ giao, triệu bân trạng thái cực không xong, cần có người trợ lực. Không cần nàng ngôn ngữ, sơ giao cũng đã thức tỉnh. Nàng thần thông không tầm thường, không nhìn bình chướng, vào triệu bân vĩnh hàng giới. Tùy theo đi vào, còn có khô lâu người cùng tự tại tàn niệm. Ba người lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, chính là huyết sắc một màn, khoanh chân mà ngồi triệu bân, thân thể tại băng liệt, da thịt tại chóc da, còn có tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch thậm chí thể nội chảy tràn mỗi một vòi máu tươi cũng như bông hoa tàn lụi như vậy cực tận khô bại nhất dọa người đấy là nguyên thần chân thân không biết đã trúng loại lực lượng nào ăn mòn lại tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng khúc băng diệt thiên nhân ngũ suy khô lâu người lại cau mày là kiếp trước cắn trả tự tại tàn niệm thản nhiên nói như vậy cách nói sơ giao cùng khô lâu người trong nháy mắt hiểu ra xem triệu bân khí lực trong trong ngoài ngoài, đều thông thả lấy một cỗ kỳ dị lực lược, che luân hồi sắc thái, cuốn theo cấm kỵ chỉ ý, một lần lại một lần cắn trả triệu bân. Động kiếp trước chi lực, đại giới như vậy vô cùng thê thảm sơ giao không khỏi run sợ. Cái kia muốn xem kiếp trước của hắn là ai tự tại tàn niệm hít sâu một hơi. Người biết khô lâu người vô thức hỏi một câu. Tự tại tàn niệm nhẹ lay động đầu, không biết. Tuyệt đối là đính thiên cấp đại thần, khô lâu người sờ lên cái cằm. Điểm ấy, bằng thần khư chi tử là được nhìn ra, cái đồ kia kiếp trước chính là thất tuyệt ma quân, không phải bình thường đáng sợ, hoang thần phía dưới, năng lực áp thất tuyệt ma quân giả, trên lịch sử cũng không mấy cái. Luyện, sơ giao cổ thần đã xuất tay, tế ra nguyên thần chi hỏa, lung muộn triệu bân, muốn bang cái kia trừ bỏ diệt sát ý cùng cấm kỵ. Đừng nói, vẫn là bị nàng đè lại. Nhưng, nàng cũng chỉ đè lại phút chốc. Phút chốc phía sau triệu bân thân thể quang mang lóe sáng, thể nội còn sót lại sát ý, vọng động kiếp trước cấm kỵ chi lực, với tựa như như ngầm phát hiện luân hồi chi lực, đều tập thể phản công, trong khoảnh khắc, liền đem nhục thể của hắn, hủy đi thất linh bát lạc. Vọng động kiếp trước, tìm đường chết ra, khô lâu người nói, sợ là không phải hắn mong muốn, tự tại tàn niệm một câu thâm trầm. Ý của ngươi là, cái kia kiếp trước là bị thất tuyệt ma quân bước đi ra. Hắn cùng với thần khư chi tử, đều luân hồi chuyển thế giả, tự có kỳ diệu liên hệ, một người động kiếp trước, Tại dưới tuyệt cảnh, đại khái dẫn có thể bước ra cái kia. Cái này, coi chừng, Sơ Dao khé quát, đem Khô Lâu người cùng tự tại tàn niệm đẩy đi ra. Mà nàng, tắc tế ra rồi hộ thể thần quang, vẫn triệu hoán bản mệnh thần khí, chỉ vì có một cỗ lực lượng đáng sợ, đang từ Triệu Bân thể nội, xuôi theo của nàng nguyên thần hỏa, hướng nàng chém tới. Bang, âm vang âm thanh tùy theo vang vọng, có ánh lửa nổ tung. Sau đó, chính là Sơ Dao ngâm nga dù là của nàng nội tình, đều bị bổ đạp đạp lui về phía sau, hộ thể thần quang bị phá, treo cách đỉnh đầu thần khí, cũng bị chấn hoành lộn ra ngoài. Chờ đợi định thân, vẫn thấy cái kia đầu vai, nhiều hơn một vòng vết kiếm, miệng vết thương rất quỷ dị, ô hắc ánh sáng âm u, quanh quẩn không tiêu tan, chẳng những không cách nào khép lại, vẫn còn cực tấn hóa diệt nàng chi tinh khí. Thật mạnh, nàng là kinh hãi đấy, vẻn vẹn uy lực còn lại đều như vậy bá đạo, có thể nghĩ, triệu bân lần là bực nào kiếp nạn, liền vạn pháp trường sinh quyết đều chịu không được, đây là chạy lên đường đi đó a à. Có thể có biện pháp, khô lâu người tiểu âm thanh hỏi. Ta chỉ là một đạo tàn niệm, thật cho là ta không gì làm không được tự tại tà niệm phiêu ở giữa không trung. Tĩnh thủ thần thai, sơ giao lại một lần tiến lên, nguyên thần chi hỏa quang mang vạn đạo. Làm sao, triệu bân cắn trả quá kinh khủng, áp đều ép không được. Đạo Hữu đứng vững. Đi người bà ngoại đấy. Vẫn là nói đến đây, tựa như ma chú, tập kích đầy triệu bân tâm thần. Hắn thủ vững cuối cùng một phần thanh tỉnh, cũng là hắn vô tận nghi hoặc. Hắn lại có kiếp trước, hẳn là một cái chuyển thế giả, phải hắn vọng động kiếp trước, là trước luân hồi, tự thân chạy đến đấy, mang theo bất hủ lực lượng, cũng mang theo bất hủ cảm ngộ, đem đánh cờ lúc hắn, đẩy hướng rồi đỉnh phong đỉnh phong, mà đỉnh phong phía sau, chính là một tòa sâu không thấy đáy u huyên. Như lúc này, hắn dường như trông thấy tử thần, chính hướng hắn vẫy tay, chuông tang cùng táng ca khúc thay thế vang vọng không ổn a à, khô lâu người cấp bách luồn lên nhảy xuống đâu chỉ không ổn a à, triệu bân một cái chân đã nhập quỷ môn quan dù sơ giao kiệt lực thi pháp cũng ngăn không được cái kia diệt phong chân thân phốc nguyên thần huyết quang là ánh vàng rực rỡ đấy triệu bân diệt phong chân thân chỉ còn một đạo nguyên thần hỏa tại đây đủ loại lực lượng cắn trả vẫn còn cực tấn tàn hại một bộ không đem hắn làm chết liền không bỏ tư thế. Tĩnh thủ thần thai, sơ giao cổ thần vẫn còn kêu gọi, lấy nói tế ra nguyên thần hỏa. Như đây cũng là một trận kiếp, triệu bân liền cần có một phần thanh tinh. Nếu không thì, chắc chắn vạn kiếp bất phục. chương 1995, nghịch thiên lật bàn. Đi vào nhìn một cái, cũng phải có thể đi mới được. Đinh viện nhỏ, chỉ là cùng tiểu thiếu niên như kiến bò trên chảo nóng, một trái một phải, qua lại xoay quanh, đạo hạnh không tốt, chính là chỗ này giống như lúng túng, chưa nói tiến vĩnh hàng giới, liền vĩnh hàng giới ở đâu đều tìm không ra. ta không tin, thần khư chi tử là tỉnh dậy đấy, như người điên, chu lớn kêu to. hắn là cấm khu thần tử a, kiếp trước chính là thất tuyệt ma quân, sáng suốt vạn cổ, tới rồi, lại mẹ nó đưa mạng rồi một cái thiếu thần thủ ở bên trong, vô cùng nhục nhã. đừng gào thét rồi, chỉ là cùng tiểu thiếu niên vốn là tâm phiền ý khô, nghe cái này gào rú, tâm tình càng là khó chịu. Kết quả là, thần khư chi tử liền bị gõ muộn côn. Cái này, toàn bộ thế giới đều an tĩnh rồi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hai người nơi nào có không tìm chút chuyện làm. Mà thần khư chi tử, chính là cái kia cái sự tình. Cấm khu đến sao, đều là thổ hào. Bọn họ phí hết sức của chín châu hai hổ, mới cậy mở rồi thần khư chi tử tiểu thế giới, đem nội bảo vật đều lột rồi cái tinh quang. Như sơ giao cổ thần cùng tinh nguyệt cổ thần đều tại, thấy vậy một màn nhất định vui mừng, cùng người nào đó tại một khối sống lâu rồi, quả nhiên sẽ nhiễm lên một chút tật xấu, giống như không xứng trước tạm bất luận, ít nhất đều có làm cường đạo tiềm chất. Thần khư chi tử nghỉ ngơi rồi, ngủ đều ngủ không yên ổn. Vũ ma là quần chúng, từ lâu gặp không lạ, rơi vào triệu bân cái này một nhà trong tay, ngoại trừ cái này thân siêm y, phần còn lại cũng có thể an bài cho người rõ ràng. Giải ta phong ấn, ta cứu hắn. Vũ ma mạch một câu, trói tốt chỉ la cầm lấy một quả thần châu nhìn lại xem trói an toàn tiểu thiếu niên bổ rồi nửa câu sau cũng ở đây một đống bảo vật ở bên trong chọn chọn lựa lựa có thể bị thần khư chi tử cất chứa có thể sử dụng bình thường mặt hàng đến mức vũ ma đó là vạn vạn phóng không được đấy so sánh với cứu triệu bân này nương môn nhi chỉnh đốn hai người bọn họ khả năng lớn hơn sợ là một trận tử kiếp vũ ma lẩm bẩm lời nói ánh mắt cũng biến sáng tối bất định nàng cũng hiểu thôi diễn đấy không chỉ hiểu thôi diễn còn sẽ xem tướng như triệu bân từ xuống đài chiến đấu liền dẫn một bộ người chết tương nên là kiếp trước cắn trả quá mạnh mẽ quá bá đạo lấy hắn thiếu thần cảnh giới căn bản là gánh không được lời phân hai đầu vĩnh hàng giới triệu bân vẫn còn nguyên thần hỏa ảm đạm không chịu nổi cắn trả vẫn là tại như mãnh liệt sóng biển muốn đem hắn thôn diệt ngươi là thực kháng đánh a lôi thần tàn niệm giúp không được gì không chút nào ảnh hưởng hắn thổn thức sách lưỡi như vậy đáng sợ cắn trả đều triệu bân sát chỉ còn một đạo nguyên thần nổi tiếng rồi có thể cũng không cách nào đem hủy diệt nhìn cái kia đóa ánh vàng rực rỡ ngọn lửa dường như bất tử bất diệt dị thường kiên đính a à, bên cạnh thân tự tại thiên lại một lời nói ngâm nga lại vì cái gì nói lại nàng là cái không an phận đích nhân vật triệu bân đều cái này hùng dạng nhi rồi nàng vẫn không quên thôi diễn có phần nghĩ nhìn một cái tiểu tử này kiếp trước, là nơi nào tôn đại thần. Nhiên, thôi diễn rồi một phen, Triệu Bân không có lên đường, nàng suýt nữa táng diệt. Sạc sạc, thanh thúy thanh âm theo gió vang lên. Khô lâu người vô thức ngửa con mắt, chính gặp thiên không nổ tung một đạo vết nứt. Tùy theo, chính là đệ nhị đạo, đệ tam đạo, đạo thứ tư. Trưa nay, chính là sông núi thảo mộc, cũng ở đây thành từng mảnh tan vỡ. Cái này, cũng không phải là điểm tốt nếu không phải triệu bân chính từng bước một hướng đi tử vong vĩnh hằng giới như thế nào như vậy cảnh tượng nói trắng ra triệu bân mà chết cái kia tùy thân không gian tất trôn cùng dừng lại cho ta dừng lại sơ giao thì thầm cũng là lạc hà hí ngâm nàng gần như đã tiêu hao hết thần lực cũng không thể đem triệu bân kéo trở về cái kia nguyên thần hỏa đang tại cực tận ảm đạm ở bên trong từng khúc tiêu vong không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ chết bởi vì cái gọi là tức nước vỡ bờ triệu bân nguyên thần hỏa sắp trôn vùi trong nháy mắt thời gian tựa như dừng lại sau đó chính là một đạo trói mắt kim quang từ cái kia nguyên thần hỏa bay thẳng cửu thiên ngoà tào khô lâu người phát nổ nói tục trạng thái không tốt tự tại tàn niệm cũng nghĩ đến một câu người nào đó khủng khiếp rồi lại mẹ nó hóa mục nát làm thần kỳ ngắn ngủn phút chốc nguyên thần của hắn hỏa vừa trọng đốt mà lại vẫn đốt ra một cái hà một cái tên là hư vọng hà, mặc dù là hư ảo, cũng không ngại nó ba đào vạn trược, đó là trước sau như một cổ xưa cùng thần bí, cất giấu quá nhiều không biết. Mà triệu bân, liền treo ở trong sông, như cực kỳ nhỏ bé, nhỏ bé không gặp được. Vẫn là cái đồ vật này dễ dùng. Khô lâu người nhẹ nhàng đến, là mắt thấy hư vọng hà, đem triệu bân trong cơ thể cắn trả, một chút đập chết đấy, liền đối kiếp trước chi lực, cấm kỵ chi lực, với thỉnh thoảng chạy đến quấy rối luân hồi chi lực, cũng đều cùng nhau đưa đi hắn bắt đầu tin tưởng, thật chính ngư vọng hà, sợ là thực dìm chết qua thiên nói. Nếu không phải bao trùm hết thảy quy tắc, như thế nào lại có như vậy vô tận sức mạnh to lớn? Luân hồi, triệu bân nguyên thần hỏa chập trờn, có thì thào tự nói âm thanh. Sống hay chết đại kiếp, đó là tuyệt cảnh hạ xuống niết bàn. Kiếp trong tạo hóa, chính là hắn đại triệt đại ngộ, là đối với cái kia luân hồi chi đạo, kiếp trước có bao nhiêu cảm ngộ hắn không biết. Hắn chỉ biết, đường này đã toàn bộ triển khai hô, mắt thấy triệu bân nguyên thần hỏa châm lại, sơ giao cổ thần thở dài một hơi. Nàng là thực không chống nổi, một luồng gió nhẹ, đều suýt nữa đem nàng thổi ngã. Tự tại tàn niệm tiến lên, đem nâng ở, cũng phải thiệt thòi sơ giao tận hết sức lực, giúp triệu bân đè lại một chút cấm kỵ cắn trả, chỉ trệ hủy diệt tốc độ, này mới khiến tiểu tử kia đã có thở dốc cơ hội, đến lúc này nghịch thiên lật bàn. Đổi cho ngươi, sơ giao mỏi mệt không chịu nổi, lại đọa nhập ngủ say lạc hà tắc chậm rãi tỉnh lại gương mặt trắng bệch không có chút máu triệu bân lại đang quỷ môn quan đi một lượt nàng cực sợ sinh ly tử biệt người có biết tự thân vận mệnh tự tại tà niệm ung dung nói tự biết lạc hà gượng cười mỹ mâu có chút mông lung ai tự tại tàn niệm không có lại nói chỉ thở dài một tiếng yên lặng thối lui khô lâu người nghe có chút không hiểu chập choạng trượt đuổi theo cái gì vận mệnh nàng cung hai tử chỉ một người có thể sống tự tại tản niệm nói rằng. Không thể a à, khô lâu người một mặt không hiểu, vừa nhanh đi vài bước đuổi theo tự tại tản niệm, chờ đợi sơ giao vẫn lạc hà tự do thân, tất cả đều vui vẻ a à. Sơ giao đến nay cũng không vẫn nàng tự do, người sẽ không điểm giác ngộ. Không hiểu, vẫn hóa thân tự do, là cần bổn tôn từ chảm một đau đấy, mà sơ giao một đau kia, là cần thấy huyết đấy, hoặc là chảm lạc hà, hoặc là chảm hai tử. Người thiếu lắc lư ta, khô lâu người một mặt không tin, Sơ giao đường đường đế thần, hơn nữa không phải bình thường đế thần, sẽ nhiễu chỉ là một đao kia. Nàng vượt qua hay không, đều bỏ không được Triệu Bân từng làm thiên sát cô tinh sự thật. Tự tại tàn niệm ước lượng rồi tay, ngồi ở giữa không chung mệnh cách, hóa thân, hài tử, cấm kỵ, chuyển thế giả, phàm có thể bắt kịp đấy, bọn họ là đồng dạng không thiếu, cái này chính là quy tắc, không phải nàng đế thần có thể nghịch chuyển đấy. Còn có cái này quy củ khô lâu người nghe kiến thức nửa vời một hồi lâu, mới thấy hắn thăm dò tính nhìn về phía tự tại tàn niệm. Không trả cái kia tự do, liền duy trì bực này trạng thái. Hai tử cắn trả lạc hà, lạc hà cắn trả sơ dao, sơ dao cắn trả hài tử, chết tuần hoàn. Phòng ấn thế nào khô lâu người lại hỏi. Ba cái sinh linh cùng chỗ nhất thể, phòng ấn hữu dụng tự tại tàn niệm mắt liếc. bổn tôn hiến tế, thành toàn hóa thân. Cái này hành. chương 1996, lấy đạo mở mắt. Vô nghĩa nơi nào? Tàn phá không chịu nổi vĩnh hằng giới, khô lâu người như cô hồn dã quỷ, bay tới trôi đi. Là vì vô nghĩa, là chỉ lạc hà chi mệnh vận. Một cái chữ sống, chính là một cái mạng. Hoặc là con của nàng, hoặc là nàng bổn tôn. Thượng thương cũng quả thật chọc ghẹo thế gian, thật tốt người một nhà nơi nào. Nhất định chỉnh như vậy vô tình. Xa xa, lạc hà một tay bụng lấy dưới bụng, yên lặng đứng ở hư vọng ngoài thiên hà, lặng lặng nhìn xem triệu bân nguyên thần hỏa, mông lung mỹ mâu tràn đầy thê tử nhu tình nàng không sợ chết sợ chính là bỏ qua cái này luân hồi chính là vĩnh hằng xa nhau nàng suy nghĩ triệu bân từ không biết chỉ nguyên thần hỏa chập chờn càng đốt càng vượng hư vọng chi hà bởi vì hắn mà động cuồn cuộn sóng lớn rất nhiều luân hồi sắc thái không người có thể dựa vào gần ít nhất khô lâu người cùng tự tại tàn niệm chỉ có nhìn ngồi mà xem cái kia hà quá tà dị giống như một tôn thủ hộ thần thú gắt gao che chở triệu bân, cả gan có người đi trước gom góp, tất chọc nó bão nổi. Giống, cái nào đó trong nháy mắt, kháng hồn rồng ngâm, mạch vang lên. Đó là triệu bân đạo âm, cũng hắn tâm cảnh chi khắc họa. Sau đó, chính là cổ xưa dị tượng, một bộ tiếp một bộ diễn hóa. Xem vĩnh hằng giới thiên địa, vô luận không gian vết nứt, vẫn là sông núi thảo mộc, đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cực tấn khép lại, lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Một ngày này... Triệu bân tố ra nguyên thần, thật thân nóng bỏng như kiêu dương. Hắn chưa tỉnh, như một pho tượng, vững vàng ngồi ở trong sông. Hắn có lột xác, cái kia tà dị hà, cũng nhiều một loại huyền ảo khí uẩn, khác thường thải dâng lên, có pháp tắc chi quang sen lẫn bay múa, cảnh tượng ngàn vạn. Lại mạnh, khô lâu người một tiếng nói thầm. Đều là hồn phách trạng thái tự tại tàn niệm, cũng tràn đầy cảm xúc. Từ triệu bân nghịch thiên lật bàn, hắn chi khí thế, liền càng phách liệt. Đến lúc này khác, hư vọng đã tự thành thiên địa, tựa như thành hắn một người cấm khu, bao quát nàng ở bên trong, tại chỗ không một người có thể đặt chân, chỉ có thể rất xa thưởng thức. Ngày thứ ba, Triệu Bân từng có mấy trong nháy mắt mở con mắt, hai mắt cũng là cái hỗn hỗn độn đột. Thấy chi, khô lâu người lông mi trao lên, không khỏi nhìn về phía tự tại tàn niệm. Hỗn độn nhãn tự tại tàn niệm cũng kinh ngạc. Hắn không phải hỗn độn huyết thống, ở đâu ra hỗn độn nhãn. Khô lâu người ước lượng tay đạo, hỗn độn nhãn không phải hỗn độn huyết thống chuyên trúc thế nào cái ý tứ cái khác huyết mạch cũng có thể mở hắn chi hỗn độn nhãn cùng huyết thống không quan hệ tự tại tàn niệm đạm đạo người có thể hay không không thừa nước đục thả câu khô lâu người chính nhi bát kinh mắt liếc chiến chi đạo lô dưỡng bách kinh cùng hỗn độn đạo hữu cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu lấy đạo mở mắt cho là như thế tự tại tàn niệm lời nói ung um dung chưa phát hiện đối với triệu bân vài phần kính trọng một phần. Liên nàng đều kinh ngạc, càng chớ nói khô lâu người, họ triệu trên người quá nhiều kỳ tích. Ngày thứ sáu, triệu bân chìm vào rồi hư vọng hà, đủ bán nguyệt không thấy hắn ngoi đầu lên. Ngược lại hắn dị tưởng, thành ngôi sao đầy trời, chiếu dọi vĩnh hàng giới. đợi A, à, tự tại tàn niệm cùng khô lâu người tìm chỗ ngồi xuống. Chỉ lạc hà, vẫn canh dư ở cái kia phiến thiên địa, nửa bước không rời so sánh với vĩnh hằng giới yên tĩnh, mình mông tinh không cũng là nhiều kêu rên. Chăm chú đi nhìn, mới biết là một trận huyết kiếp, có như vậy một khỏa sinh linh cổ tinh, gặp không may vô tình sát lục, thì cốt trồng chất thành sơn, máu tươi lẫn chảy thành sông. Hung thủ, là một cái che hắc bảo đại ma đầu. Như như vậy ma đầu, thần giới vẫn có rất nhiều, hoặc cầm theo sát kiếm, hoặc mang theo huyết đao, đem từng khỏa sinh linh cổ tinh, sinh sinh giết được rồi nhân gian địa ngục. Có thể đủ rồi càng nhiều càng tốt. Thương miểu chi đỉnh, lữ sưởng tay cầm quạt xếp, cười nghiền ngẫm hí ngược. Vong linh nhất mạch sao, liền hỉ thấy oan hồn, càng nhiều, liền càng hưng phấn. Mà trận này huyết sắc tàn sát, hắn chính là đạo diễn giả, chuyên vì triệu bân mà sát. Vĩnh hàng giới quang mang, là lộng lẫy chiếu sáng đấy. Ánh sáng ngọn nguồn, chính là hư vọng đáy sông triệu bân. Hắn đã tố ra nhục thân, chỉ bất quá, tâm thần vẫn còn chìm đắm vào trong lại là một trận đại niết bàn, để cho hắn khí lực, cường hãn đến mức tận cùng. Không được hoàn mỹ chính là, đạo thương vẫn như cố tại, cách ba năm lần gây sự tình. Ba ngày, lại lặng yên mà qua. Triệu bân cuối cùng nổi lên mặt nước. Hắn biến có chút quỷ dị, như không còn thế gian, khí lực phút chốc hư ảo, lại một trong nháy mắt ngưng thực, còn có hắn hai con ngươi, cũng như ảo thuật, khi thì bình thường, khi thì hỗn độn, nhưng vô luận như thế nào biến, đều có vô tận đạo ẩn diễn hóa đã thành khô lâu người xem ánh mắt rạng rỡ Là vấn đề thời gian, tự tại tàn niệm lời nói ung dung. Nguyệt thần nơi nào tìm như thế cái bảo bối cục. Khô lâu người ước lượng rồi ước lượng tay, cũng sinh ra thu đồ đệ nhi xúc động. Thiên phú không trọng yếu, huyết mạch cũng không trọng yếu, chỉ cần họ chịu là tốt rồi. Ân, khoanh chân đả tọa tự tại tàn niệm, mạch mở con mắt. Nàng như quỷ mị, xoay người ra vĩnh hàng giới, chờ đợi khô lâu người đuổi theo ra, chính thấy nàng đứng ở mái hiên cũng không biết là bãi đặc tả vẫn là xem những ngôi sao nhìn cái gì đâu khô lâu người cũng nhẹ nhàng đến đại càn khôn tại thay đổi tự tại tà niệm khẽ nói thần thành ân đây cũng không phải là dấu hiệu tốt lôi thần tà niệm hít sâu một hơi đại càn khôn thay đổi tự tại tà niệm có thể nhìn ra có chút cái không biết xấu hổ ra mà lại tầm mắt cao thâm hạng người từ cũng có thể nhìn ra nguyên nhân chính là như thế hắn mới có hơi có lẽ lo lắng. Thần thành liên lụy đại càn khôn, những cái kia đại thần, liền không dám ở này làm loạn, trốn ở thành trong, sẽ rất an toàn. Nhưng, như đại càn khôn thay đổi, khiến này thành đánh mất như vậy đặc quyền, chính là cái kia chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa lạc, cừu ra sẽ không còn có cố kỵ, dù là chế tài giả vẫn còn, trung quy, thần giới chúa tể không được tham dự thế gian, trừ phi có người nhiễu đại càn khôn. Cho nên nói, sớm định cư lại mới là vương đạo bất bị người ngăn ở thành trong trở lại tiên giới khô lâu người thăm dò tính hỏi một câu là một cái nơi để đi tự tại tàn niệm đi xuống rồi mái hiên còn có thể phủ tìm được thiên tri ngân có lẽ tự tại tàn niệm một bước bước ra lại sáp nhập vào càn khôn trong khô lâu người tắc lại vào vĩnh hàng giới đi vào trước vẫn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thần khư chi tử cái đồ kia là bị gõ bao nhiêu muộn côn ngủ đều ngủ nhe răng trợn mắt. Mở. Khô lâu người mới mới tiến vào, liền nghe triệu bân một tiếng khẽ quát. Lấy đạo mở mắt, hắn thật sự làm ra hỗn độn, chính là hình ảnh không phải hài hòa, duy trì hỗn độn nhãn đồng thời, khóe mắt máu tươi giàn ruộng, thêm với có đạo thương, khóe miệng lẫn tràn đầy máu tươi, cũng là lau đều lau không hết. Không sao. Mặc dù có thương tích trong người, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn bước cách nở rộ. Khô lâu người cảm nhận rõ ràng, người nào đó tiềm ẩn uy áp là đánh thẳng linh hồn đấy. Nóng lòng cầu thành rồi. Triệu bân rụi rụi mắt con mắt, hai mắt từ hỗn độn khôi phục bình thường. Như đây cũng là một con đường mà nói, vậy hắn vẫn phải tiếp tục mở ra. So sánh với hỗn độn nhãn, hắn càng hiếu kỳ kiếp trước. Hiếu kỳ ngoài, hắn cũng không khỏi một tiên nghĩ mà sợ. Trước quỷ môn quan cái này một lần, đi quá hung hiểm. Tú Nhi, ngươi là như thế nào làm được cân bằng cửu thế luân hồi đấy? Triệu Bân thì thào tự nói, vẻn vẹn một cái kiếp trước, liền cho hắn chỉnh chết đi sống lại, khó có thể tưởng tượng, từng làm được cửu thế hợp nhất nguyệt thần, có nhiều nghịch tiên. chương 1997, chuẩn bị chạy trốn A. Bế quan nhiều ngày, Triệu Bân cuối cùng xuất quan. Xong việc Nhi, khô lâu người liền bị ném đi ra tới. Cũng đúng, người vợ chồng son ấm áp lãng mạn, không được thanh dọn bãi tử sao tùy thân không gian cũng có bếp lò mà triệu công tử tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cho thê nhi làm bữa tối lại là sinh tử một kiếp nàng dâu nên là sợ hãi nhưng có một ngày ta không có ở đây có thể sẽ nhớ ta lạc hà cười ôn nhu chớ nói ngốc lời triệu bân ôn nhu cười một tiếng lại là một cái ánh nến bữa tối phô ngoại người quấy dày yên tĩnh cũng tưởng hòa đêm lạc hà đọa nhập rồi ngủ say ngủ đều chăm chú kéo triệu bân cánh tay sớm đi ra tới, chứa để mẫu thân ăn quá nhiều khổ. Triệu bân lời này, là đối với hài tử nói, có phần có mấy phần từ phụ thân ôn hòa. Hắn cũng không nhàn rỗi, tế ra huyết mạch cùng bản nguyên, giúp thê nhi rèn luyện khí lực. Làm xong những thứ này, hắn mới gọi đến rồi phách thể cốt khu, tiện tay vẫn bày lư hương. Vĩnh hằng nhất mạch tiền bối, vang dội cổ kim cường giả. Có thể, lại táng tại bọn chuột nhất trong tay, quả thực biệt khuất. Hắn không dùng cốt khu, bởi vì có đạo thương trong người, không phải thời cơ tốt nhất. Nói đến đạo thương, hắn vẫn nội thị rồi nguyên thần, cắn trả đã không phải trước kia như vậy cường, chờ đợi trở về tiên giới, nhập hỗn thiên ma giới bế quan một phen, định có thể khép lại. Đừng chàng chàng thiếp thiếp rồi, ra tới tâm sự. Khô lâu người là cái gậy quấy phân heo, bên ngoài ngao ngao thẳng gọi. Chỉ là cùng tiểu thiếu niên nhìn không được rồi, một người cho hắn đến rồi một cái muộn côn, ai bảo ra hỏa này không có điểm nhãn lực độc đáo nhi đây ngủ một giấc rất có thiết yếu. Siêu, gió nhẹ nhẹ phẩy, triệu bân đi ra vĩnh hàng giới. Thấy hắn, vũ ma có phần kinh hãi, thương như vậy thảm, cái này cũng có thể nghịch thiên lật bàn, không chỉ khiêng ở kiếp trước hủy diệt cắn trả, còn lột ra biến niết bàn rồi một phen. Triệu bân như gió mà tới, đã rơi vào thần khư chi tử thân trước. Chính là chỗ này hàng, chuyển ra rồi kiếp trước, suýt nữa đem hắn đưa đi cũng là hắn chủ quan, cái gì cũng không có làm rõ ràng tìm người hẹn khung. Một trận đánh cờ, một trận tử kiếp, quả thực để cho hắn mở ra cái ghi nhớ. Như vậy nghĩ đến hắn động thắng thiên xem bói, cũng động đạo ra thiên cơ. Sợ là hắn đạo hạnh quá nhỏ bé, một phen thôi diễn, không có tìm được thần khư chi tử kiếp trước. Chỉ là, hắn cũng không phải là không thu hoạch, nhìn ra rồi một cái có ý tứ đổ vật. Đó là một đạo rất kỳ dị phù văn, nhuộm mịt mờ cổ xưa thần quang khế ước. Triệu công tử sờ lên cái cằm, khẳng định không nhìn lầm. Chẳng lẽ lại, thần khư chi tử cùng kiếp trước kết ra khế ước. Đến, chiến lợi phẩm của ngươi. Chỉ là cùng tiểu thiếu niên rất hiểu chuyện nhi, đưa tới một đống túi chữ vật. Những thứ này, đều là từ thần khư chi tử cái kia càn quét đến đấy, là thuộc về triệu bân đấy. Đương nhiên, thấy giả có phần nhi. Hai người bọn họ đều thuận tay cầm vài món. Rất tốt, triệu bân từ không khách khí cấm khu chi tử sao, so vũ ma vẫn thổ hào. Đánh cướp ra hỏa này một cái, đủ ăn rất nhiều năm. Này, tỉnh, Long Uyên có phần khéo hiểu lòng người, tiến lên chọc chọc thần khư chi tử. Sau đó, chính là nhất tiếng kêu đau đớn, người nào đó từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Như vũ ma, thần khư chi tử nhìn thấy triệu bân lúc, cũng đầy con mắt khiếp sợ. Khiếp sợ phía sau, chính là giữ tận cùng nghiến răng nghiến lợi rồi, nếu không phải người này, hắn như thế nào rơi vào như vậy hạ chàng, bị đánh cái bán thân bất toại, bảo vật còn bị lột rồi cái tinh quang, kiếp trước kiếp này, vẫn chưa bao giờ như vậy chật vật qua. Mượn kiếp trước chi lực bí pháp, có thể đưa ta quan sát quan sát. Triệu bân sách bầu rượu, thoải mái nhàn nhã uống, cũng là thoải mái nhàn nhã hỏi. Si tâm vọng tưởng, thần khư chi tử cười lành lạnh, trước mắt hung quang. Vậy thì ngủ tiếp hội, triệu bân một cái miệng rộng tử quang đi lên thần khư chi tử cũng là bi thôi đấy mới ra ác mộng lại ngủ thu hồi cảm giác huyết mạch không sai triệu bân tìm một cái vạc lớn bắt đầu cho người lấy máu vũ ma là quần chúng xem toàn thân đều lạnh lẽo bây giờ hậu bối a à, quá không nói võ đức bên này khô lâu người tỉnh ngủ không ngừng than thở tốt xấu là lôi thần tàn niệm được gõ muộn côn không lên hỏa mới là lạ có y tứ Triệu Bân vẫn đặt cái kia lấy máu đâu một bên để một bên dòm ngó. Này hàng huyết thống, so với hắn trong tưởng tượng càng bá đạo quỷ dị hơn. Nghiên cứu hắn làm chi, chuẩn bị chạy trốn A, à. khô lâu người qua được. Ngoài thành thiên la địa võng, chạy đi đâu, Triệu Bân buông ra thần khư chi tử. Dù sao vẫn sau so đại càn khôn rời đi, được chắn cái này cường. Khô lâu người nói, đại càn khôn, rời đi Triệu Bân nghe nói, vô thức xem thương nhiều, mắt to như thế nhất nhìn để cho hắn không khỏi nhăn xuống lông mày không ổn a à, đại càn khôn đang tại rút đi nơi đây không lại hoàn toàn như nàng có thể tìm được thiên tri ngân bọn ta liền lén lút chui trở lại tiên giới thiên tri ngân thần tiên lưỡng giới một đạo vết nứt siêu hai người chính nói lúc tự tại tàn niệm mạch hiển hóa trong nội viện nàng sắc mặt không phải đẹp mắt nên là được càn khôn đụng không nhẹ thế nào khô lâu người bề bộn sở tiến lên. Có chút xa, tự tại tàn niệm ung dung đạo. Nói qua, nàng vẫn bố trí nhóm tinh không đồ, điểm ra vị trí. Triệu bân nhìn, không khỏi hít sâu một hơi, đích xác rất xa. Cái này như nửa đường trên được cản lại, cái kia chính là một cái hoàng tuyền lộ rồi. Oanh! Cửu tiếng xét đánh hiện ra, truyền khắp phiêu miểu hư vô. Là càn khôn thay đổi làm ra, ngoại tướng kinh hồng vừa hiện. nha đừng nhây như rồi. Khô lâu người thúc giục nói. Đi. Triệu công tử vung tay lên, thu vũ ma, cũng thu thần khư chi tử. Còn có quy thiên lão quân, la giả tôn giả cùng vọng sơn Phật chủ, cũng cùng nhau mang đi, tự tại tàn niệm cùng khô lâu người, tắc cuốn theo chỉ la bọn họ vào vĩnh hằng giới. Ở chỗ này ẩn núp nhiều ngày, triệu bân cuối cùng bước lên về nhà đường về. Xét thấy ngoài thành quá nhiều thần, hắn toàn thân đều che cực kỳ chặt chẽ. Trưa nay, chính là rất nhiều che giấu, đem tự thân cơ hội lau cái sạch sẽ. Siêu, thừa dịp ánh trăng, hắn lén lút chạy tới rồi dưới tường thành, hướng ra ngoài nhìn xem. Ngoài thành tối như mực một phiến, có thể thấy rất nhiều quỷ ảnh nhi, thiểm lược trong đó. Tất nhiên chúng thần, hắn trông thấy phụng thiên thần quân, cũng nhìn thấy ám hải thiên tôn, còn có vô tướng lão thần, với thần khư tứ đế, cũng đều ở trong đó. Thực nể tình A, triệu bân lẩm bẩm nói, như một cái u linh ẩn vào rồi hắc ám hắn đi lặng yên không một tiếng động, ra khỏi thành, một đường nhắm hướng đông hành. Cho đến ngoài trăm dặm, hắn mới tế ra vực môn, bất kể đại giới thúc dục Vẫn là thần thạch dùng tốt, cái này một đống lớn đốt đi tới, tốc độ cái kia tiêu chuẩn nhất định đấy, không cần chốc lát, liền kéo dài qua rồi một phiến minh mông tinh vực, nhanh đến rồi cực hạn. Thuận lợi như vậy sao? Khô lâu người một tiếng nói thầm. Đúng a à, thuận lợi như vậy sao? Tự tại thiên tà niệm cũng rất muốn hỏi vẫn là nói, chúng thần ngủ mơ hồ. Lão Đại Long Uyên hô kêu một tiếng. Khô lâu người cùng tự tại tàn niệm cũng nghe tiếng xem ra. Chúng thần mê không mơ hồ, bọn họ không biết, nhưng vị này, sợ là không có thế nào tỉnh ngủ, chính không ngừng bóp huyệt thái dương, mà lại nhào nặn nhào nặn, vẫn lảo đảo một bước. Triệu bân tự tại tàn niệm đưa tay chọc chọc. Không sao, triệu bân khoát tay, cưỡng ép đứng vững vàng. Đã nói rồi đấy không sao, cũng là bị nhất tiếng kêu đau đớn phá ý cảnh kêu rên phía sau hắn hai đầu lông mày, vẫn hiển lộ ra vẻ thống khổ. Tùy theo mà đến, chính là một vòng ô quang, tại cái kia mi tâm, tựa như như ngầm hiện, tại khô lâu người cùng tự tại tàn niệm nhìn nhìn xem, hóa thành một đạo chú văn. Cái này, chúng thần nguyền rủa khô lâu người bỗng nhiên biến sắc. chương 1998, ức vạn sinh linh. Cái này, là nhất tòa khổng lồ tế đàn, từ thần chi huyết cốt phô xây. Mà lữ sưởng, lúc này liền đứng ở trên tế đàn, cầm trong tay vong linh đại kỳ. Hắn tại niệm tụng chú ngữ, huyên thuyên cả buổi, không ai nghe hiểu được. Ô ô, tế đàn ngoại, đó là vô số cỗ máu chảy đầm đìa thi thể, có phàm, có tiên, có thần, có yêu, hoặc ngổn ngang lộn xộn hoặc trồng chất như núi, sinh sinh phủ kín một phiến tinh vực, vô số oan hồn bị câu cần, tại kêu rên trong giấy ruộng tại giấy ruộng trong thuốc thiết. Táng thần đại trận, chính là táng thần đại trận. Làm mở trận này, chúng thần đủ giết ức vạn sinh linh. Hết thảy, chỉ vì trợ vong linh nhất mạch, nguyền rủa Triệu Bân. Đến đi, đến đi. Lữ Sưởng Triệu Hoán, băng lãnh mà cô quạnh. Thần sắc hắn nghiền ngẫm hí ngược, hung tàn đáng sợ. Năm đó, hắn có thể bằng này pháp, gài bẫy đế tiên. Hôm nay, hắn cũng có thể bằng này pháp, sát diệt Triệu Bân. Vì thế, hắn chủ tính nhiều năm, thế trận chưa từng có cường đại. Ức vạn sinh linh a cái này cũng quá hung ác rồi chúng thần như hung ác đến cha ruột đều sát đấy như thế cấp bậc nguyền rủa triệu bân sợ là có đến mà không có về cũng không tốt nói tiểu tử kia thuộc về tiểu cường đấy mệnh rất lớn ước vạn sinh linh hiến tế động tĩnh làm sao to lớn nơi nào không có người vây xem xem bên ngoài tràng đông nghịt đều bóng người líu ríu nghị luận như triều như biển tiền bối đám còn tốt bọn tiểu bối tác thần sắc trắng bệch một cái tinh vực núi thây biển máu, nhìn xem đều run sợ. a à, triệu bân kêu rên, càng nhiều thống khổ chi ý. Đến đi, giải rác hai chữ, tựa như một đạo bất diệt ma chú, chính một lần lại một lần bao phủ tâm thần hắn, để cho hắn thanh minh ý thức, tại hỗn độn trong dần dần trầm luân, bất luận tính tâm chi pháp thế nào mặc niệm, cũng không làm nên chuyện gì. Tính thủ thần thai, khô lâu người vừa quát âm vang. Vô dụng thôi tự tại thiên tàn niệm một tiếng khẽ nói thì pháp cái kia nhân, ít nhất hiến tế rồi ức vạn sinh linh. Ừng ực, khô lâu người nghe mạnh nuốt nước miếng, ức vạn, điên rồi sao? Đúng, nhất định là điên rồi, không phải vậy, như thế nào làm ra lớn như vậy trận chiến, tính toán một cái thiếu thần, huyết tế ức vạn sinh linh tạo nguyền rủa làm sao đáng sợ, chứa nói trạng thái không tốt triệu bân, nguyệt thần cũng chưa chắc đính đến được. Nói đến nguyệt thần, hắn vẫn nhịn không được phát bực tức, người mẹ nó chết ở đâu rồi? đồng dạng oán thầm, tự tại thiên tà niệm cũng có, cũng ở đây thầm mắng. Ngẫm lại cũng là vốn nên cử thế thần thoại chống lên tràng diện, cuối cùng là, cũng là một cái tiểu bối tại đỉnh, hắn chỉ là một cái gà mờ thần minh, trông chờ hắn cứng rắn làm toàn bộ thần giới như thế mong đợi, cũng không tránh khỏi cao quá nói chuyện không đâu. Thế nào, lôi thần tàn niệm nhìn về phía tự tại thiên tàn niệm. Người cứ nói đi tự tại tàn niệm đã thi pháp, tế ra đạo tắc. Lôi thần tàn niệm cũng không nhàn rỗi, pháp tắc xích sắt rào rào rung động. Nhiên, hai người một hồi thao tác mạnh như hổ, lại trói lại cái cô quạnh. Triệu bân chỉ một luồng sát khí, liền đem pháp tắc xích sắt bổ cái nát bấy. Không có biện pháp, ai bảo hai người bọn họ là tà niệm đâu không có kiến thức, đạo hạnh thấp kém. Lui ra phía sau, nguy cơ trước mắt, lạc hà một bước đi ra vĩnh hàng giới. A à, không đúng, hẳn là sơ giao, cuối cùng chỉ hoãn một hồi rồi. Phong, sơ giao một câu khẽ quát, rất nhiều pháp tắc đều xuất hiện. Vẫn đặt cái kia gầm nhẹ triệu bân, lại một lần bị khóa. Hắn tại giấy ruộng, bởi vì ý thức trầm luân, đang dần dần đánh mất thanh minh thần trí, sẽ thay đổi lục thân không nhận, sẽ trở thành một cỗ khôi lỗi, bị chúng thần nguyền rủa làm cho điều khiển, năm đó đần độn đế tiên, chính là chỗ này giống như bị tính kế đấy. Chị phần ngọn không chừng trị gốc nơi nào, lôi thần tàn niệm hít sâu một hơi. Chuyện đó không giả, chúng thần nguyền rủa đã xuất phong rồi triệu bân cũng vô dụng còn phải tìm người làm phép thật đám nguyền rủa ăn mòn linh hồn hẳn phải chết không thể nghi ngờ a à, triệu bân gầm nhẹ không an phận sát khí lại không trải qua triệu hoán mãnh liệt song việc nhi chính là nhuốm máu vĩnh hằng ánh sáng như đao như kiếm như sấm như điện tùy ý phách chảm đem sơ giao phong ấn chém chính là thất linh bát lạc đến lúc này hắn hình thái đã biến hai mắt đã mất rồi ánh mắt thần thái cũng đọa nhập rồi chất phác cấm sơ giao lại khẽ quát diễn một vòng thái dương đem phong vào trong đó quỷ dị là triệu bân thể như u uyên lại tại thôn phệ bổn mạng của nàng dị tược thôn qua lại là phách liệt đến cực điểm sát khí như sông lớn tiệc thiên cuốn địa phương ta phốc khô lâu người cùng tự tại tàn niệm vội vàng không kịp chuẩn bị ngay tại chỗ bị chấn lật đế thần cảnh như sơ giao cũng không thể đứng vững sông tới đạp đạp lui về phía sau giặc giặc không chờ chúng nhân đứng vững vượt môn thông đạo liền sụp đổ rồi phá phong triệu bân một bước bước ra lay động hoảng hướng đi rồi phương xa cùng năm đó đã chúng chúng thần nguyền rủa đế tiên giống hệt đối với sau lưng kêu gọi đưa như không nghe thấy dường như một cái sách sợi con dối mặc cho người định đoạt đi sơ dao đem khô lâu người cùng tự tại tàn nghiệp, đẩy hướng rồi phương xa còn có đồ nhi chỉ la cùng tiểu thiếu niên, cũng đều cùng nhau đưa đi. Mà nàng, tắc đuổi theo hướng về phía triệu bân, cái kia có lẽ là một cái không đường về. Oanh, phanh, chúng nhân vừa đi, liền nghe rung động lắc lư tình vũ ẩm vang. Tất nhiên triệu bân cùng sơ giao, đã ở tinh không khai chiến. Một người muốn đi, một cái muốn lưu, hai người một lời không hợp, cũng không liền làm đi lên sao. Người nào đó không phải thương hương tiếc ngọc đích nhân vật, đó là thực đánh A. Sơ giao là phiền muộn đấy, bị hóa thân người yêu một hồi chỉnh đốn. Tỉnh lại. Sơ giao lại một lần kêu gọi, muốn đem triệu bân tỉnh lại. Đáp lại nàng đấy, thì là triệu bân một cái đại đập bia tay. Một trường này lực đạo cực bá đạo, trực tiếp cho nàng đánh không còn. Nói cho đúng, nàng là lăng không tiêu thất rồi, lại không thấy dấu vết. Siêu. Triệu bân tắc như một cái u linh, Tại hắc ám suốt quỷ nhập thần Nhưng, vô luận như thế nào đi Đi đều là nguyền rủa ngọn nguồn Hắn không cách nào kháng cự Đó là ức vạn sinh linh Tại dắt lấy hắn đi tới Ai? Có đường qua tán tu Vô thức định thân, thần sắc dị thường kỳ quái Đó là triệu bân A Không phải tại thần thành lại Vẫn dám chạy đến tàn bộ Như vậy nghĩ đến Hắn mề buồn sợ đi theo Tiện tay vẫn cầm nhất cái hương Này kính rất bất phàm như thái dương giống như quang mang vạn đạo. Xem qua mới biết, là ở trên một khỏa chữ cổ tại lóa sáng. Độn giáp thiên tự, chất phác triệu bân như gió đi qua, nhưng có một tiếng lẩm bẩm lời nói. Đi tới đi tới, hắn cũng mất tung ảnh, cũng không lưu dấu vết. Người đâu? Chờ đợi tán tu đuổi tới, tinh không đã là không có một bóng người rồi. Còn tốt, hắn vỗ mấy tờ đặc tả, cầm về nhà cung cấp lấy. Thế nào còn chưa tới? vẫn đang chờ đợi chúng trí tôn có chút gấp phát hỏa lữ sưởng sợ không phải tại lắc lư bọn họ lấy tiền không làm việc đừng vội lữ sưởng ổn nhất bức như ma chú giống như kêu gọi chưa từng đoạn tuyệt ước vạn sinh linh làm thế a à, còn có thể chiêu không đến người kia một cái tiểu thiếu thần có thể nhất định có thể a à. chiếu đến huyết sắc tinh quang triệu bân vào cái mảnh này tinh không đạp thi sơn phun đầy huyết hải từng bước một đi tới cho đến bước lên máu chảy đầm đìa táng thần tế đàn, hắn mới chậm rãi định thân, tựa như một tôn khắc đá pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Được, tử cục rồi. Bên ngoài chàng nhiều thở dài, triệu bân lần này dù sao vẫn đi không được nữa. Nghịch thiên cấp yêu nghiệt, hôm nay nhất định gãy ở chỗ này. Rất tốt, chúng trí tôn đều tinh thần tỉnh táo, lại kích động nghĩ ngao ngao thẳng gọi. Sớm biết như vậy đơn giản, trực tiếp tìm lữ xưởng là tốt rồi, thỏa thỏa đấy sáng lập rồi thần thoại thì như thế nào? Còn không phải đưa mạng rồi trong tay của ta. Lữ sưởng khóe miệng hơi vỉnh, cuối cùng vứt bỏ vong linh đại kỳ, tiện tay vẫn lấy quạt xếp, một bên nhẹ lay động, một bên vòng quanh triệu bân xoay quanh nhi, xem nhiều hứng thú, giống như là tại thưởng thức một kiện truyền thế đã lâu tác phẩm nghệ thuật. Có thể nhìn đủ rồi. Bất động bất động triệu bân, mạch một câu. Lời này nhất xuất, lữ sưởng không khỏi ngơ ngác một chút. Chưa kịp hắn phản ứng, triệu bân kiếm, liền đã gác ở đầu vai của hắn. Cùng kiếm chẳng phân biệt được trước sau đấy, là chiến tri đạo pháp tắc, trực tiếp khóa rồi cái kia nguyên thần. Ngươi không có đánh mất thần trí lữ sưởng khó có thể tin. Ta nên đánh mất thần trí triệu bân một câu băng lãnh cô quạnh. chương 1999, không thể tùy theo ngươi. Không thể nào, điều đó không có khả năng. Lữ sưởng gào thét, vang thiên trấn địa phương chúng thần cũng trao mày cái cuộc diện này để cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị còn có thế nhân cũng là vẻ mặt mộng đây chính là chúng thần nguyền rủa a hiến tế rồi ức vạn sinh linh hạng gì bá đạo cuối cùng là lại đối với vĩnh hằng thể không có hiệu quả tiểu tử kiêm miễn dịch nguyền rủa sao đáp án từ là phủ định đấy triệu công tử cũng không có miễn dịch nguyền rủa thiên phú nhưng không có miễn dịch không có nghĩa là không thể hóa giải lữ xưởng có thể nghĩ đến đấy nguyệt thần cùng đế tiên có thể không nghĩ tới năm đó tiền giới đại chiến đã ăn qua một lần đánh thua thiệt còn có thể trên lưỡng trở lại làm không được lưu lưỡng chúc phúc đang chờ a à. chuyên khắc em gái người nguyền rùa lần này không phải hóa thân rồi a à. triệu bân cười nói lão lời nói được tốt không vào hang cọp sao lại được hổ bảo bảo nếu vẫn một cái hóa thân hắn có thể không tâm tình chạy cái này sóng rất xa đến một chuyến không dễ dàng cái kia được cầm cái bổn tôn trở về. Ngươi là như thế nào phá rồi nguyền rủa? Lữ sưởng vẫn còn gào thét, con người màu đỏ tươi không chịu nổi. Hắn là không cam lòng, cũng là không tin, cho tới bây giờ đều là hắn tính toán người khác, chưa từng bị người bãi qua một đạo, có thể hôm nay lại rơi trong hầm rồi. Cái này có trọng yếu không chịu bân lời nói ung dung. Giam giữ ta thì như thế nào, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Lữ sưởng nghiến răng nghiến lợi. Đây là đại thực thoại hôm nay áp trận trí tôn, nhiều không kể xiết. Có thể diệt triệu bân giả, cũng có khối người. Như thế thiên la địa võng, hắn không tin triệu bân còn có thể sát ra ngoài. Nếu có thể kéo vĩnh hằng thể đệm lưng, cũng đủ vốn nhi rồi. Ta, còn chưa chết giác ngộ, triệu bân thản nhiên nói. Cái này, có thể không thể tùy theo ngươi. Tiếng hừ lạnh chợt nổi lên, thiên ngoại có bóng người hiển hóa. Chăm chú như vậy nhất nhìn, hẳn là vô tướng lão thần, đi đứng quả thật chập choạng trượt, trước đó không lâu vẫn còn thần ngoài thành trận, quay đầu liền sát qua được. Tới một đạo đấy, còn có thần khư tứ đế. Lớn như thế chẳng diện, nơi nào có thiếu phụng thiên thần quân cùng ám hải thiên tôn. Trưa nay, còn có đầy trời thần ma, một tôn tiếp một tôn hiển hóa, có thần thành tới được, cũng có nửa đường nhập bọn nhi đấy, bước cách một cái so một cái trói mắt, tựa như vòng tròn quay liên tục thái dương, quang mang chiếu dọi chư thiên. Lui, thế nhân có phần tự giác, dường như thủy chiều xuống, Tập thể chia thoái phía sau. Xem đi, Vĩnh Hằng thể đến đấy nơi nào náo nhiệt, đám này đại thần, vẫn thật là tập trung hắn không thả, lại là một bộ không làm chết hắn, liền không bỏ tư thế. Lần này, Triệu Bân cũng không có thiên kiếp thần phạt trợ uy. Lần này, cái kia lúc linh lúc mất linh cốt khu lực lượng, cũng không biết còn tốt sử dụng không, còn có kiếp trước chi lực, không biết được vẫn là có thể hay không lại cho mượn đến. Triệu Bân, như vậy trận chiến có thể đủ rồi. Vô tướng lão thần buồn bã nói: Không thế nào đủ, không chờ triệu bân ngôn ngữ, liền nghe phiêu miểu lời nói. Lời nói chưa dứt, liền thấy đông phương hư vô, nhiều hơn một đạo nhân ảnh, mắt to như vậy nhìn lên, ài nha. Nhân quả đạo tôn, những thứ này thiên không biết chạy nơi nào đi dạo một vòng, tóc rối tung, hơn nữa vẫn không ngừng ngáp. Rốt cuộc chịu hiện thân ám hải thiên tôn hí ngược cười một tiếng: Lão tạp mau, thế nào nơi nào đều có ngươi mắng chửi người bực này kỹ thuật sống, còn phải giọng nhi cao đến, tựa như hám thiên man thần, hiện thân lúc, liền kèm theo vương bát chi khí. Lại tới một cái không sợ chết đấy, phụng thiên thần quân hai mắt như đuốc, lại nói lớn, coi chừng đau thật, đổi người sao, thần long đạo tôn cũng là có thể một mình đảm đương một phía đấy, giải rác một câu, chấn một đám thần minh tráng váng đầu hoa mắt. Nhưng còn có, một đạo ra đi, vô tướng lão thần lạnh lùng nói. Người phương nào lấn ta hậu bối, phiêu miểu lời nói, nhiều anh lôi giống như vang vọng cửu thiên. Lại một người đang chàng, một cước đạp sụp tinh khung. Cái kia là cái trung niên, thể khu to lớn cao ngạo, thần bào liệt liệt, tự tại uy chấn hoàn vũ khí chàng, đặc biệt là cái kia một đầu tóc vàng, đừng đề cập có nhiều trói mắt rồi, tựa như một phiến thác nước, thần huy lộng lẫy. Vĩnh hằng thủy tổ, vô tướng lão thần thấy chi, vô thức lui một bước. Hoàng vô cấp đại thần như hắn, đều sợ không hề dấu hiệu, càng chứa nói cái khác trí tôn lui về phía sau có nước tiểu run rẩy cũng có đó là phát ra từ linh hồn run rẩy tuế nguyệt phần cuối chính là cái kia chư thần hoàng hôn mẹ nó chấn nhiếp vạn cổ a à. hẳn là vĩnh hằng thủy tổ hắn lại còn tại thế thế nhân cũng kinh hãi cả đám đều thần sắc ngơ ngẩn đây chính là trong truyền thuyết thần nơi nào bọn họ lại có may mắn nhìn thấy nơi nào tìm hí tinh triệu bân nhìn sang thuận tay vẫn sờ lên cái cằm cái kia nhân cũng không phải là vĩnh hằng thủy tổ ít nhất không phải vĩnh hằng huyết thống đừng nhìn uy trấn hoàn vũ có thể cái kia uy áp cùng khí thế đều là bằng bí pháp diễn xuất đến đấy chỉ là nói trở lại có thể đem uy thế diễn trí như vậy tình trạng đủ thấy cái kia đạo được không cạn không đúng lui về phía sau một bước vô tướng lão thần lại mãnh liệt tiến lên ngươi không phải vĩnh hằng thủy tổ cái này đều bị ngươi đã nhìn ra cái kia nhân ha ha cười một tiếng Hiển Lộ chân dung cũng biến đổi hình thái, thành một cái 78 tuổi thiếu niên, bạch y tóc trắng, thanh trần thoát tục. "Ngươi, vừa rồi hùng lên vô tướng lão thần, lại lui trở về, khó có thể tin kinh sợ một tiếng, Tổ thần." "Khó được ngươi còn nhớ rõ lão phu." Thiếu niên ung dung cười một tiếng. "Ngươi rõ ràng đã chết rồi. Liền ngươi sư tổ cái kia bản lĩnh, giết được ta." Tổ thần treo thiên mà đứng, nhất lời cùng Càn Khôn cộng hưởng, có ức vạn lôi đình hiện ra cái này bước cách chẳng phải lên đây sao. Triệu bân một tay khóa lữ sưởng, một tay cầm chí nhớ tinh thạch, đối với tổ thần chính là một hồi tạch tạch tạch. Vị này đại danh, hắn hay là nghe qua đấy, từ đế tiên cái kia luận bối phận, hắn còn phải hô một cái âm thanh sư thúc, nhưng từ nguyệt thần cái kia luận mà nói, đối phương được gọi hắn một tiếng sư tổ. Từng là thiên đạo sao, so cái gì đều chứa cùng tú nhi so bối phận. Mặc dù là lão nhân ra người, hôm nay cũng mang không đi triệu bân. Vô tướng lão thần hừ lạnh một tiếng, không có cái khác, liền một câu, bọn họ nhiều người. Tại đây, cấm khu còn chưa tới đâu. Cũng nhanh, hắn đã ngửi được hoang thần binh khí tức. Oanh! Nói hoang thần binh, hoang thần binh vẫn thật là tới rồi. Chính là khốn Phật chung, cách vô tận tinh không, liền có thể nghe nói tiếng tụng kinh, cũng không biết là cái nào đang thúc dục độc, nhưng cái ót nhi, tuyệt đối sáng loáng ánh sáng ngói lượng. A-di-đà-phật, thiện, bang, âm vang, đương đến nơi nào tôn phật thế nhân nhìn không thấy nhưng đinh linh lạch cạch âm thanh cũng là rõ ràng có thể nghe không cần nhìn liền biết cái kia tôn phật bị đánh cửu thế thần thoại sao cũng có thể là tiên đình nữ quân thế nhân đều cùng tận rồi sức nhìn làm sao thấy không rõ hư thực đáng giá khẳng định là đối phương là một tôn thông tiên triệt địa thần tâm nhi triệu bân trong lòng một câu có thể cảm thấy được là ai tại đánh phật Đến mức nguyệt thần, từ cung ở đây, sơ giao chính là nàng mang đi đấy. Oanh, phanh, ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt, hư vô các phương đều có tiếng nổ vang vang vọng. Lại có trí tôn phủ xuống, đa số triệu bân một phương, nam nữ đều có, số lượng to lớn đại, đại la tổ tiên cùng tinh nguyệt cổ thần đều ở trong đó, tùy tiện sách ra một cái, đều thần quang lộng lấy, như từng khỏa tinh thần, tô vẽ cửu thiên. Nhiều như vậy đại thần, ta bị đánh lúc, thế nào không ai giúp ta lạc. Triệu bân ngửa con mắt, lưỡng con mắt trái phải đong đưa, không nhìn không biết, nhìn qua đã giật mình, vốn dĩ, bản thân thế trận mạnh mẽ như vậy hung hãn nơi nào. Bị đánh, cũng là một loại tu hành. Chúng thần không ngôn ngữ, thần thái đại biểu hết thảy. Audio điện tử võ tấn bền chương 2000, thần cấp đại hỗn chiến ầm ầm máu chảy đầm đìa chỗ nguyền rủa sấm sét vang dội khô diệt chi quang bay múa đều bởi vì thần quá nhiều, mỗi một phương đều khí thế núi liền, đụng cản khôn lay động. Đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau a à? Đám khán giả đa tâm run rẩy lại như đại thủy chiều xuống, tập thể triệt thoái phía sau. Nhát gan giả, vẫn tế ra vực môn chạy xa hắn phương hướng, chỉ chưa phân thân xem cuộc vui, chỉ sợ bổn tôn lần dư ba, bởi vì này bang thần, sợ là muốn làm cái long trời lở đất. Đến công chuyện rồi, triệu bân ánh mắt lộng lẫy, vô cùng chiến ý như hỏa thiêu đốt so sánh với hắn, bị giam cầm lữ xưởng liền thần sắc trắng bệch rồi. Hắn cho rằng có thể khống chế toàn cục, nhưng hôm nay như vậy cục diện, hắn có vẻ như không phải đạo diễn, mà là nhất tên hề, từ đầu tới đuôi, đều là hắn tự ngu tự nhạc. Đến, man thần tiếng quát nhiều anh lôi, cái thứ nhất đấu võ, thẳng đến ám hải thiên tôn. Nhân quả đạo tôn chẳng phân biệt được trước sau, bởi vì cùng quả pháp tắc, như thương long ngang trời. Nói đến long, thần long đạo tôn cũng ngao ngao thẳng gọi đối phương nhiều lớn thần hắn tìm cái tặc kháng đánh đấy ân cũng là một con rồng bắt cái đầu tặc ngay ngắn chả lẽ lại sợ ngươi ám hải thiên tôn cùng phụng thiên thần quân một trái một phải trùng thiên mà lên bắt đầu thần long cũng sát khí cuồn cuộn miệng lớn dính máu có thiểm điện phun ra sáu tôn đại thần cấp đều uy thế cuồn cuộn ra tay chính là tinh khung sụp đổ nhóc con liền ngươi rồi tổ thần đạp thiên hà mà đến cuốn đi rồi vô tương lão thần. Hai người tại hư vô mở ra chiến trường, đánh chính là thiên hôn địa ám. Sát, chiến, không cái gì lời thừa, thần cấp đại chiến, trong nháy mắt kéo ra màn che Từ thiên ngoại nhìn, cái kia chính là một phiến hủy diệt chi địa, đủ loại pháp tắc, đủ loại sen lẫn, tại trong chiến đấu kịch liệt va chạm, nhuộm thần chi huyết, băng đầy thương vũ. Lui lui lui, hỗn chiến dư ba quá to lớn, quần chúng chạy so con thỏ còn nhanh tại đây bọn họ cũng không quên dùng trí nhớ tinh thạch lạc ấn hình ảnh tiền bối vội vàng về nhà cưới vợ triệu bân chân đạp hồng mông chi hải tập trung rồi thần khư u đế đường đường đế thần cảnh u đế thấy hắn hẳn là quay đầu liền chạy hắn là bị đánh ra bóng mở rồi trước kia một hồi xét đánh ký ức hãy còn mới mẻ nơi nào đi triệu bân vượt thiên mà đến đại la thiên thủ bao trùm tinh không cái kia trưởng uy to lớn hào hùng suýt nữa đem U đế đánh bể. Thật coi ta sợ ngươi. U đế phẫn nộ gào thét, cưỡng ép tan vỡ trưởng uy. Thấy hắn vung tay vung lên, quét sạch ức vạn lôi đình. Lôi hải ở bên trong, có cự long xoay quanh, tiếng hô chấn thiên. Phanh, triệu bân liền bá đạo, từ trên trời giáng xuống, một cước đạp vỡ cự long. Tùy theo, chính là lôi hải, nhịn không được công phạt, nổ thành rồi hư vô. Diệt, U đế vừa quát âm vang, diễn xuất rồi một tôn thần đỉnh, lăng không đập tới. Triệu bân từ không sợ, tám thế quan cùng tang thần chung đều xuất hiện, hướng lên trời sông tới. Nhiên, ở nơi này cái trong nháy mắt, một cỗ cường đại trói buộc lực, hướng hắn kéo tới. Trong bóng tối có người đánh lén, lấy giam cầm chi pháp, cùng u đế đánh phối hợp. Đừng nói, bất thình lình nhất kích, chỉnh triệu bân vội vàng không kịp chuẩn bị. Oanh! Thần đỉnh ầm ầm rơi xuống, nện hư vô không gian thành mảnh đổ sụp. Triệu bân đẫm máu, hộ thể thần quang vỡ vụn, nhục thân gặp không may trọng thương. Ta cho ngươi đánh lén. Hắn cưỡng ép định thân, một đạo hư vọng kiếm quang hướng hư vô chạm tới. Huyết quang hiện ra, ẩn núp trong đó nhất tôn đại thần, ngay tại chỗ bị đánh lật. Chăm chú như vậy nhất nhìn, đúng là hoàng minh người kia, cũng là thần khư cửu đế một cái. Chu diệt, u đế mở ra rồi một vòng thái dương, vạn đạo quang mang phổ chiếu. Triệu bân không nhìn, mở ra rồi vĩnh sinh vương tọa như cũ là đụng thái dương không thế nào kháng đánh chỉ nhất kích, liền bị đụng phải nổ diệt a à, u đế nhất tiếng kêu đau đớn suýt nữa một đầu ngã rơi hư vô ngắn ngủi phút chốc triệu bân tay cầm chiến mâu giết đến xong u đế liền bị nhất mâu vung mạnh bay đến lên chín từng mây phốc giặc giặc đế thần cấp huyết quang sao tinh hà càng thêm lộng lẫy u đế bị đánh mơ hồ nửa bên thần khu đều băng rồi vào đi ngươi triệu bân giết tới không mông tiên hải mãnh liệt cuồn cuộn phạm mơ hồ u đế bị một cái sóng lớn nuốt hết mở người này là có chút đạo hạnh đấy trước tiên liền sung phong liều chết rồi ra tới vì thế đại giới là vô cùng thê thảm đấy phần còn lại nửa bên thân hình cũng nổ rồi vẫn chạy triệu bân tâm niệm vừa động diễn xuất rồi hư vọng chi hà tuy là hư ảo con sông này cũng cường nói chuyện không đâu lần này u đế cũng không lật lên cái gì sóng lớn ngay tại chỗ chìm vào đáy sông hắn ngược lại muốn giết ra làm sao quỷ dị lực lượng trói buộc hữu tâm vô lực cái này quỳ thế nhân xem lưỡng mắt phiên trượt vẫn chờ u đế hùng lên đâu tới rồi cũng không thấy hắn sát ra bị diệt chỉ còn nguyên thần hỏa đến ngươi rồi thu thập u đế triệu bân lại tập trung rồi hoàng minh người kia ngược lại gà tặc xoay người liền trốn vào rồi hắc động lên trời xuống đất đều không có lối đi triệu bân quét sạch sát khí ngập trời đuổi theo sát nhập vào hắc động phía sau một màn thế nhân nhìn không thấy nhưng nhất định rất vô cùng thê thảm phốc hư vô một đạo huyết quang chọc cho đám khán giả ngửa con mắt lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là đẫm máu thương miểu vô tướng lão thần luận bối phận hắn không kịp tổ thần luận chiến lực hắn cũng kém chi khá xa, thậm chí khai chiến chỉ là 10 hiệp, liền suýt nữa bị hủy đi thần khu, huyết cốt văng tung tóe. Cấm khu đâu? Còn không tham chiến? Không ít người nhìn chung quanh tứ phương tinh không, cùng tận sức nhìn nhìn xem. Như vậy vấn đề, triệu bân cửu ra đám, cũng đều rất muốn hỏi. Trước kia, chỉ triệu bân một cái, liền chọc cho ba đại cấm khu đều xuất hiện. Bây giờ, thần cấp đại hỗn chiến nơi nào, lại không thấy cấm khu đánh tới trợ chiến, Phật quốc ngược tới rồi, khốn Phật chung cũng đầy đủ trói mắt, lại bị chắn tinh không. Người nào tại cứng rắn làm trí cao thần khí. Đi đứng trơn trượt lão ra hỏa, kết bạn đi xem cuộc chiến. Đánh thật xa, liền thấy một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp. Tiên đình nữ quân, là nàng không thể nghi ngờ. Đám khán giả tìm ra rồi đáp án, nhưng cũng là đầy trong đầu nghi hoặc. Chỉ vì, cùng đế tiên đại chiến không phải A la Phật tôn, nguyên nhân chính là không phải, mới bị đế tiên đánh không mốc đầu lên được, nếu không phải hoang thần binh che chở, sớm bị diệt. Không nên a. À. Thế nhân càng xem càng không hiểu. Lớn như vậy động tính Phật quốc liền phái một người tới đây. Còn có cái khác tứ đại cấm khu, là nửa đường lạc đường sao? Ta nói, phía trên là không phải có người. Vẫn là đám lão già này, nhào nặn mắt thấy hư vô. Nhìn thương miểu đỉnh, có vẻ như cũng có một đạo bóng hình xinh đẹp, cùng đế tiên khác biệt chính là đạo kia bóng hình xinh đẹp che luân hồi chi quang, cổ xưa so mộng cảnh vẫn xa xôi. Cửu thế thần thoại không ít người kinh hô. Đúng, chính là cửu thế thần thoại, một thân đồ hóa trang có một phong vị khác. Nàng là cái mảnh này tinh vực, duy nhất một tôn không có tham chiến tuyệt đại đại thần. Hoặc là nói, nàng chiến trường không ở này, đối thủ của nàng, cũng không phải là chúng thần. Đại vũ trụ luân chuyển. Nguyệt thần lẩm bẩm lời nói, chỉ nàng một người nghe thấy từng là thiên đạo, nàng chi nhãn giới chưa có người có thể so. Thế nhân không biết manh mối, không biết bí mật, nàng đều lòng dạ biết rõ, tựa như lần này đại càn khôn thay đổi, liền ý nghĩa phi phàm, đó là vũ trụ luân chuyển, quy tắc lột xác, vạn cổ khó gặp, cấm khu sở dĩ không tham chiến, liền cùng việc này có quan hệ, sợ là đều đều ở nhà tạo càn khôn đâu. Nếu không phải như thế, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đấu võ, ai bảo cấm khu không rảnh chú ý hắn đâu? không rảnh chú ý hắn tốt, nàng tốt tiện tay gây sự tình, còn nghĩ tạo càn khôn. Thật lâu, nàng mới thu con mắt, phất tay áo thả ra sơ dao. Gặp qua đại thần, sơ dao bề bộn sợ hành lễ. Vẫn nàng tự do thân, nguyệt thần khẽ nói cười một tiếng. Cái này, sơ dao ngọc khẩu khẽ nhếch, nàng muốn cho lạc hà tự do đấy, nhưng con đường này cần thấy huyết đấy, nàng từ chảm một đau không sao, có thể lạc hà cùng hài tử, phải chết một cái, không có biện pháp, quy tắc như thế, không phải nàng có khả năng nghịch chuyển. Người mà lại làm, phần còn lại giao cho ta, Nguyệt thần ung dung nói. Lưu hài tử, vẫn là Lưu Lạc Hà, sơ giao thử dò hỏi. Lạc Hà, tốt, sơ giao không nhiều lời, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đóng mỹ mâu. Do dự nhiều ngày, nàng cuối cùng vung xuống rồi một đao kia, là là vì từ chạm Nàng là vô điều kiện tin tưởng Nguyệt thần đấy, tin tưởng cửu thế thần thoại có thể phá cái này từ cục tranh, kiếm minh thanh âm vang vọng, trong cơ thể nàng đi ra một đạo nhân ảnh. Đúng là lạc hà, mặc dù nhuộm huyết quang, cũng đã tự do thân. Hài tử, nàng là lệ rơi đầy mặt, cũng là nghẹn ngào không chịu nổi. Em bé vẫn còn, Nguyệt thần ôn nhu cười một tiếng, đem lạc hà đưa vào rồi mộng đẹp, cũng đưa vào rồi thương miểu, cho đến từng giọt từng giọt dung nhập minh mông thương miểu. Hai tử vẫn còn sơ giao nhỏ giọng hỏi. Tất nhiên tại, Nguyệt thần mỉm cười, không ngừng quang luân hồi chi quang, cũng như lạc hà, sáp nhập vào hư vô, nàng gặp không may tai nạn, cũng đụng phải tạo hóa, thời đại này, nên là vì nàng suy tính thân mà làm, đã định trước nàng người mang vũ trụ. chương 2001, Tuế Nguyệt Luân Hồi Đông, nhiều anh lôi bình thường chuông lớn trị âm, vang vọng minh mông tinh không. Cùng tiếng chuông làm bạn tiếng tụng kinh, tắc như ma chú làm loạn càn khôn. Thế nhân là quần chúng, cũng là nghe khách, nhìn một chút, liền chắp tay trước ngực rồi nghe nghe đã tới rồi một câu a di đà phật cái này chính là phật quốc hoang thần binh gặp nó gõ vang tất có người nhập phật chỉ là khốn phật chung cũng không phải là đối với người nào đều hữu dụng tựa như tiên đình nữ quân liền không bị ảnh hưởng chút nào bất luận tiếng chuông thế nào vang vọng nửa phần bất xâm nàng tâm thần nàng cái này không có chuyện thúc giục đại trung cái kia tôn phật đà liền có chút ma chướng rồi là bị đánh ma chướng đấy vốn là tường hòa thanh tĩnh con mắt đã nhiều tàn khốc, không phải bình thường phát hỏa, cũng không phải bình thường khiếp sợ. Đế tiên cường thịnh trở lại, cũng vẻn vẹn chỉ nửa bước nhập đế thần, mà hắn thì là chỉ nửa bước nhập chuẩn hoang thần. Cảnh giới áp chế, càng thêm trí cao thần khí trợ chiến, hắn lại chiến không được đối phương. thí chủ khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. đánh không lại liền mở miệng chạy, cái này tôn phật rất cơ trí. Đế tiên không nghe hắn mù phấp phới một trường đổ hốn Phật chung, thế nhân xem thổn thức, quả nhiên cũng không phải là hết Thải Phật, cũng gọi A La Phật tôn, cũng không phải là hết Thải Phật, cũng có thể sử dụng ra hoang thần binh trí cao uy lực. Như cái này tôn Phật, khó tránh khỏi chính là nửa đường xuất ra đấy. Cảnh giới cùng trang bị chiếm hết ưu thế, cũng là làm gì cái gì không được. Hắn nên may mắn, may mắn để tiên trạng thái không tốt, thật đến đỉnh phong trạng thái tiên đình nữ quân dù có trí cao thần khí che chở, cũng chiếu diệt không lầm. Ngươi, chọc giận tới ngã Phật. Phật đa đạm nói, cuồn cuộn niệm lực, nhiều hơn hung thần chi ý. Hắn lại thúc giục khốn Phật chung, hồi phục rồi trí cao thần uy, gọi ra hủy diệt chi lực. Nhưng, chưa kịp hắn công phạt, liền thấy Phật Trung oanh run lên. Xong việc nhi, đại trung liền bay mất, a à không đúng, chuẩn xác hơn nói, là được triệu hoán đi rồi, tạo càn khôn sao. Phật quốc cần nó nó đi rồi không quan trọng lưu cho phật đà vẻ mặt lúng túng không có như thế phá đấy tốt xấu để cho lão nạp đánh ra một kích này a à. nhất kích là có đấy nhưng bị chém chính là hắn đế tiên một đạo tuế nguyệt chi quang trực tiếp nạo hắn nghìn năm tuổi thọ miệng chạy không dùng được cái kia được mở chạy rồi không có trí cao thần khí vậy còn đánh bậy bạ cái này liền chạy thế nhân nhiều ho khan là đưa mắt nhìn phật đà bỏ chạy đấy đừng nói phật mở lên chạy đến, cũng là kèm theo Vương Bát chi khí đấy. Đế Tiên không đuổi theo, rút kiếm vào cửu thiên, cùng Nguyệt Thần đứng sóng vai. Cái kia là một bộ cảnh đẹp ý vui hình ảnh, ít nhất tại thế nhân xem ra rất đẹp mắt, cổ xưa ít có tuyệt đại nữ thần, có thể sống đến thời đại này thật không dễ dàng, cũng không biết Triệu Bân kiếp trước làm bao nhiêu việc thiện, lại cùng hai vị này nhấc lên nhân quả, một cái sư tôn, một cái nàng dâu, nghĩ không lên thiên cũng khó khăn. Oanh vạn chúng nhìn chăm chú dưới đế tiên cùng nguyệt thần đều thi pháp. Luân hồi cùng tuế nguyệt sen lẫn, mở ra rồi vô tận thần lực, như một đạo cực quang, hoành quán hoàn vũ. Thế nhân lại con ngươi lóa sáng. Hai cái nữ đại thần liên thủ, hiển nhiên là muốn thả đại chiêu A. Đồng dạng lại nhìn đấy, còn có lôi thần tàn niệm cùng tự tại tàn niệm. Không sai, bọn họ vẫn ở tại thần giới, tại đế tiên trong tiểu thế giới. Trước kia, Nguyệt thần mang đi sơ giao mà bọn họ, tất bị đế tiên lấy đi rồi. Mắc tiểu không, khô lâu người chọc chọc tự tại tàn niệm. Cút, tự tại tàn niệm miệng vỡ liền mắng. Mắng thì mắng, mắc tiểu là thật, chỉ trách, nhà nàng bổn tôn cùng nguyệt thần cùng đế tiên từng có xung đột, bổn tôn không có ở đây, cái này lưỡng không được chỉnh đốn nàng một hồi nơi nào. Nghe ta đấy, ngươi liền nói ngươi là triệu bân nàng dâu. Khô lâu người một câu thâm trầm. Tự tại tàn niệm nhịn không được rồi, một tay liền cho khô lâu người ấn tại đó. Mổ heo tựa như kêu thảm thiết, tại chỉ la cùng tiểu thiếu niên nghe tới, vẫn là rất dễ nghe đấy. Nguyệt thần không nhìn, đế tiên cũng coi như không nghe thấy. Đại vũ trụ tại luân chuyển, hai nàng không có không phản ứng những thứ này. Các nàng tại tụ lực, cũng ở đây đám. Chờ ai đó, tất nhiên chờ triệu bân. Có chút cái đại chiêu, còn phải thông qua triệu bân, mới có thể khiến ra bá đạo nhất lực sát thương. Đương nhiên, không thông qua hắn cũng được, nhưng uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Ai bảo hai nàng trạng thái không xong đâu một cái bị luân hồi nạo chân thân, một cái bị tuế nguyệt táng rồi linh hồn, vẻn vẹn một điểm, liền đầy đủ các nàng lúng túng. Đề cập triệu bân, lúc này vẫn còn hắc động đâu. Là hắn đánh giá thấp hoàng minh, chiến lực không ra gì, mở chạy thật là nhất tuyệt, hắn cái này trước trước sau sau đuổi theo hơn 800 vạn dặm, sửng sốt không có đuổi theo. Triệu bân, là thật muốn bước ta dốc sức liều mạng hoàng Minh mà lại chiến mà lại trốn, thỉnh thoảng còn sẽ gào thét nhất cuống họng. Hắn cũng bị đánh tức giận rồi, nhìn cái kia con mắt, đâu còn có nhãn châu, nhiễm nhiên đã thành huyết sắc một phiến, bạo ngược mà hỗn loạn khí tức, là hắn tâm cảnh chân thực khắc hỏa. Vậy ngươi ngược lại liều A, triệu bân chết đuổi theo không thả. Hoàng Minh tắc nghiến răng nghiến lợi, tập trung tinh thần chỉ lo trốn, không đến sinh tử tuyệt cảnh, hắn vẫn là đề không nổi dốc sức liều mạng dũng khí, dù là đi thong thả một bước, đều có thể bị giết nhập quỷ môn quan, đế thần làm được phần này như trên, cũng là biệt khuất đến cực điểm. Tiền bối, tỉnh lại. Tiếng hô hoán này, truyền từ lữ xưởng Mặc dù bị phong vào vĩnh hằng giới, hắn vẫn như cũ không thành thật, thấy thần khư chi tử, liền dùng thần thức, trời bạc mạng kêu gọi, chỉ cần đem thần khư chi tử tỉnh lại, hắn liền có thể giúp cái kia cho mượn kiếp trước chi lực. Như thế, liền cũng có thoát khốn có thể. a à, thần khư chi tử nhất tiếng kêu đau đớn, cuối cùng tỉnh ngủ. Thấy Lữ Sưởng, hắn không khỏi khẽ giật mình, Gia hỏa này thế nào cũng bị bắt. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút tâm lý cân bằng. So thảm thế giới sao, có làm bạn rất tốt. Mượn kiếp trước chi lực, Lữ Sưởng không lời thừa, thẳng nói điểm chính. Này Pháp là người truyền ta đấy, liền nên biết, một năm chỉ được mượn một lần kiếp trước lực lượng. Thần khư chi tử truyền âm. Truyền cùng ngươi đấy, chính là tàn khuyết chi Pháp. Nói như vậy, người có hoàn chỉnh pháp môn. Đúng vậy, ta, thần khư chi tử một hơi thở gấp lấy, thiếu chút nữa thăng thiên, diện mạo cũng ở đây trong nháy mắt, giữ tận tới rồi cực hạn, người chó đẻ đấy, vẫn mẹ nó lưu lại một tay a. À. Nếu sớm truyền ta không sứt mẻ chi pháp, lão tử sẽ rơi vào như vậy tình trạng. Mà lại đi ra ngoài trước, lữ sưởng bề bồn sợ nói. Lời này nhất xuất, thần khư chi tử cưỡng ép đè xuống lửa giận nói nhiều hơn đều là lời thừa, có thể còn sống ra ngoài mới là vương đạo. đến lúc đó, trước giết triệu bân, lại diệt lữ sưởng, ân, tất cả đều vui vẻ. tiếp pháp, lữ sưởng lại truyền thần thức. lần này hắn không hề giữ lại, muốn sống sót cũng không được xuất ra điểm thành ý sao? tiếp bí pháp, thần khư chi tử bỗng nhiên ánh mắt dạng dỡ. trời không tuyệt đường người, hôm nay hắn có thể hùng lên một phen. oanh! làm gì vậy hỗn thiên hỏa bỗng nhiên nhảy ra ngoài còn có thần lôi cũng là lăng không hiển hóa lôi điện xoẹt xẹt rung động tâm sự lý tưởng nếu không thì thế nào nói nan huynh nan đệ lữ xưởng cùng thần khư chi tử chỉnh lời kịch nhi đều đồng dạng đồng dạng đấy trò chuyện ta cho ngươi trò chuyện hỗn thiên hỏa nhào tới không nói lời gì liền đánh cho hồ đồ lữ xưởng thần lôi tắc gọi thần khư chi tử lại cho người tiến đưa ngủ thu hồi cảm giác rồi làm xong những thứ này lưỡng hàng mới gào thét rồi nhất cuống họng, lão đại, đủ công chuyện rồi. Rất tốt, triệu công tử nở nụ cười, cười tặc vui vẻ. Lữ sưởng cùng thần khư chi tử truyền âm, hắn nghe thực đấy. Một phen nghe xuống, có kinh hỉ a Nói giỡn, tại hắn vĩnh hàng giới, còn nghĩ cho hắn chỉnh chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ khá lắm, chương 2002, hư vô trong tinh hà. Khéo, quả thực khéo. Đuổi giết Hoàng Minh lúc, Triệu Bân cũng không quên vụng trộm vui cười. Lữ Sưởng quả thật đưa tiền tài đồng tử, ngày đầu tiên bị bắt liền tiến đưa hắn cái đại cơ duyên. Ân cũng chính là luân hồi khế ước. Bằng này pháp có thể mượn kiếp trước chi lực. Pháp môn hắn đã biết rõ, đợi trở về nghiên cứu một phen. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Được rồi tạo hóa, hắn cái này đi đứng đều biến nhanh chóng rồi, thậm chí ba năm sải bước càng liền đuổi theo Hoàng Minh, đó là lời thừa một câu không nói nhiều vùng kiếm chính là vạn đạo thần quang. Phốc, sạc sạc, vẫn đang chạy trốn Hoàng Minh, ngay tại chỗ bị chém, lục phủ ngũ tạng bị đánh rồi cái nát vụn. Triệu Bân, đây là người bức ta. Hoàng Minh thông suốt định thân, diện mạo dữ tợn đáng sợ. Dứt lời, liền thấy cái kia khí lực nổi lên rồi huyết sắc liệt diễm. Hắn thi triển cấm pháp, này đây thiêu đốt bản nguyên cùng hiến tế tuổi thọ làm đại giới. Cũng không hổ là cấm pháp, chính là cường hãn, cái kia thần lực tại trong nháy mắt bạo tăng. Sát, Hoàng Minh phẫn nộ gào thét, tóc tai bù xù mà đến, khí thế to lớn cũng hào hùng. Triệu bân nửa điểm không sợ, một tay cầm mâu một tay nhấc kiếm, đại khai đại hợp. Oanh, phanh, hôn ám u tịch hắc động, nhất thời sấm sét vang dội. Không có quần chúng, không ngại đại chiến vô cùng thê thảm, dũng mãnh phi thường như triệu công tử, đều liên tiếp đẫm máu, cũng đúng, hắn chỉ là thiếu thần, bất động cốt khu lực lượng cùng kiếp trước chi lực, Đánh đế thần chính là cực hạn của hắn rồi. A, à, hoàng minh gào rú, là phát ra từ linh hồn gào thét. Hắn đã nội tình ra hết, nhưng vẫn là ép không được Triệu Bân, chiến đến lúc này khắc, tâm cảnh đã là cực tấn sụp đổ, thậm chí không có lực lượng cường đại, lại như thế nào cũng không vững vàng trận cước. Trái lại Triệu Bân càng đánh càng dũng mãnh. Chiến chi đạo thiên truy bách luyện, có ta vô địch chính là hắn lột xác. Sát, chiến. Nếu bàn về vô cùng thê thảm, còn phải là chỗ nguyền rủa Thần cấp đại hỗn chiến, đã đem cái kia mảnh tinh vực, đánh chính là phá thành mảnh nhỏ, vô số vết nứt không gian nổ tung, vô số lôi đình thiểm điện bay múa, nhuộm thần chi huyết, băng đầy hôn ám thiên. Tại đây, còn có trí tôn từ biên hoang đánh tới. Địch ta đều có, một tôn tiếp một tôn chiến nhập cửu thiên, đánh chính là càn khôn lay động. Không chết không thôi mới coi xong. Thế nhân sắc mặt trắng bệch, càng xem càng run sợ tham chiến trí tôn nhiều lắm, nghiễm nhiên một trận thần ma đại chiến. run sợ ngoài, bọn họ cũng đều nghi hoặc không hiểu. Động tĩnh náo lớn như vậy, cấm khu không lý do không nhúng tay vào A. Hết lần này tới lần khác, không thấy cấm khu đại lão, vẫn là nói cấm khu thần sớm đã đến, chỉ bất quá, đều giấu ở chỗ tối, tự đợi đến nhặt có sẵn. Vĩnh hằng thể đi ra. Không biết người nào gào to rồi một tiếng, chọc cho thế nhân xéo con mắt. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy toàn thân huyết xối Triệu Bân. Hắn không có đầu lâu, bởi vì đầu trong tay mang theo đâu. Như thế vô pháp vô thiên sao thế nhân xem khóe miệng thẳng kéo. Triệu Bân xem thường, chỉ trường sinh quyết vận chuyển. Là hắn chủ quan, đánh giá thấp Hoàng Minh trước khi chết phản công, hủy thiên diệt địa nhất kích, trực tiếp đem đầu của hắn tháo rồi, hơn nữa, trong thời gian ngắn vẫn tiếp không lên. Cấm khu đâu? Không có đầu lâu, cũng không ngại hắn trái nhìn nhìn phải lấy hắn đối với cấm khu rất hiểu rõ nên là đánh tới sóng một thanh mới đúng nhưng liếc mắt một cái xem tận huyết sắc chiến trường nơi nào có cấm khu đại thần a vẫn xem hỗ trợ a đông phương tinh không truyền đến một tiếng kêu gọi chăm chú như vậy nhìn lên đúng là tinh nguyệt cổ thần tới đại chiến giả chính là một tôn cầm trong tay chiến thương tóc bạc lão thần huyết thống không tầm thường chiến lực càng bất thục sở tu chi đạo cũng quỷ dị phi thường lấy tinh nguyệt dưới đáy uẩn lại đều chống đỡ không được. Giúp, nói giúp đỡ. Triệu Bân kéo dài qua Thiên Vũ, nâng lên tự thân đầu lâu liền đập tới. Thế nhân lại xem trợn mắt há hốc mồm, nghịch thiên yêu nghiệt chính là không đi bình thường đường a. Đầu dù tiếp không quay về, cũng không thể làm cục gạch dùng a. Phốc, tóc bạc lão thần đẫm máu, bị Triệu Bân đầu lâu nện một mặt mộng bức. Hắn là vội vàng không kịp chuẩn bị a, đập vào đập vào, đón đầu liền bay tới nhất cái đầu, dị thường phách liệt cũng dị thường hung hãn, hơi kém cho hắn nện tan giá. Ngưu bức, tinh nguyệt dù chưa ngôn ngữ, nhưng ánh mắt nhi đại biểu hết thảy. Chẳng biết tại sao, cái này trong nháy mắt, nàng hơi cảm thấy chân rất ngứa, có phần muốn tìm thứ gì đá một chút, tốt nhất là cái cầu, tròn căng cái chủng loại kia, triệu bân đầu cũng rất phù hợp sao. Đá lên một cước, cảm giác nên là mỹ mỹ. Chân áp, triệu bân đã giết tới, hồng mông chi hải cùng hư vọng chi hà đều xuất hiện, thôn thiên diệt địa a à, tóc bạc lão thần nhất bước không có thế nào đứng vững tức thì bị dìm ngập hải cùng trong sông thế nhân nhìn không thấy thân ảnh của hắn chỉ thấy huyết quang hiện ra mở cùng với một tiếng hét to tóc bạc lão thần phá hải mà ra thương thế của hắn thảm trọng đã không nhục thân vẻn vẹn dư một nửa nguyên thần một đường đi tốt triệu công tử cùng tinh nguyệt trăm miệng một lời đều tế ra sát sinh đại thuật tóc bạc lão thần cũng là bi thôi đấy mơ mơ màng màng liền bị đưa đi rồi đến lúc này triệu bân mới đưa đầu lâu tiếp trở về đồ nhi ta đâu tinh nguyệt cổ thần hỏi một câu thiến triệu bân lưu lại một lời nói chạy về phía một cái khác mảnh tinh không là nguyệt thần cùng đế tiên tại triệu hoán đợi hắn bước lên hư vô tuế nguyệt cùng luân hồi chính nở rộ quang mang lực lượng thật là cường đại triệu bân kinh hãi không khỏi hoảng sợ hắn là khó có thể tin không nghĩ tới trạng thái không tốt nguyệt thần cùng đế tiên, lại vẫn có thể sử dụng ra như vậy sức mạnh to lớn, cái này như nhất kích đánh ra, chuẩn hoang thần cũng phải quỳ. Những ngày qua, hai người đã chạy đi đâu? Triệu Bân hỏi. Vũ ngoại, nguyệt thần khẽ nói cười một tiếng, đế tiên cũng là cái này hai chữ. Vũ ngoại, triệu công tử lông mi trao lên, cái này chạy có chút xa a. À. Khó trách, hắn bị chúng thần quần ẩu lúc, không thấy hai nàng bóng người. Tĩnh thủ thần thai, Nguyệt thần cùng đế tiên đều giơ lên tay, dán tại rồi hắn phía sau lưng. Triệu bân bề bổn sợ thu thần, chợt liền cảm giác một cỗ hủy thiên diệt địa lực lược, như biển cắt bình thường, rót vào trong cơ thể hắn, đụng hắn chân thân một hồi lốp bốp. Hắn có giác ngộ. Nguyệt thần cùng đế tiên đây là muốn thông qua hắn, đánh ra nghịch thiên nhất kích. Tựa như ngày xưa, hủy diệt thái thượng tông lúc, đế tiên mượn hắn khí lực thi triển tuế nguyệt, đó là một cấm kỵ thần thông, trong khoảnh khắc, liền hủy trên trăm tôn thần, Cùng trước kia khác biệt chính là, lần này lực lượng càng hào hùng, dù là tâm trí của hắn đều có chút ý thức mơ hồ, nhịn không được thần lực, rất có bạo thể hiện ra. Chỗ đó, Đế Tiên chỉ phía xa rồi phiêu miểu. Triệu Bân tùy theo ngước mắt, cùng tận sức nhìn nhìn xem. Con mắt có thể xem chi địa, có một cái lồng lấy tinh hà, phát ngang cử thiên, hắn lúc ẩn lúc hiện, nhìn không thấy đến chỗ, cũng tìm không được phần cuối, có thể chính là như vậy một cái hà, cất giấu lực lượng vô cùng, tại cái kia trước mặt Hắn giống như một hạt bụi đất, nhỏ bé không gặp được. Vũ trụ chi lực, Triệu Bân thì thào một câu. Nhất kiếm chém qua đi, Nguyệt Thần lời nói ung dung. Triệu Bân cũng không hỏi nguyên do, chỉ ánh mắt như đuốc. Hắn nắm chặt Long Uyên, vung kiếm bổ về phía cái kia tinh hà. Oanh, một kiếm này có thể khủng khiếp, có tuế nguyệt luân hồi gia trì, uy lực vô cùng. Nhưng chỉ là cái này hủy diệt nhất kiếm, lại không dung chuyển tinh hà mảy may lay bất động không sao cả, có người khó chịu là tốt rồi, bởi vì tinh hà lần công phạt, toàn bộ hoàn vũ, đều một hồi lay động, càng thuộc về ngũ đại cấm khu, tiếng rên rỉ nhiều nhất, lần càng khôn đám người kia mới đám, cũng như đã trúng một đạo xét đánh. chương 2003, toàn thân trở lui. Xảy ra chuyện gì, ở đâu ra lớn như vậy chấn động? Vũ trụ minh mông, kinh dị âm thanh liên tiếp, quá nhiều người leo núi nhìn xa, quá nhiều người bóp chỉ diễn toán, chấn động đến quá đột ngột, tim đập nhanh cảm giác, làm cho người ta như đọa cửu u. Bởi vì hoàn vũ dung chuyển, chỗ nguyền rủa thần ma đại chiến cũng tạm thời ngừng nghỉ. Chúng trí tôn đều tại ngửa mặt lên trời xem, hai mắt một cái so một cái thâm thúy. Tính, cái này mấy cái trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều giống như chết vắng lặng. Đáng chết, tĩnh lặng phía sau, chính là thao thiên gào thét, truyền từ ngũ đại cấm khu. Đại vũ trụ luân chuyển A, vạn cổ khó gặp, bọn họ đều bế môn không ra, cần cù tạo càn khôn, có thể tạo lấy tạo lấy, liền đã chúng xét đánh. a à, không đúng, là đã chúng công phạt, mà lại là thông qua càn khôn phóng đại chiêu. Này nhất kích, không chỉ hắn mẹ thương yêu, vẫn đem bọn họ nhiều năm chủ tính, hủy cái sạch sẽ, cái này giống như nhìn hỗn loạn, muốn ăn cơm rồi, nhưng có người đi trong ném đi một đống bạo phù, thậm chí chờ ăn cơm người, đều bị nổ đầy bụi đất, chớ nói nấu cháo nổi, liền cơm khô bát đúa, cũng toái nát vụn. Nguyệt thần, đế tiên, triệu bân, gào rú cùng gào thét, vang đầy toàn bộ tinh không. Lời nói chưa dứt, liền thấy năm cái phương hướng thần quang trùng thiên. Cái kia không phải bình thường thần quang, đều che tận thế sắc thái, vách lấy rất xa, vẫn như cũng có thể ngửi được hủy diệt chi ý, không biết có bao nhiêu người, bởi đó nằm dạp xuống. Chí cao thần khí, cấm khu muốn tham chiến, vẫn là kinh dị, như biển chiều giống như mãnh liệt. Thế nhân nhiều kích động, chờ đợi đã lâu cao chiều cuối cùng muốn tới rồi ngũ đại cấm khu đều xuất hiện trên lịch sử ít có không được cho thần giới cãi nhau mà trở mặt thiên tốt vô tướng lão thần thể phách rung động mạnh không phải bình thường đến tinh thần tới một phương chúng thần con người cũng nở rộ rồi nồng nhiệt tinh quang chỉ cần thần giới ngũ đại cấm khu tham chiến cái kia một trận chiến này liền không hề huyền niệm rồi dù là đối phương có tiên đình nữ quân cùng cửu thế thần thoại cũng chiếu diệt không lầm a à, triệu bân một bước lảo đảo suýt nữa chồng xuống hư vô nguyệt thần cùng đế tiên cũng không tốt đến đi đâu đều là gương mặt trắng bệch đây chính là thi pháp sau cấu bệnh đều đã suy yếu đứng cũng không vững thảm là thảm rồi một chút nhưng bọn hắn liên hợp nhất kích làm tuyệt đối xinh đẹp ít nhất đánh chính là cấm khu trở tay không kịp không được hoàn mỹ chính là tuế nguyệt cùng luân hồi lực lượng quá ít nếu như các nàng đều tại đỉnh phong trạng thái bằng này nhất kích là được trọng thương ngũ đại cấm khu, còn nghĩ tạo càn khôn, tạo em gái ngươi càn khôn. Rút lui. Nguyệt thần truyền âm tứ phương, một tay vẽ ra rồi một đạo đại vết nứt. Mục đích đã đạt tới, cũng không thể tái chiến rồi, thật chờ ngũ đại cấm khu giết qua đến, vậy bọn họ nhà thần, tối thiểu được có cửu thành trở lên, gãy ở chỗ này. Ngươi là thực nghiêu bức A. Mắt thấy đại vết nứt, tự tại tàn niệm một tiếng thổn thức. Đây cũng không phải là phổ thông vết nứt, cái này mẹ nó thiên tri ngân, đi vào có thể nối thẳng tiên giới. Nàng rất khiếp sợ, bằng nguyệt thần lúc này trạng thái là như thế nào đem tại phía xa biên hoang thiên chi ngân rời ở đây đấy, này Nương Môn Nhi không nhìn đại càn khôn sao? Nói không nhìn, vậy thì có chút quá mức. Cửu Thế Thần Thoại là đáng sợ, nhưng còn không có nghịch thiên đến như vậy tình trạng. Đến mức thiên chi ngân, đơn giản là tại đặc thù thời kỳ, đầu cơ trục lợi. Đại vũ trụ luân chuyển sao, quy tắc lột xác sao? cấm khu có thể tư tạo càn khôn, nàng từ cũng có thể trộm đổi không gian, đem thiên tri ngân rời qua đến, cũng không phải là như vậy tốn sức. Rút lui, không ai ham chiến, triệu bân một phương thần, đều tại trước tiên, trốn vào rồi thiên tri ngân. Lưu lại, vô tướng lão thần hét to, mang theo thần khí giết tới đây. Còn có triệu công tử cừu ra đám, cũng là phần phật một phiến. Bọn họ được chống đỡ, chống được ngũ đại cấm khu đánh tới, sẽ làm cho đối phương toàn quân bị diệt cái này ý nghĩ rất tốt đẹp có thể hiện thực rất vô nghĩa thiên tri ngân có cấm chế có chúc thần đi vào như vào chỗ không người có chúc thần đi vào liền không khác đụng tường rồi tựa như vô tướng lão thần sông ngược lại mạnh một đầu đụng đương đương vang sau đến chúng thần cũng là đỉnh cái đầu cứng rắn muốn đánh liền tới tiên giới triệu bân đi vào lúc gào thét khí phách chắc lậu hắn nên là dùng sức quá mạnh cũng hoặc quá hơi nhược thậm chí một hơi thở gấp lấy một đầu đưa tại rồi nguyệt thần trong ngực, nhưng hắn mà nói, lại như một đạo ma chú, vô hạn vang vọng tinh không. Siêu, thiên tri ngân đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là ba đến năm cái trong nháy mắt, liền tiêu trừ không thấy. Hắn lại trở về biên hoang, tự thật giống chưa bao giờ lại tới. Cái này, liền đi. Chờ xem vở kịch lớn thế nhân, đều thần sắc ngơ ngẩn. Chàng tử đều kéo ra, các ngươi ngược lại làm một trận A. À. Đáng chết đụng tường đụng tráng váng đầu hoa mắt chúng thần, đều lung la lung lay. Nhìn tính vạn tính, không có tính đến thiên tri ngân lại lại ở chỗ này hiển hóa. Hiển hóa thì thôi, còn có đáng sợ cấm chế, tại chỗ nhiều như vậy đại thần, sừng sốt làm cho đối phương toàn thân trở lui rồi, một trận đánh chính là thật là biệt khuất. Oanh! Chẳng biết lúc nào, mới thấy trí cao thần uy hàng lâm chỗ nguyền rủa Cấm khu giết tới rồi, đó là thiên quân vạn mã một đường phô tới được. Nhưng, bọn họ đã tới chậm, rau cúc vàng đều đã lạnh mấy hồi rồi. Hỗn đản, ngũ đại cấm khu chi chủ tề tụ, cũng là tụ tập nhi chửi mẹ. Bị tính kế một phen, càn khôn hủy, còn bị đối phương chạy. Như vậy cũng là một trận đánh cờ, cái kia cấm khu chính là thất bại thảm hại. Hỗn đản, đồng dạng tại thầm mắng đấy, còn có vô tướng lão thần bọn họ. Chỉ bất quá, bọn họ mắng chính là cấm khu, thật mẹ nó một đám heo đồng đội, đánh nhau lúc không đến, người đi rồi lại nhảy ra gào to sớm làm gì vậy đi nhiều cơ hội tốt ra tới rồi công giã chàng cái gì không có gặp may không xong việc này không xong ngũ đại cấm khu tề tụ đánh động chống trận bọn họ triệu hoán chúng thần thẳng đến thiên chi ngân không hổ là trí cao truyền thừa hiệu triệu lực chính là khủng bố nhìn thần chi sổ suy tính cực kỳ khổng lồ thậm chí những nơi đi qua một đường đều có sấm sét vang dội cùng thật muốn đi tiên giới đánh nhau. Không phải vậy, chờ triệu bân đến. Chỗ nguyền rủa nghị luận, cũng không ngừng. Không suy nghĩ người tu đạo, hỉ xem náo nhiệt giả, đều đuổi theo rồi chúng trí tôn bước chân, thần giới có vẻ như đã không vở kịch lớn, vậy liền đi tiên giới dạo chơi, có kịch vui để xem. Siêu, triệu bân bọn họ lại hiện thân, đã là tiên giới tinh không. Xong việc nhi, chính là thổ huyết thanh âm, chưa có người có thể đứng vững. Là đại chiến quá vô cùng thê thảm, kéo bè kéo lũ đánh nhau, nơi nào có không bị thương đấy. Còn tốt, bọn họ đi kịp lúc, lần này cũng coi như toàn thân trở lui. Cấm khu sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, Thần Long đạo tôn nói rằng. Vậy thì đánh quá, Man Thần sát khí mãnh liệt, là một cái hiếu chiến chủ. Chuyện đó, rất được trung ý, sinh tử xem đạm, không phục liền làm quá. Phải biết, đây chính là tiên giới, đại càn khôn áp chế còn ở đây. Trước tạm chữa thương, nhân quả đạo tôn mở thần cấp vực môn nối thẳng thần minh hải đấy chúng thần lẫn nhau đỡ mang theo nối đuôi nhau mà vào bầu không khí cũng hòa hợp đến ta đến tổ thần từ nguyệt thần trong tay nâng qua triệu bân sớm nghe nói về nguyệt thần có một bảo bối đồ nhi đã sớm nghĩ nghiên cứu một chút rồi hôm nay liền hợp thời sấn cảnh rất hợp thích đấy người trong nhà sao phóng chút huyết nhi nên là tốt thương lượng hai ta ai luận ai đấy Triệu bân ỉu xìu không sót vài đạo. Cái gì tổ thần lông mi trao lên? Ta hô ngươi sư thúc, ngươi kêu ta sư tổ. Hắc,